Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 41. Quyển 11, chương 75. Đào tạo dạy nghề là điều Triệu Quốc Đống vẫn chú ý. Sau khi hắn đến Hoa Lâm kiêm nhiệm đã chú ý đến phát triển đào tạo dạy nghề. Các quốc gia phát triển ở châu Âu, nhất là Đức, đi đầu trong lĩnh vực này làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng rất sâu. Đối với Trung Quốc đang từng bước tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa mà nói, muốn một bước nhảy tới giai đoạn này là không thực tế. Mà muốn tiến vào công nghiệp hóa thì phải tiến vào sản xuất công nghiệp nặng trước, mà muốn chống đỡ ngành công nghiệp nặng thì nhất định cần phải có hệ thống đào tạo dạy nghề tốt. Theo Triệu Quốc Đống thấy vấn đề này ở Hoài Khánh càng nghiêm trọng và cấp bách hơn. Dù là ngày sau khôi phục ngành cơ giới chế tạo hay là phát triển ngành điện tử thông tin cũng cần rất nhiều công nhân giỏi kỹ thuật, nghiệp vụ. Mà hầu hết những người công nhân như vậy đều dựa vào thời gian làm việc ở công ty mà thêm kinh nghiệm. Cách này dù từ thời gian hay năng lực nghiệp vụ đều không thể nào sánh bằng người đã học ở các trường dạy nghề trước, sau đó tiến vào công ty làm. Mà Hoài Khánh cũng có chút ưu thế ở mảng này. Đại học Công nghiệp An Nguyên, Học viện Kiến trúc Công nghiệp An Nguyên đều nằm ở Hoài Khánh, có sức ảnh hưởng khá lớn. Hơn nữa thị xã cũng có vài trường dạy nghề, nếu gộp lại tạo thành thương hiệu, thích ứng được với xu thế phát triển kinh tế của Hoài Khánh, đó là hy vọng của Triệu Quốc Đống. Ở điểm này hắn và An Nhiên đã cùng nhất trí. Vì phục vụ sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh, ủy ban sẽ tổng hợp tài nguyên các trường dạy nghề lại, bồi dưỡng tăng cường thực lực, tạo thành thương hiệu vàng trong làm việc đào tạo dạy nghề. Đây là mảng rất quan trọng trong công tác giáo dục, cũng là trọng tâm công việc của An Nhiên hiện nay. Ngoài ra Triệu Quốc Đống cũng cùng An Nhiên bàn về mảng du lịch. Theo Triệu Quốc Đống thấy Hoài Khánh có tài nguyên du lịch, nhất là tài nguyên du lịch lịch sử văn hóa còn hơn cả Ninh Lăng. Nhưng ngành du lịch của Hoài Khánh lại quá phân tán. Có lẽ do tư tưởng phát triển công nghiệp đã trói buộc đầu óc lãnh đạo, cho nên dù là Trần Anh Lộc hay Hà Chiếu Thành lên thì cũng không coi ngành du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Theo Triệu Quốc Đống thấy Hoài Khánh là thành phố lớn về tài nguyên du lịch, nhưng lại yếu ớt về mảng này. Có thể nói chính quyền thị xã Hoài Khánh không có quy hoạch phát triển về lĩnh vực này. Đây mặc dù có quan hệ đến lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, ủy ban, nhưng đám người cục du lịch cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Tài nguyên tốt như vậy mà đám người cục du lịch không thể khai thác tốt, không để lãnh đạo ý thức được tương lai của ngành du lịch, đó là bộ máy lãnh đạo cục du lịch không làm tròn chức trách. Triệu Quốc Đống đã sớm muốn điều chỉnh bộ máy cục du lịch, muốn đưa người có tầm nhìn xa, đầu óc rộng mở, giỏi nghiệp vụ, có sự sáng tạo vào vị trí đó, phải cố gắng biến ngành du lịch Hoài Khánh làm sản nghiệp trụ cột thứ ba. Vì thế hắn cũng mơ hồ nhắc An Nhiên tìm người thích hợp. Lão Tiền, ngồi đi, thử trà chúc Diệp Thanh xem uống có lên tiên không. Tiền Nguyên Huy biết đây là Triệu Quốc Đống ngồi nói chuyện với mình sau khi chủ trì công việc ủy ban, chẳng qua chỉ là một đối một, khách với trước. Trước đây khi Hà Chiếu Thành nhận chức liền gọi hết mọi người tới. Thị trưởng Triệu, trà chúc Diệp Thanh chính cống có sản lượng ít, đâu ra mỗi người đều có thể có. Tiền Nguyên Huy nhấp một ngụm. Chẳng qua mùi vị cũng được, ngon. Ha ha, bạn của bạn mang từ Tứ Xuyên về, tôi thấy được nên cũng hay uống. Triệu Quốc Đống mở đầu đề tài là ngành trà, Tiền Nguyên Huy cũng nói theo. Trúc Diệp Thanh Nga Mi bởi vì đăng ký nên thương hiệu liền nổi tiếng. Nghe nói Trúc Diệp Thanh bây giờ là thương hiệu vàng của trà núi Nga Mi, có lẽ bình thường chỉ bán được 30 tệ, nhưng bây giờ tăng lên chục lần, đó là giá trị thương hiệu. Ừ, đúng là như vậy. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn cũng muốn nghe ý kiến của Tiền Nguyên Huy trong việc này. Dù sao Tiền Nguyên Huy cũng làm ở mảng sản xuất nông nghiệp nhiều năm. Thấy Triệu Quốc Đống muốn nghe tiếp, Tiền Nguyên Huy không hề khách khí. Chuyện ở huyện Tĩnh lần trước khiến quan hệ hai bên được cải thiện nhiều. Sự giải thích công bằng của Triệu Quốc Đống làm cho Tiền Nguyên Huy giảm bớt áp lực khi tổ công tác tỉnh tới điều tra. Điều này mặc dù không thể khiến Tiền Nguyên Huy phục Triệu Quốc Đống, nhưng ít nhất Triệu Quốc Đống cũng thể hiện khí phách của mình. Nếu một người trẻ tuổi có thể có ý chí này, mình mà còn hẹp hòi sao được. Chẳng qua muốn mình phục thì phải thể hiện năng lực thực sự. Bây giờ từ trung ương đến tỉnh đều chú trọng vấn đề tam nông, mà theo quan niệm pháp chế thông dụng thì quan niệm pháp luật của nông dân sẽ tăng lên. Chuyện lần trước là chứng minh, mấy năm trước có chuyện như thế này không? Có, còn nhiều hơn bây giờ nhưng không làm người ta chú ý. Bây giờ thì khác, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân đã được đưa lên tầm cao về chính trị, ai gặp việc này coi như đen đủi. Tiền Nguyên Huy thấy Triệu Quốc Đống trông rất bình tĩnh, y có chút yên tâm. Tôi không phải nói công việc chúng ta có vấn đề gì. Chính xác mà nói 2 năm trước tôi không chú trọng công việc này.
Nhưng muốn giải quyết vấn đề tam nông thì không phải chỉ dựa vào cấp trên chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân là đủ. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút hứng thú ổ lên. Trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng và ngược lại. Nông thôn nghèo, sản xuất nông nghiệp yếu kém, nông dân khó khăn, vấn đề tam nông tại sao mãi không được chú trọng? Do nguyên nhân gì tạo thành? Vị trí của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân càng lúc càng giảm, tỷ lệ ủy viên của Đại hội đại biểu nhân dân xuất thân từ nông thôn cũng thấp đến đáng thương. Như vậy làm sao có thể thay đổi vấn đề tam nông? Mấy câu hỏi sắc bén làm Triệu Quốc Đống phải nhướng mày, mình đã xem nhẹ Tiền Nguyên Huy. Không cần biết lời này có thật là quan điểm của Tiền Nguyên Huy hay không, hay là chỉ nói cho mình nghe. Nhưng nói như thế này cũng đại biểu đối phương có tư tưởng. Công tác nông thôn và sản xuất nông nghiệp của Hoài Khánh đang như thế nào? Làm như thế nào để tăng thu nhập của nông dân Hoài Khánh? Đó mới là quan trọng nhất, nếu chỉ dựa vào lý luận xa vời, vậy văn phòng nghiên cứu chính sách trung ương, tỉnh có đầy nhân tài, một người đi ra là nói cả ngày trời. Nhưng muốn áp dụng vào thực tế, đạt thành tích lại là vấn đề. Lão Tiền, anh nói đến mấy vấn đề khá sâu, tôi cũng biết cải cách là quá trình lục lọi. Xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc muốn đạt thành công cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, phạm sai lầm cũng là bình thường. Bây giờ Trung ương cũng chú ý đến điểm này, bắt đầu sửa sai. Vấn đề nằm ở chỗ Hoài Khánh chúng ta nên lầm như thế nào? Hoặc là nói chúng ta có thể đi trước một bước hay không? Triệu Quốc Đống nói. Tiền Nguyên Huy gật đầu nói. Hoài Khánh chúng ta có hoàn cảnh tự nhiên đứng đầu toàn tỉnh. Hoài Châu, Khánh Châu, Lâm Giang, Quy Ninh đều là quận, huyện có truyền thống trồng lương thực. Ba huyện Tĩnh, Phú Xuyên, Cổ Lâu mặc dù có núi đá nhưng trụ cột sản xuất nông nghiệp cũng tốt. Chỉ có La Bình là huyện thuần đồi núi nhưng cũng có thể phát triển sản xuất nông nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ Hoài Khánh mặc dù có hoàn cảnh tự nhiên tốt, trụ cột phát triển nông nghiệp tốt nhưng Hoài Khánh cũng là thành phố có đông dân cư, sức lao động ở nông thôn sung túc, sản xuất lương thực không cần nhiều sức lao động đến như vậy. Mà mấy năm nay giá trị lương thực liên tục giảm, nông dân muốn tăng thu nhập chỉ có thể dựa vào các công ty, nhà máy bản địa để làm thuê hoặc tới thành thị làm thuê. Nhưng bây giờ các nhà máy xã, thị trấn khó khăn, sức lao động dần không có đường ra. Nói các khác ngoài lên thành phố làm thuê thì không còn có thể đi đâu. Tiền Nguyên Huy phân tích tình hình nông thôn Hoài Khánh hiện nay, mấy điều này Triệu Quốc Đống biết. Hắn muốn nghe là làm như thế nào giải quyết được mâu thuẫn, muốn nghe cái nhìn của Tiền Nguyên Huy. Quyển 11, chương 76. Đến khu vực Duyên Hải làm thuê là đường ra duy nhất dành cho sức lao động dư thừa ở nông thôn của các tỉnh, thị xã khu vực Trung Tây chúng ta. Rất nhiều tỉnh thậm chí còn cổ vũ sức lao động di chuyển, nhưng cá nhân tôi cho rằng đó không phải con đường tốt. Tiền Nguyên Huy dừng một chút như suy nghĩ, Triệu Quốc Đống cũng rất muốn nghe xem đối phương đưa ra phương thức nào giải quyết được vấn đề này. Khi người của khu vực Trung Tây sang khu vực Duyên Hải mặc dù bề ngoài là tăng thu nhập, có một số ít học được khoa học kỹ thuật và gây dựng sự nghiệp. Nhưng thực tế thì đó là chúng ta cống hiến cho KVDG. Bây giờ khu vực Duyên Hải phát triển cực nhanh nhưng đâu có coi trọng cống hiến của người khu vực Trung Tây chúng ta. Vấn đề là ở chỗ người nội địa nỗ lực cố gắng, thậm chí là hy sinh nhưng không được đãi ngộ công bằng, không được đóng bảo hiểm. Mà những lao động được phục vụ gì khác so với những người ở khu vực Duyên Hải kia hay không? Bọn họ được hộ khẩu thành phố hay là điều kiện học của con cái tốt hơn? Tiền Nguyên Huy nói khá sắc bén. Hừ, không có, bọn họ để vợ con ở nhà, đi ngàn cây số, làm việc vất vả, đến khi già yếu phải về quê hương. Bọn họ cống hiến tuổi trẻ cho khu vực Duyên Hải, cuối cùng còn phải trở lại quê hương. Họ sinh ra ở quê hương, chính quyền địa phương xã hội chủ nghĩa chẳng lẽ còn bỏ mặc bọn họ được sao? Khu vực Duyên Hải được quốc gia cho nhiều chính sách ưu đãi, thu sức lao động khu vực Trung Tây nhưng không phải có nghĩa vụ gì. Hơn nữa bây giờ chính sách phát triển khu vực Trung Tây đã được đưa ra, nhưng chỗ tốt khu vực Duyên Hải phía đông đều chiếm hết, khu vực Trung Tây chúng ta làm như thế nào để phát triển? Chẳng lẽ khu vực Duyên Hải do mẹ cả sinh, chúng ta là mẹ hai sinh? Triệu Quốc Đống nhíu mày, hắn không ngờ Tiền Nguyên Huy lại nghĩ sâu sắc ở vấn đề này đến vậy, hơn nữa còn có vẻ đố kỵ. Cán bộ đảng viên lại nghi ngờ về chính sách phát triển khu vực Trung Tây cửa Trung ương, lại dám can đảm nói ra trước mặt mình, đối phương tin mình hay muốn dùng cách này để được mình tôn trọng. Triệu Quốc Đống tin vào khả năng phía sau. Thị trưởng Triệu, có thể tôi nói hơi quá, tôi chỉ muốn tỏ rõ cái nhìn của mình, đó chính là sức lao động dư thừa của nông thôn ở một góc độ gây áp lực tạo việc cho chính quyền địa phương. Nhưng một góc độ nào đó đây lại là tài nguyên.
Bọn họ phải đi đến khu vực duyên hải làm thuê, phải xa nhà, hàng năm tốn nhiều tiền đi lại, trong nhà có việc cũng không thể lo lắng, tại sao bọn họ không thể làm ở gần. Tiền Nguyên Huy thở phào nhẹ nhõm giống như rất thoải mái khi nói được suy nghĩ của mình ra vậy. Anh nói hy vọng Hoài Khánh chúng ta tiêu hóa sức lao động này. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Đúng thế, tôi đồng ý cách làm của ngài ở Hoài Châu cùng Khánh Châu. Sản nghiệp dày của Hoài Châu đã hình thành đến mức nhất định, tôi cảm thấy nếu chúng ta đưa ra chính sách hỗ trợ thì tôi tin rằng với vị trí địa lý của Hoài Châu thì không gian phát triển của ngành này sẽ rất lớn, cũng tốt cho việc thu sức lao động còn thừa ở nông thôn và các thị trấn. Thấy Triệu Quốc Đống nhìn mình với vẻ kỳ lạ, Tiền Nguyên Huy biết vấn đề nằm ở đâu nên cười nói. Thị trưởng Triệu, ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi mặc dù cảm thấy bất mãn, khó chịu với việc khu vực Duyên Hải sử dụng tài nguyên sức lao động giá rẻ của khu vực Trung Tây chúng ta mà không phải trả giá gì, nhưng sự thật là như vậy. Nếu như chúng ta không thể chọn đúng sản nghiệp trụ cột, như vậy sẽ không thể thu càng nhiều sức lao động, vậy sức lao động còn thừa của Hoài Khánh chúng ta vẫn phải đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta còn phải cố gắng giúp bọn họ ra ngoài. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Tiền Nguyên Huy này khá thú vị, mặc dù Đoạn Thước nói rất khẳng khái, nhưng đó chỉ là lý tưởng mà thôi, thực tế chính trị thì tên Tiền Nguyên Huy này rất tỉnh táo, không vì sự đố kỵ mà lạc đường. Chẳng qua đó là điều bình thường, nếu là kẻ chỉ biết gào lên thì sao có thể làm phó thị trưởng. Tảng đá trong lòng bỏ xuống, hai người nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cảm thấy Tiền Nguyên Huy hiểu sâu sắc về công tác nông thôn, nhất là rất quen tình hình lãnh đạo chủ yếu của hai quận, sáu huyện. Điều này đủ thấy Tiền Nguyên Huy là phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp làm việc rất tâm huyết. Tiền Nguyên Huy cũng không giấu giếm gì với Triệu Quốc Đống. Y có gì nói đó. Từ việc quận Khánh Châu phát triển trụ sở trồng rau quả theo mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, đến việc dùng rơm rạ để trồng nấm ở đây. Từ trụ sở rau đến sản xuất giống cây ở Quy Ninh. Từ ngành trà huyện Thanh Bình vì sao không thể hình thành quy mô, đến việc trồng cây thuốc lá gặp khó khăn như thế nào ở huyện Tĩnh. Có thể nói đã thể hiện được vấn đề ở các quận, huyện, ngay cả Triệu Quốc Đống nghe cũng thầm phục. Triệu Quốc Đống dám cam đoan không có trên 5 năm, không hết lòng vì công tác nông nghiệp thì Tiền Nguyên Huy không thể làm được như vậy. Điều này làm Triệu Quốc Đống bắt đầu thay đổi cái nhìn đối với Tiền Nguyên Huy. Lúc trước chỉ là ở biểu hiện bề ngoài, nhưng trông qua trao đổi Triệu Quốc Đống có thể xác định Trần Anh Lộc đã nói với hắn Tiền Nguyên Huy mặc dù không phải phó thị trưởng thích hợp nhất, nhưng là phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp thích hợp nhất. Lời này của Trần Anh Lộc chính là quen thuộc tình hình sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Hơn nữa cũng có cái nhìn và ý tưởng của bản thân. Chủ yếu lệnh Hồ Triều ầm ai có thể ủng hộ rủ cho Tiền Nguyên Huy mà thôi. Lệnh Hồ Triều biết ông chủ đang nói chuyện vì thế những cuộc điện gọi tới đều đầy hết. Theo y biết Tiền Nguyên Huy và thị trưởng Triệu quan hệ không tốt, nhưng thị trưởng Triệu lại khá coi trọng cuộc nói chuyện này, còn hơn cả cuộc nói chuyện với thị trưởng Đặng, thị trưởng Hứa. Sự thành công của Triệu Quốc Đống là điều đáng để lệnh Hồ Triều vui mừng. Y nhớ có người nói thư ký mặc dù phải giữ nhân cách độc lập, nhưng không thể không nói vận mệnh chính trị của mình gắn chặt lên người lãnh đạo mà mình phục vụ. Lãnh đạo đi càng cao, giá trị của thư ký cũng tăng lên rất nhiều. Làm như thế nào lợi dụng thân phận thư ký bên cạnh lãnh đạo để tăng thêm kiến thức, tăng thêm năng lực ứng biến, đây là điều mà mỗi thư ký phải học tập. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì ông chủ sẽ lên làm thị trưởng, đây là một bước tiến dài trong con đường chính trị của ông chủ. Lúc trước ông chủ đã làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng, sang Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực chỉ là điểm quá độ. Lệnh Hồ Triều vẫn cảm thấy ông chủ khi làm bí thư quận ủy Tây Giang bên Ninh Lăng thì mọi việc đều như ý. Quận Tây Giang trong một năm thay đổi rất nhiều, tố chất cán bộ tăng cao, hơn nữa phát triển kinh tế, xã hội đều được đẩy lên cao. Sau khi đến Hoài Khánh mặc dù ở vị trí cao hơn nhưng vì đó là vị trí đặc biệt nên bị nhiều nhân tố trói buộc, làm việc gì cũng cần suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn phải thỏa hiệp, rất khó thấy được khí phách và tầm nhìn xa của ông chủ. Lệnh Hồ Triều mặc dù không dám nói có dã tâm chính trị, nhưng y cũng hy vọng lúc thích hợp mình có thể đi ra ngoài. Đương nhiên bây giờ tuổi và kinh nghiệm của y còn ít, nhưng về sau chưa chắc mình không xuống rèn luyện mà. Lệnh Hồ Triều có ấn tượng rất sâu về ông chủ. Ông chủ mình không giống các lãnh đạo khác thông qua uống rượu, ca hát để tạo quan hệ, duy trì quan hệ, cũng không thích hút thuốc, đánh bài. Ngoài công việc bình thường ra thì hầu như ông chủ chỉ đọc sách. Đương nhiên ông chủ không phải thánh nhân, lệnh Hồ Triều không biết nửa bên kia của ông chủ là gì, nhưng dám nói đó không phải cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lệnh Hồ Triều cũng không biết rốt cuộc là do cuộc sống tình cảm trước hôn nhân ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của ông chủ,
hay là cuộc hôn nhân này đối với ông chủ chỉ là một điểm cho qua cửa. Nói tóm lại ông chủ có vẻ không quá nghiêm khắc trong tình cảm. Cũng may ông chủ khá chú ý việc này nên có thể tránh gần hết việc phiền phức. Quyển 11, chương 77. Đoạn Kỳ Ngôn lén lút đi tới văn phòng. Lệnh Hồ Triều nhìn cái là biết ngay vị cục trưởng cục dân chính thời gian này hay tới đây. Y vội vàng đứng lên nói. Cục trưởng Đoạn, ngài tới tìm thị trưởng Triệu. Thư ký Lệnh Hồ, thị trưởng Triệu có nhà không? Tôi muốn báo cáo công việc với thị trưởng Triệu. Đoạn Kỳ Ngôn cười cười lấy hai hộp trà trong cặp ra và nói. Thư ký Lệnh Hồ, đây là trà ngân châm Quân Sơn bạn tôi mang từ Hồ Nam về. Tôi biết thị trưởng Triệu và anh thích uống trà nên mang tới mời nếm thử. Sao có thể nhận được chứ? Lệnh Hồ Triều vội vàng xua tay nói. Ngài biết thị trưởng Triệu kỵ nhất việc này mà. Ôi, tính của thị trưởng Triệu thì tôi biết, đây cũng chỉ là hai hộp trà không đáng tiền. Bạn tôi mang về từ Hồ Nam, tôi uống trà như trâu uống nước, trà ô long mùi nặng mới là loại tôi thích, trà này hơi nhạt. Tôi biết thị trưởng Triệu thích uống trà vị thanh mát nên mới mang tới. Cục trưởng Đoạn, sao có thể được? Lệnh Hồ Triều nói. Ôi, thư ký Lệnh Hồ đừng nói làm gì, chỉ là chút đồ uống mà thôi. Đoạn Kỳ Ngôn xua tay nói. Lệnh Hồ Triều lúc này mới không hề khách khí cầm lấy hai hộp trà bỏ sang bên. Vậy cảm ơn cục trưởng Đoạn, thị trưởng Triệu không thích gì, chỉ thích uống trà mà thôi, có lẽ loại ngân châm này thị trưởng Triệu sẽ thích. Ngài ngồi một chút. Thị trưởng Triệu đang nói chuyện với trợ lý Cố, có thể còn nói chuyện một lát nữa. Trợ lý Cố, Đoạn Kỳ Ngôn ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng. Trợ lý thị trưởng Cố hiểu bằng. Đoạn Kỳ Ngôn không khỏi có chút ghen ghét. Đây là chênh lệch, cục dân chính và cục tài chính chỉ kém một chữ. Bây giờ cục trưởng cục tài chính đã nhảy lên làm trợ lý thị trưởng, mà mình lại không ai nhắc tới. Ồ, thị trưởng Triệu nói chuyện với cục trưởng Cố. Tôi chờ chút vậy. Đoạn Kỳ Ngôn cũng không muốn thấy vẻ mặt ngông cuồng của Cố Hiểu Bằng, nhưng lại không muốn thể hiện trước mặt Lệnh Hồ Triều nên có chút do dự. Nếu không cục trưởng Đoạn sang phòng khách ngồi một chút, tôi nói chuyện với ngài. Lệnh Hồ Triều rất nhiều tình lấy bao trung hoa trong ngăn kéo ra và đưa tới. Tốt quá, không mấy khi được ngồi nói chuyện với thư ký Lệnh Hồ, chúng ta phải tâm sự mới được. Cố Hiểu Bằng suy nghĩ một chút nói. Lúc này nhân sự thị xã có thay đổi. Về thực tế thành viên bộ máy ủy ban thị xã đã không đầy đủ. Thị ủy đã nghiên cứu và báo cáo lên tỉnh xin bổ nhiệm thêm hai trợ lý thị trưởng, một là trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Hứa Lộ Bình, một là cục trưởng cục tài chính Cố Hiểu Bằng. Bởi vì Triệu Quốc Đống bây giờ mới lấy danh nghĩa phó thị trưởng thường trực chủ trì công việc khiến chức thường trực vẫn còn chưa tiện phân công công việc mảng tài chính cho phó thị trưởng khác, Triệu Quốc Đống vẫn phải phụ trách. Mà Triệu Quốc Đống bây giờ phụ trách chung cả ủy ban nên không có nhiều tâm tư quản lý việc cụ thể. Cố Hiểu Bằng cũng coi như gánh vác mảng tài chính. Đương nhiên Cố Hiểu Bằng cũng biết mảng tài chính này không đến lượt trợ lý thị trưởng như mình quản hết. Dù mình nhanh chóng lên làm phó thị trưởng cũng không thể phụ trách mảng này. Công tác tài chính từ trước đến giờ đều do phó thị trưởng thường trực phụ trách. Trước khi tỉnh xác định điều chỉnh nhân sự thì mảng tài chính này anh phải phụ trách, cứ theo quy định mà chúng ta đã đặt ra trước đây. Tôi bây giờ không có nhiều tâm trí mà lo mảng này. Anh làm ở bên tài chính nhiều năm nên hiểu cách thực hiện, không cần tôi nói nhiều. Lần cạnh tranh chức trợ lý thị trưởng lần này khá kịch liệt. Hứa Lộ Bình làm trưởng ban thư ký nhiều năm, y làm trợ lý thị trưởng là đương nhiên. Nhưng Cố Hiểu Bằng làm trợ lý thị trưởng có lực cản không nhỏ. Bí thư quận ủy Hoài Châu và chủ nhiệm ủy ban xây dựng thị xã đều cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng Cố Hiểu Bằng thắng qua đó có thể thấy bản lĩnh của người này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng khá ổn về Cố Hiểu Bằng. Người này nhanh nhạy, khôn khéo nhưng có nguyên tắc. Khi Trần Anh Lộc hỏi ý kiến Triệu Quốc Đống, hắn đã tán thành. Đây thực ra là sự cân bằng. Quế Toàn Hữu đã nhường vị trí, Trần Anh Lộc khi dùng người luôn nắm vững việc tập trung quyền lực, đồng thời khôn khéo thể hiện công bằng. Sắp tới vốn đầu tư từ bên ngoài vào Hoài Khánh chúng ta sẽ tăng mạnh, cần thành lập tổ giám sát có sự tham gia của bên thanh tra. Đây cũng là tốt cho bọn họ. Có một số người cảm thấy có nếu giám sát chặt sẽ giảm đi khả năng chi tiêu của bọn họ, tôi không rõ nếu thật sự cần chi thì tài chính có bao giờ không phê duyệt. Tôi thấy tôi dùng tiền khá minh bạch, vì thế phải đưa ra chế độ chặn mọi hành vi tham ô, tham nhũng. Cố Hiểu Bằng gật đầu ghi nhớ yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Làm một trợ lý thị trưởng mới, lúc này tỏ ra khiêm tốn là chính xác nhất. Hai người qua lại đã được khá lâu, Cố Hiểu Bằng coi như hiểu rõ tính cách của Triệu Quốc Đống. Người này cường thế, bá đạo khiến người ta ngạt thở,
nhưng khi tiếp xúc riêng lại thấy đây không phải là phó thị trưởng mà giống như một đồng nghiệp tốt vậy. Người này còn có thể khiêm tốn nghe đề nghị của người khác, cũng không hề kiêng kỵ nói ra suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nói thật Cố Hiểu Bằng cảm thấy ở quan trường không nhiều người có tính cách này. Chỉ là kẻ con cái của quan to, không hiểu chuyện, hoặc là người có trí tuệ vượt trội so với người khác. Nếu từ tuổi Triệu Quốc Đống sẽ được xếp vào loại thứ nhất, nhưng Cố Hiểu Bằng lại biết Triệu Quốc Đống không phải người như vậy. Y hiểu rõ tình hình và cách xử lý vượt xa trình độ của lãnh đạo bình thường. Thậm chí Cố Hiểu Bằng còn cho rằng Hà Chiếu Thành kém Triệu Quốc Đống. Trước khi Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh, tình hình tài chính mặc dù không quá kém nhưng so với khi năm đóa kim hoa nở rộ thì có chênh lệch không nhỏ. Nhưng sau khi Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực thì mọi việc đã thay đổi rõ ràng. Công tác thu hồi nợ vốn là việc khó khăn nhất, nhưng đợt pháo đầu tiên của Triệu Quốc Đống chính là việc này. Lúc trước Cố Hiểu Bằng cùng Cáo Đan vốn nghĩ sẽ không làm được gì. Nhưng không ngờ mấy chiêu quyền mạnh tay của Triệu Quốc Đống đã giúp tài chính thị xã bớt gánh nặng. Bây giờ hai lần thu hồi nợ đã thành công qua cửa, có thể nói là đã thắng một cách hoàn mỹ. Ngay sau đó là hạng mục liên doanh công viên Nghĩa Trang Quốc tế và chuyển số cổ phần thành tiền đã mang tới một khoản tài chính không hề nhỏ. Điều này làm Cố Hiểu Bằng rất phục Triệu Quốc Đống. Thương Long Dục đã đứng ở Hoài Khánh mấy ngàn năm, không ai nghĩ nơi này sẽ được dùng làm gì, không ngờ Triệu Quốc Đống lại bán đi được với giá đắt đến thế. Tên Đoạn Kỳ Ngôn thường dùng một câu để hình dung hạng mục công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục, không sợ không làm được, chỉ sợ không nghĩ ra. Cố Hiểu Bằng ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống liền lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Cố Hiểu Bằng rất chú trọng hình tượng, cảm thấy ngồi ở vị trí nào thì nên có phong độ ra sao, luôn giữ khoảng cách với cấp dưới, không quá thân cận. Điều này khiến y vốn bị bỏ xó trong cục tài chính nhưng sau cơn động đất đã được bí thư thị ủy chọn làm cục trưởng cục tài chính. Y cũng không phụ lòng Trần Anh Lộc, đã quét dọn sạch sẽ có thể đầy rác thải. Ít nhất khi Triệu Quốc Đống đến phụ trách công việc tài chính thị xã vẫn duy trì sức sống nhất định. Lão Đoạn mới tới. Thấy Đoạn Kỳ Ngôn cùng lệnh Hồ Triều từ phòng khách đi ra, Cố Hiểu Bằng cười cười một tiếng. Vào đi, nếu không thị trưởng Triệu có thể ra ngoài. Ha ha, thị trưởng Cố, chúc mừng, lúc nào có thời gian rảnh để chúng tôi chúc mừng ngài. Đoạn Kỳ Ngôn cố kìm cơn ghen ghét trong lòng rồi nói. Thị trưởng gì chứ, lão Đoạn đừng nói linh tinh. Tôi mới là trợ lý. Cố Hiểu Bằng thấy Đoạn Kỳ Ngôn trước đây vốn hay tranh cãi với mình bây giờ lại phải cúi đầu làm y rất vui vẻ. Quan lên một bậc khiến tầm nhìn khác hẳn, không cần so đo với Đoạn Kỳ Ngôn làm gì. Chẳng qua nghe nói Đoạn Kỳ Ngôn đang nhìn chằm chằm vào chức cục trưởng cục tài chính. Cố Hiểu Bằng thật ra khá phục khí phách của Đoạn Kỳ Ngôn. Không nằm ở mảng tài chính mà cũng muốn làm cục trưởng cục tài chính. Đây không phải là hình thức thôi sao? Hôm nào hội nghị đại hội đại biểu nhân dân giơ tay biểu quyết là coi như qua mà. Đoạn Kỳ Ngôn thuận tay đưa điếu thuốc tới. Được rồi, hôm nào chúng ta ngồi với nhau, anh mau đi làm việc của mình đi. Quyển 11, chương 78. Quan điểm của Triệu Quốc Đống trong cách dùng người có hơi khác. Chủ yếu là do hắn hy vọng người vừa muốn tiến lên, vừa biết làm việc. Theo Triệu Quốc Đống thấy việc chạy quan hơi khó nghe, rất dễ làm người ta nghĩ đến việc mua quan bán chức. Nhưng hắn không cho là vậy, nếu vào chính trị thì ai chẳng muốn đi xa hơn, ai không muốn thực hiện giấc mơ trong lòng mình chủ yếu là anh dùng tâm trạng gì để tiến tới. Con người có nhiều cấp độ, khi người thỏa mãn mấy yêu cầu cơ bản thì khó tránh khỏi theo đuổi điều cao cấp hơn. Nhu cầu sinh lý và an toàn thì theo Triệu Quốc Đống thấy người tiến vào chính trị sẽ được thỏa mãn, như vậy có những thứ khác lại dựa theo sở thích của từng người mà cố gắng đạt được. Việc chạy quan có thể dùng để miêu tả như là người muốn tiến lên. Sự tôn trọng dành cho con người cũng sẽ được thể hiện rõ khi người đó lên chức và phát triển. Có người làm quan vì theo đuổi hư vinh nhất thời, đây thực ra là muốn thực hiện nhu cầu dung tục ở cấp thấp. Có người muốn làm quan vì đạt được lợi ích, đây thực ra là một cách thức biến đổi về nhu cầu sinh lý và nhu cầu cuộc sống. Triệu Quốc Đống khinh thường hai loại hình này. Ở Trung Quốc bây giờ có không ít người làm quan nhằm hai mục đích đó, vì thế hiện tượng mua quan, bán chức cũng đang khá phổ biến. Theo Triệu Quốc Đống mà nói anh muốn làm quan thì phải thể hiện bản lĩnh thật của mình, để cho lãnh đạo cảm thấy vị trí đó đáng dành cho anh, có thể làm tốt công việc ở vị trí đó. Nhưng việc chạy quan sẽ là quang minh chính đại bằng cách này thì trong lòng Triệu Quốc Đống thấy thì việc này không có gì là không ổn, dù sao bây giờ không phải là thời đại là vàng cuối cùng sẽ sáng, có lẽ đến khi lọt vào mắt lãnh đạo thì anh đã già rồi. Đoạn Kỳ Ngôn ngồi trong văn phòng mình nửa tiếng, trên danh nghĩa là báo cáo công việc.
nhưng Triệu Quốc Đống biết ý đồ của Đoạn Kỳ Ngôn này. Nhưng thực tế Triệu Quốc Đống cũng đánh giá cao Đoạn Kỳ Ngôn. Nhất là ở hạng mục công viên Nghĩa Trang Quốc tế Thương Long Dục, mặc dù được hai cấp tỉnh, thị xã quan tâm ủng hộ nhưng cần báo cáo lên bộ phê duyệt, trong này cũng có nhiều thủ tục phức tạp. Đoạn Kỳ Ngôn đã mấy lần bay lên Bắc Kinh và chỉ trong vòng 3 tháng làm xong hết các thủ tục. Điều này làm cho tập đoàn Gia Viên khá khen ngợi tác phong làm việc và năng lực của cán bộ Hoài Khánh. Cuối năm ngoái, lãnh đạo tập đoàn Gia Viên đã bày tiệc mời lãnh đạo thị ủy, ủy ban thị xã và nhân viên các ngành chuyên môn. Chủ tịch tập đoàn Gia Viên, Tống Gia Bình đã hết lời khen ngợi hiệu quả làm việc của Hoài Khánh, nhất là Đoạn Kỳ Ngôn. Có lẽ Đoạn Kỳ Ngôn cảm thấy biểu hiện của y là đủ tư cách tranh một chuyến nên mới làm như vậy. Triệu Quốc Đống nghĩ đến đây không khỏi có chút buồn cười. Đoạn Kỳ Ngôn cũng được, nhưng chức cục trưởng cục tài chính này không phải do hắn hoàn toàn quyết định được. Trên danh nghĩa cục tài chính là cơ quan do ủy ban thị xã quản lý, hắn cũng có quyền lên tiếng ở chức cục trưởng cục tài chính. Nhưng thực tế các vị trí trưởng các cục, các ngành quan trọng của ủy ban đều do bí thư đảng ủy quyết định. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết Đoạn Kỳ Ngôn chỉ hy vọng mình nói giúp y vài câu. Y cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng mình sẽ quyết định được. Hà Chiếu Thành, Đàm Lập Phong thay đổi khiến vài vị trí thay đổi. Nhất là hai người chiếm vị trí cục trưởng cục tài chính và trưởng ban thư ký ủy ban thị xã được lên làm trợ lý thị trường, như vậy hai trước đó cũng khiến bao người tranh đoạt. Trong hai vị trí này, Trần Anh Lộc đã ám chỉ với mình chức trưởng ban thư ký ủy ban thị xã có thể tôn trọng ý kiến của hắn. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể tưởng tượng Lữ Thu Thần rất tức giận vì quyết định này của Trần Anh Lộc. Nhưng điều này cũng khiến cho Triệu Quốc Đống phải ủng hộ Trần Anh Lộc chức cục trưởng cục tài chính. Bây giờ Triệu Quốc Đống chưa đấu đá với ai về vấn đề nhân sự. Hắn mới là một phó bí thư, phó thị trưởng chủ trì công việc ủy ban thị xã, còn xa mới tới lúc chỉ trỏ ở vấn đề nhân sự. Có một số việc có thể chống đối, nhưng một số việc không thể. Điều này Triệu Quốc Đống biết chừng mực. Trước đây mình được Trần Anh Lộc tin tưởng, đó là do mình không tạo thành uy hiếp gì cho đối phương, thậm chí không thể không dựa vào đối phương. Nhưng bây giờ mặc dù Trần Anh Lộc vẫn mạnh hơn, mình thậm chí chưa phải là thị trưởng nhưng việc này coi như được xác định, vì thế ở nhiều vấn đề hắn coi như có lực lượng nhất định. Triệu Quốc Đống cũng không muốn không có lý do khiêu khích Trần Anh Lộc, giống như hắn tin Trần Anh Lộc sẽ không tùy ý nhúng tay vào công việc của ủy ban thị xã. Nhưng điều này không có nghĩa hắn không có chút quyền lên tiếng gì trong việc điều chỉnh nhân sự. Điều này cũng giống như thị ủy có quyền quyết định trong các việc trọng đại của ủy ban vậy. Đây là sự tôn trọng. Bất cứ chính trị gia hoặc lãnh đạo thành thục nào cũng hiểu được. Trần Anh Lộc chính là người như vậy, Triệu Quốc Đống cũng đang cố gắng để mình thành người như vậy. Chấm. Trưởng Ban Trang, tôi mời ngài một chén. Triệu Quốc Đống đứng lên cười ha hả nói. Giám đốc Bối đã lên tiếng, tôi mà còn ngồi đó giả ngây giả dại thì đó chính là không tôn trọng lãnh đạo. Đúng, vừa nhấc mông là phải uống. Bối Thiết Lâm mặt đỏ hồng liên tục vỗ tay nói. Trưởng Ban Trang. Thị trưởng Triệu mời ngài một chén đầy thành ý, ngài phải hết. Quốc Đống, cậu có lầm không vậy? Hôm nay ai là khách, ai là chủ? Sao lại chĩa súng vào tôi? Lão Bối và tôi là bạn nhiều năm, y uống như thế nào tôi còn không biết sao? Sao, cậu nhìn mặt y như thế kia và bỏ qua sao? Tôi nói với cậu, đây là mặt càng đỏ càng uống giỏi. Cậu mời y 10 chén y vẫn có thể lái xe về nhà. Trang Quyền xua tay nói. Hai chúng ta uống cũng được, lão Bối, ông làm chứng, ông và thị trưởng Triệu là lần đầu mà phải không, chỉ bằng lý do này ba chúng ta cũng phải cạn chén. Không khí khá náo nhiệt, Triệu Quốc Đống uống cạn làm hai người Trang Quyền, Bối Thiết Lâm đều phải chẹp lưỡi. Ba chai rượu đã uống hết, hai cô gái mặc dù tham gia nhưng chỉ cho có và giúp vui mà thôi. Nhưng thật ra ba người đàn ông lúc đầu còn khiêm tốn nhưng bị hai người phụ nữ không ngừng châm lửa nên ngọn lửa chiến tranh dấy lên. Thật ra hai người Trình Nhược Lâm và La Băng có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống hôm nay rất có khí thế, mục tiêu không ngừng chỉ vào giám đốc sở thông tin truyền thông Bối Thiết Lâm. Mà Bối Thiết Lâm cũng kéo theo Trang Quyền vào cuộc chiến, ba người đánh nhau, cuối cùng Trình Nhược Lâm và La Băng cũng bị cuốn vào. Uống vài chén, hai người lấy lý do đi WC mới thoát được. Trưởng Ban Trang, tôi thật ra còn không biết ngài và giám đốc Bối đều là người Ninh Lăng. Tôi lúc làm ở Ninh Lăng có người nói Ninh Lăng mặc dù kém về kinh tế nhưng là đất địa linh nhân kiệt, lời này không sai. Triệu Quốc Đống cởi hai khuy áo trên ngực, điều hòa không giảm được cơn nóng trong người. Bối Thiết Lâm là người sảng khoái, Trang Quyền cũng nói Bối Thiết Lâm đáng để quan hệ,
vì vậy chuyện của La Băng chắc không vấn đề gì. Trình Nhược Lâm đã vài lần vì chuyện của La Băng mà nhỏ giọng nói bên tai Triệu Quốc Đống, làm hắn khá buồn bực. Sau đó La Băng tự mình gọi tới hỏi Triệu Quốc Đống có phải nhất định đợi cô gọi tới nhờ thì hắn mới giúp không. Lời này hơi nặng làm hắn phải vội vàng giải thích, là muốn chọn cơ quan tốt cho cô, hắn cũng cam đoan trong một tháng sẽ xử lý xong. Nếu đã hứa, Triệu Quốc Đống sẽ làm luôn. La Băng làm bên thông tin, truyền hình nhiều năm, cô chỉ hy vọng có thể có công việc thoải mái, vui vẻ mà thôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi và thấy có nên điều La Băng lên sở thông tin truyền thông không. Chẳng qua hắn không quá quen thuộc với mảng này nên gọi cho Trang Quyền. Trang Quyền rất nhanh đáp ứng, còn nói sẽ hẹn cả giám đốc sở thông tin truyền thông Bối Thiết Lâm đi ăn cơm, Triệu Quốc Đống đương nhiên vui vẻ. Thêm bạn là thêm đường, hắn Dương sắp làm thị trưởng nên sau này cũng hay tiếp xúc với các ngành trên tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Trang Quyền và Bối Thiết Lâm đều là người Ninh Lăng, vì thế vừa gặp liền thân thiết. Ba người Triệu Quốc Đống, La Băng, Trình Nhược Lâm mặc dù không phải người Ninh Lăng nhưng đều từng công tác ở đây, điều này làm không khí khá tự nhiên. Trong bữa ăn Trang Quyền nói với Bối Thiết Lâm về vấn đề công việc của La Băng, Bối Thiết Lâm thậm chí còn không hỏi tình hình của La Băng đã lập tức đáp ứng. Chỉ yêu cầu La Băng phải mời Trang Quyền ba chén, La Băng cũng liều mình uống. Quyển 11, chương 79. Quốc Đống, cậu không biết chúng tôi là người Ninh Lăng, nhưng chúng tôi biết cậu là người nổi tiếng ở Ninh Lăng đó. Trang Quyền cười ha hả nói. Thời gian trước tôi về quê, Chủ tịch Hiểu Lam không ngừng khen cậu. Tôi biết chị ta là cán bộ từ Tây Giang đi ra, nhưng quần chúng và cán bộ địa phương Thương Hóa đánh giá rất cao chị ta. Tôi cũng không giấu cậu, ở quê còn có chút họ hàng, những lời này đều là nghe bọn họ nói mà biết. Chủ tịch Hiểu Lam đã khiến Thương Hóa thoát danh nghĩa nghèo cấp tỉnh, còn kéo về hai hạng mục lớn, còn chỉ dẫn nông dân ở huyện phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Bây giờ tập đoàn Quang Minh đã chính thức thành lập trụ sở thu mua sữa ở Thương Hóa, coi như cạnh tranh với tập đoàn Elite bên Hoa Lâm. Tôi thấy Hoa Lâm sẽ nhanh chóng thành trụ sở sản xuất sữa hàng đầu cả nước. Trang Quyền nói làm Triệu Quốc Đống không khỏi nghĩ đến Ninh Lăng. Hắn cũng không nghĩ Ngụy Hiểu Lam lại được lòng dân chúng Thương Hóa như vậy. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ, Ngụy Hiểu Lam cuối cùng không phụ kỳ vọng của hắn, đã đứng vững ở Thương Hóa, hơn nữa còn được Trang Quyền coi trọng, đây là một duyên phận để về sau Ngụy Hiểu Lam tiến thêm. Trưởng ban Trang nói đùa rồi. Chủ tịch Hiểu Lam có thể từ Tây Giang đi ra đó là do năng lực của chị ta. Trong công tác phòng chống lụt bão năm đó chị ta đã biểu hiện rất xuất sắc, ngay cả Phó Thủ tướng Văn cũng khen ngợi biểu hiện của chị ta. Chị ta đến làm chủ tịch huyện Thương Hóa chính là lời khẳng định lớn nhất trong công việc. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, làm tròn chức trách trong đợt lũ chính là thể hiện chữ đức và cần cù của chị ta. Nhưng chị ta tới Thương Hóa 2 năm đã thay đổi được cục diện nhiều như vậy, đây chính là năng để đạt được tích. Bà con ở quê của tôi đều là nông dân chân thật, chỉ khen người làm việc thật để bọn họ thấy thay đổi. Ngụy Hiểu Lam đã làm được điều này. Theo tôi biết thì mấy chủ tịch huyện trước đó không làm được như vậy. Triệu Quốc Đống thầm than đây là cơ duyên, chỉ sợ ngay cả Ngụy Hiểu Lam cũng không biết cô lại được Trang Quyền ghi nhớ và sẽ có lợi cô trô như thế nào. Trang Quyền không chỉ là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, y còn có quan hệ tốt với Yến Nhiên Thiên. Chính xác mà nói y là người đứng giữa để điều hòa quan hệ giữa Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh. Yến Nhiên Thiên cùng Qua Tĩnh đều có cá tính mạnh mẽ, quan niệm dùng người khá khác biệt. Yến Nhiên Thiên nhấn mạnh dùng người chú ý đức, tố chất chính trị mạnh, năng lực phối hợp tổ chức mạnh, có khí phách nắm giữ đại cục, hơn nữa thích dùng cán bộ từ mảng công tác tổ chức đi ra. Qua Tĩnh thì khác, cách dùng người của cô yêu cầu cả đức và tài. Cô cho rằng bây giờ là thời đại cải cách. Làm lãnh đạo chỉ có đức không sẽ không thể khiến một nơi phát triển, phải có tài trong công tác kinh tế. Dù không phải là sở trường thì cũng phải hiểu rõ, chỉ như vậy thì mới có thể không đến mức bó tay khi cục diện kinh tế, xã hội thay đổi. Bởi vì như vậy nên Trang Quyền là người linh hoạt đã mơ hồ thành cây cầu giữa Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh, vì thế nhiều lúc quan điểm và ý kiến của Trang Quyền đưa ra đã được hai người đồng ý. Ha ha, có thể nghe lời bình này của trưởng ban Trang. Ngay cả tôi cũng vui thay cho Chủ tịch Hiểu Lam. Hôm nào tôi nhất định chuyển lời của trưởng ban Trang với Chủ tịch Hiểu Lam, để chị ta luôn ghi nhớ kỳ vọng của trưởng ban Trang mà làm tốt công việc. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ô Quốc Đống, lời này của cậu giống như là thị trưởng Ninh Lăng vậy, bây giờ cậu chuẩn bị làm thị trưởng Hoài Khánh đó. Trang Quyền trêu chọc. Này lão Trang, lão Hà lên tỉnh học 3 tháng, chẳng lẽ thị trưởng Triệu phải đợi 3 tháng?
hình như không phù hợp quy định. Bối Thiết Lâm xuất thân quân ngũ nên nói chuyện không hề e ngại. Từ tình hình bình thường mà nói lên tỉnh học thời gian ngắn thì sẽ không miễn chức vụ hiện có. Mặc dù Hà Chiếu Thành đã được tỉnh xác định ở lại tỉnh nhưng làm tại vị trí nào thì còn chưa xác định, cho nên phải xem phân công công việc của tỉnh. Trang Quyền thản nhiên nói. Tôi đoán chắc trong 1-2 tuần là có ý kiến rõ ràng. Thị trưởng Triệu, tôi thấy. Bối Thiết Lâm chưa nói xong đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Giám đốc Bối, anh lớn hơn tôi vài tuổi, hôm nay tôi gặp anh và trưởng ban Trang mà như quen từ lâu. Nếu không có người ngoài thì anh gọi tôi là Quốc Đống, tôi gọi anh là Bối ca hoặc giám đốc Bối, có được không? Triệu Quốc Đống nói với giọng chân thành làm Bối Thiết Lâm rất vui vẻ. Được chú em, tôi thích người sảng khoái, tôi nhận chú làm bạn. Tiểu Trình, rót. Bối Thiết Lâm thích kết giao bạn bè nhưng không có nghĩa không có đầu óc. Bối Thiết Lâm thấy Trang Quyền đánh giá cao Triệu Quốc Đống nên nghĩ giúp được sẽ giúp. Điều động một người đáng gì chứ, có thể quen biết với người như Triệu Quốc Đống mới là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống mới 30 đã thành cấp giám đốc sở, chỉ riêng điểm này thì mình và Trang Quyền đã không thể bằng. Đừng nhìn ba người bây giờ tương đương nhau nhưng 10 năm sau sẽ khác. Trình Nhược Lâm nhíu mày nhưng không dám trái ý Bối Thiết Lâm. Không nói giúp La Băng hay không, Bối Thiết Lâm cũng là nhân vật đứng đầu ngành thông tin truyền hình An Nguyên. Kênh truyền hình số trực thuộc đài truyền hình An Nguyên, mà giám đốc đài truyền hình An Nguyên chỉ là thành viên trong đảng ủy sở thông tin truyền thông An Nguyên, nói khó nghe một chút Bối Thiết Lâm chính là lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo Trình Nhược Lâm. Tuy thân phận của Trình Nhược Lâm hơi khác, coi như là một MC hơi có danh tiếng nhưng đó là trong mắt người dân. Nhưng đối với người như Bối Thiết Lâm thì muốn bóp chết một MC là quá dễ. Triệu Quốc Đống được Bối Thiết Lâm nhiệt tình mời làm hắn không thể không uống 3 chén. Hắn lúc này mới cảm thấy Bối Thiết Lâm uống quá giỏi, khó trách Trang Quyền gọi hắn cùng nhau đối phó Bối Thiết Lâm. Uống một phen làm Triệu Quốc Đống cảm thấy không lái được xe. Hai người Trang Quyền và Bối Thiết Lâm cũng hơi có men say. Trình Nhược Lâm và La Băng thấy thế liền vội vàng gọi nhân viên phục vụ mang nước mía ấm và canh đậu xanh cho ba người giải rượu. Bối Thiết Lâm là người đã nói là làm. Y lập tức gọi cho trưởng phòng nhân sự sở yêu cầu thứ hai đi làm liên lạc với Cục Thông tin Truyền thông Ninh Lăng để điều động La Băng lên tỉnh. Y không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói vài câu rồi dập máy. Có lẽ trưởng phòng nhân sự là thân tín của Y nên sớm biết tác phong làm việc của lãnh đạo. Khi nói chuyện về cơ chế quản lý của ngành thông tin truyền thông, Bối Thiết Lâm không khỏi than thở. Bởi vì ngành thông tin truyền thông dính tới nhiều ngành nhạy cảm, có không ít đơn vị sự nghiệp, dính dáng lợi ích nhiều mặt. Nếu nói về quản lý nghiệp vụ hàng ngày thì có phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý, nhưng bên tổ chức nhân sự và tuyên truyền lại do ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo. Bị hai cấp quản lý khiến cho ngành thông tin truyền thông gặp nhiều ngăn cản, Bối Thiết Lâm có tính cách nóng nảy mà cũng bị ghìm không ít. Nhân lúc hai người nói chuyện, Trình Nhược Lâm và Bối Thiết Lâm ra ngoài tính tiền. Trình Nhược Lâm biết nhà hàng văn hoa này Triệu Quốc Đống hay tới. Cô cũng đã cùng Triệu Quốc Đống tới đây ăn cơm Tây 2 lần. Triệu Quốc Đống đến bây giờ đều dùng thẻ thanh toán, Trình Nhược Lâm biết mật mã thẻ của hắn. Không nghĩ tới Trình Nhược Lâm đưa thẻ cho nhân viên thu ngân nhưng mật mã nhập 2 lần đều sai làm Trình Nhược Lâm có chút khó hiểu. Mà nhân viên thu ngân nghi ngờ nhìn cô. Thưa quý cô, xin hỏi đây là thẻ của chị. Trình Nhược Lâm do dự một chút rồi nói. Không phải, chẳng qua tôi đã dùng thẻ này, mật khẩu vẫn thế, sao lại không đúng. Vậy mời chị nhớ lại một chút. Nếu không thể thì chị bảo người chủ thẻ hoặc dùng tiền mặt thanh toán. Thái độ nhân viên phục vụ khá tốt, nhưng Trình Nhược Lâm rõ ràng thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Nhược Lâm, để chị. Bối Thiết Lâm thấy Trình Nhược Lâm không mang ví nên vội vàng nói. Bao nhiêu? Tổng cộng 3.650 tệ. Nhân viên phục vụ nói làm Bối Thiết Lâm ngẩn ra. Cô cũng không biết nơi này tiêu tốn như vậy, trong ví chỉ mang theo 3.000 tệ, không ngờ còn đắt hơn số tiền cô mang tới. Trình Nhược Lâm lập tức thấy điểm này nên nói. Băng tỷ, để em, chúng ta về lấy ví. Thấy nhân viên thu ngân khẽ gật đầu với một nhân viên thu ngân bên cạnh, người này nhìn danh sách và khẽ gật đầu. Thưa quý khách, tôi đi cùng hai chị. Một nhân viên thu ngân cảnh giác nói. Có ý gì, chẳng lẽ sợ chúng tôi chạy sao? Trình Nhược Lâm có chút tức giận, cô lên Ando hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ bị nghi ngờ như vậy. Xin lỗi, hai chị hiểu lầm rồi. Nhân viên miệng xin lỗi nhưng không chịu tránh ra. Trình Nhược Lâm đứng lại không đi. Tôi hôm nay đúng là mở mắt thấy thái độ phục vụ ở nhà hàng này đó, sao lại nghi ngờ khách?
Nhân viên thấy Trình Nhược Lâm nói như vậy cũng có chút lo lắng, không dám nói nhiều, nhưng sớm có người báo quản lý, rất nhanh quản lý nhà hàng đã mang theo vài nhân viên bảo vệ tới. Quyển 11, chương 80. Quản lý nhà hàng là một người đàn ông cao gầy, mặc bộ đồ Valentino hợp mốt. Có chuyện gì? Người đàn ông lạnh lùng nói. Sếp Lý, hai vị khách này đến thanh toán nhưng quẹt thẻ sai mật khẩu, mời bọn họ trả tiền mặt thì nói phải về lấy ví. Chúng tôi nói là muốn đi cùng để tránh bọn họ phải đi một lần nữa nhưng họ không nghe. Nhân viên đi theo mau mắn nói mấy câu với giọng rõ ràng là nghi ngờ. Trình Nhược Lâm ở Ando 2 năm cũng có nhiều kiến thức, lập tức cảm nhận được bẫy trong giọng của ả nhân viên. Cô lạnh nhạt nói. Cô đúng là biết nói đó, sợ chúng tôi đi thêm lần nữa, cô có ý tốt như vậy sao? Có phải sợ chúng tôi không trả nổi tiền nên bỏ chạy không? Nghi ngờ chúng tôi là kẻ đến lừa ăn. Bên trong còn có mấy người, chẳng lẽ còn có thể trốn sao? Các người được tập huấn như thế nào mà lại nghi ngờ khách? Người đàn ông lập tức hiểu được sự lo lắng của nhân viên thu ngân. Thời gian trước cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Hai người phụ nữ xinh đẹp mang theo một đám người đến ăn tiêu, ăn không ít không nói, còn lấy thuốc xịt, rượu nổi tiếng, cuối cùng mấy người phụ nữ chuồn đi, cuối cùng còn lại mấy người đàn ông uống say ở trong phòng. Kết quả khi đòi thanh toán thì mấy người đàn ông nói mấy người phụ nữ mời đến bàn việc làm ăn, do hai người phụ nữ kia trả. Hỏi tiếp thì lại nói không quen hai người phụ nữ kia mà chỉ là bàn chuyện nên mới tới. Vốn nghĩ đó là người làm ăn lớn, kết quả lại bị lừa. Cái này hay rồi, mấy người đàn ông không muốn thanh toán, cuối cùng Fire mời công an đến giải quyết. Mấy người đàn ông nguyền rủa một lúc và không đủ tiền thanh toán, nhà hàng tổn thất mấy ngàn tệ. Sau đó Hiệp hội Nhà hàng thông báo thời gian này mấy nhà hàng, khảo sát cao cấp ở Ando đều xuất hiện việc này. Có lẽ đây là đám lừa gạt nên mọi người mới cảnh giác. Người đàn ông lạnh nhạt nhìn Trình Nhược Lâm và La Băng. Trình Nhược Lâm khoanh tay trước ngực, mắt trợn tròn, người phụ nữ bên cạnh thì có chút lo lắng, vừa nhìn là biết đi theo, không chừng lần đầu làm việc này. Không biết hai người phụ nữ này nghĩ như thế nào, về dáng người, khuôn mặt đều đẹp, tìm một ông chủ lớn bao cũng dễ dàng. Vậy mà lại đi làm việc này, đúng là không biết trong đầu hai người phụ nữ này nghĩ như thế nào. Trong lòng vốn có cảnh giác nên người đàn ông càng lúc càng nghi ngờ Trình Nhược Lâm, chỉ là bây giờ không có chứng cứ nên không thể vu cáo người ta. Chẳng qua y sớm đã ra hiệu cho bảo vệ để bọn họ chú ý đề phòng tên lừa gạt bỏ trốn. Thưa hai cô, nếu không hài lòng với thái độ phục vụ của chúng tôi rất xin lỗi. Người đàn ông cười cười nhưng lại khiến người ta khó chịu. Xin lỗi với thái độ này sao? Trình Nhược Lâm rất thông minh nên nhận ngay ra vẻ khinh thường phía sau thái độ của đối phương. Cô tức giận nói. Gọi chủ nhà hàng ra đây, tôi muốn xem y sao lại có nhân viên như thế này. Xin lỗi, chủ nhà hàng không ở đây, có chuyện gì tôi có thể làm chủ. Người đàn ông càng thêm đắc ý, đối phương càng như vậy càng chứng minh thì càng là chột dạ. Tiểu Hoàng, bọn họ ở phòng nào? Sếp Lý, bọn họ ở phòng Hoàng Sơn. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, hai ả này quá to gan, còn chọn phòng đắt nhất nhà hàng, tiêu đều từ trên 1.600 tệ, đúng là nghĩ càng nơi nguy hiểm càng an toàn sao? Ai phục vụ phòng đó? Giám đốc Lý, bọn họ không cần nhân viên phục vụ, nói có chuyện quan trọng cần nói. Quả nhiên là như vậy, là sợ nhân viên phục vụ thấy mánh khóe. Đám này đúng là chuyên nghiệp. Được rồi quý cô, chị thấy như thế này có được không, tôi đi cùng chị. Hỏi ý kiến mấy người khách kia, xem bọn họ có ý kiến gì với đồ ăn ở đây. Người đàn ông nhã nhặn nói. Chờ chút. Trình Nhược Lâm rất tức giận, cô đã nhìn ra đám nhân viên nhà hàng nghĩ mình và La Băng là ai. Lúc trước còn nghĩ bọn họ sợ mình không thanh toán nổi, bây giờ mới biết đối phương coi mình và La Băng là kẻ lừa gạt. Quý cô, sao vậy? Chẳng lẽ như vậy không được? Người đàn ông cười phá lên nói. Nếu hai cô có gì thấy không tiện thì có thể nói. Nhưng chúng tôi không chào đón hành vi không tốt. Ngay cả La Băng cũng tức giận vì giọng điệu của đối phương. Mặc dù mình có chút sai lầm nhưng không đến mức bị coi là kẻ lừa đảo chứ. Nhà hàng này ở cấp 5 sao, Trình Nhược Lâm càng tức hơn. Là cái gì khiến đám người kia dám coi mình như vậy? Trình Nhược Lâm đang định phát tiết đột nhiên thấy mặt La Băng hơi đổi, xám xanh lại, nhìn về phía sau cô với vẻ kích động, tức giận, đau đớn, buồn bã. Trình Nhược Lâm chưa bao giờ thấy rét rét như vậy. Trình Nhược Lâm quay đầu lại thì thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đi tới. Người này nhìn La Băng với vẻ lạnh nhạt và bất đắc dĩ.
xảy ra chuyện gì? Ninh người này đầy khí thế đi tới, nhưng cảm giác ngạo mạn làm Trình Nhược Lâm không thoải mái. Chánh văn phòng la, không có gì, đúng là làm ngài phải bận tâm. Hai quý cô này không nhớ mật mã thẻ chuẩn bị về phòng, tôi đi cùng hai cô ấy. Người đàn ông họ Lý ân cần cười cười với người kia. Không mang đủ tiền sao? Người đàn ông vừa tới tên là La Duệ. La Duệ nhìn La Băng, cô em gái mình vẫn như vậy, vẫn buồn bã, cao ngạo như 10 năm trước. Y có chút đau lòng, em gái mình vẫn bướng bỉnh như vậy, lúc đầu mình đã tìm mọi cách nói rõ với nó vẫn không nghe, cuối cùng mới bị suy sụp. Bao tiền, tôi trả. Chánh văn phòng La, ngài biết bọn họ. Quản lý nhà hàng có chút giật mình và lén nhìn hai người Trình Nhược Lâm. 3.600. La Duệ nhíu mày, bảo sao người ta coi bọn họ là kẻ lừa gạt. Tiêu nhiều như vậy mà không có tiền trả. Không có gì, ghi là tôi thanh toán. La Duệ lạnh nhạt nói. Trình Nhược Lâm nhìn La Duệ mà có chút khó chịu, y nghĩ mình là ai chứ, nghĩ mình và Băng tỷ là người đến nhà hàng năm sao ăn quyệt sao. Ôi, còn hào phóng quá, ghi y thanh toán sao. Nhưng Trình Nhược Lâm đang tức giận, Trình Nhược Lâm chưa bao giờ chịu khinh thường như vậy nên cô không nhịn được. Này, anh là ai? Ai cần anh trả tiền? Nhìn xem nào, anh nghĩ mình là đáng cứu thế sao? Sao, đừng dùng ánh mắt đó nhìn chúng tôi tiêu thì chúng tôi trả, cần anh đến ra vẻ sao? Trình Nhược Lâm nói rất sắc bén, nhất là thấy vẻ mặt của La Băng, mặc dù cô không rõ nguyên nhân nhưng thấy vẻ kiêu căng của đối phương thì đúng là rất phản cảm. La Duệ có chút tức giận với cô gái không biết nói lý này. Mình nể mặt em gái mới giải vây giúp, à này lại nói khó nghe như vậy. Thưa cô, tôi đúng là lần đầu nếm thử cảm giác chó cắn lã động tân. Ha ha, các người có thể trả vậy tự trả đi, đừng đứng đây cho mất mặt. La Duệ tức giận chuyển cười, y nhìn mấy vị khách đi bên kia rồi nói. Đây là nhà hàng ngoại giao, đừng để mất mặt người Trung Quốc. Ồ, lớn lối nhỉ. Tôi lần đầu nghe tôi đi tiêu tiền mà làm người mất mặt. Tôi thật ra muốn xem là vị lãnh đạo Trung Quốc nào có thể làm nhục CM như vậy. Triệu Quốc Đống lúc này đã đi tới. Không phải là cầm nhầm thẻ sao, vậy là đến vấn đề chính trị Trung Quốc đó. Quyển 11, chương 81. La Duệ lạnh lùng nhìn đối phương như muốn xem đó là kẻ đó đến từ đâu mà dám lớn tiếng nói như vậy. Làm phó chánh văn phòng phụ trách tiếp đón của khu khai phát công nghệ cao Ando. La Duệ bình thường hay chạy ở ngoài nên gặp không ít người, cũng gặp quan chức cao. Tên trước mặt khoảng 30, tuổi tương đương Tiểu Băng, khuy áo ngực được cởi bớt, mặc dù vẻ mặt bình thường nhưng vẫn lộ ra mùi rượu chứng tỏ uống không ít. La Duệ không thèm để ý đến người này, vừa nhìn sẽ biết đó là thằng con nhà quan lớn. Chiếc áo sơ mi của ý hiếm khi xuất hiện ở trong nước, giày dưới chân cũng không phải loại bình thường, không có nhãn mác nên La Duệ trong lúc nhất thời không nhận ra thương hiệu. Nhưng nhìn là biết không rẻ, thêm đồng hồ đeo tay cũng là loại rất đắt. Y tiếp đón hầu hết đều là lãnh đạo các ngành và các nhà đầu tư. Có không ít nhà đầu tư đến từ nước ngoài nên ánh mắt đương nhiên là cao. Tiếp xúc với khách phải biết khách thích ăn mặc gì, thích điểm gì để phân tích khách. Ở điểm này La Duệ cho rằng ánh mắt mình không kém. Tên trước mặt không giống cán bộ nhà nước, nhưng mỗi động tác lại thể hiện khí thế không bình thường. La Duệ đoán hơn phân nửa là kẻ ăn chơi trác táng dựa vào bố mẹ, chẳng qua chơi cũng khá giỏi. Chỉ là Tiểu Băng sao lại đi lại với loại người này. Tôi đây không đại biểu ai cả, tôi chỉ nhắc nhở mọi người chú ý lời nói và hành động mà thôi. La Duệ không muốn tranh cãi với loại người này, nó là làm giảm thân phận của y. Triệu Quốc Đống thấy La Duệ như vậy không khỏi có chút buồn cười. Mình không ngờ biến thành kẻ không được đối phương để ý, đây là lần đầu tiên hắn gặp cảnh này. Tôi thật ra không biết chúng tôi làm gì mà bị người sỉ nhục. Nhược Lâm, có việc gì vậy? Có phải không đúng mật khẩu không? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng, người này xem ra là kẻ thích xen vào việc người khác. Không phải chỉ là cầm nhầm thẻ sao? Sao, chẳng lẽ cảm thấy chúng tôi không trả nổi tiền, hay là cảm thấy là kẻ lừa gạt? Hừ, người ta không coi anh là tên lừa, mà là coi em và Băng tỷ là tên lừa chứ. Trình Nhược Lâm thấy Triệu Quốc Đống ra mặt liền giao trả cho hắn. Nhìn đi, cái thẻ này của anh gây tội đó. Anh là quản lý nhà hàng, nửa năm không đến mà đã đổi người rồi sao? Tiểu Trương đâu? Triệu Quốc Đống nhớ quản lý nhà hàng Văn Hoa này trước đây họ Trương. Nơi này là nơi tiếp khách cao cấp, Triệu Quốc Đống lúc ở Ando thì hay cùng Trịnh Kiện tới đây ăn. Sau đó hắn tới Ninh Lăng và Hoài Khánh công tác, lúc về gặp Trịnh Kiện thì cũng chọn ở đây.
quản lý nhà hàng là thay ca nhau, hôm nay là một người mới tới không lâu cho nên y rất coi trọng vị trí của mình. Nghe thấy bên chỗ Thu Ngân có tiếng ồn ào liền tới, vốn nghĩ rằng có thể ngăn được tổn thất của nhà hàng sẽ được ông chủ khen, không ngờ lại chọc vào việc này. Nghe đối phương dễ dàng gọi tên quản lý Trương, tên này hơi run lên. Thực ra khi La Duệ xuất hiện trả tiền thay hai người phụ nữ kia, y biết hai người này không phải kẻ lừa, có thể trong lúc nhất thời không đủ tiền mà thôi. Nếu như nói lúc ấy còn có chút lý lẽ, nhưng bây giờ y đúng là rất lo lắng. Y vội vàng cười cười lấy lòng. Quản lý Trương bây giờ không có ở đây, hôm nay tôi phụ trách sảnh. Xin lỗi, có thể là hiểu lầm, thẻ tín dụng hai quý cô đây dùng có thể bị lỗi kỹ thuật. Tôi thấy thái độ phục vụ của nhà hàng này có chuyện. Chẳng lẽ nói cầm nhầm thẻ rồi sẽ khiến các người suy nghĩ miên man ư? Vậy đúng là khả năng suy nghĩ quá phong phú. Tôi không biết nhà hàng này còn biết cái gì khách hàng là thượng đế không? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Nếu thật sự có vấn đề thì cũng có thể kiên nhẫn hỏi chứ, mà không phải nghi ngờ khách. Về phần trả được hay không thì chẳng lẽ các người không nghĩ tới sao? Không trả nổi tiền mà dám đến đây ăn uống ư? Đây đâu phải nơi từ thiện. Triệu Quốc Đống cũng không lấy khí thế ép người mà chỉ bình tĩnh chỉ ra vấn đề thái độ của đối phương, điều này làm tên quản lý đổ mồ hôi. Khách càng như vậy càng không bình thường, lúc này y mới thấy lúc trước mình quá ngũ, bây giờ nhìn lại thì hai người kia có điểm gì giống kẻ lừa chứ. Chỉ tự trách mình lúc ấy bị con ả Thu Ngân làm ảnh hưởng, may còn chưa xảy ra chuyện gì lớn. La Duệ đứng bên nhìn đối phương biểu diễn, y nhìn Triệu Quốc Đống châm chọc quản lý nhà hàng mà rất khó chịu, đây là chỉ vào hòa thượng mắng lừa chọc mù, không ngờ còn ám chỉ vào mình. Cậu thanh niên kia, đừng có học cách nói chua ngoa như vậy. Nếu muốn học cách ra vẻ trước phụ nữ thì có thể học chút cấp độ cao được không? Hàm dưỡng, khí độ, không phải có chút tiền thối là sẽ cao hơn người, muốn làm gì thì làm. La Duệ rất tức giận nói, y cũng lo cho La Băng sao lại quan hệ với người đàn ông như thế này. La Băng dù như thế nào cũng là em gái mình, có quan hệ với người như vậy, La Duệ sợ La Băng sẽ đi vào con đường xấu. Mắt sáng lên một chút, thời buổi này có đầy người bên ngoài là vàng nhưng bên trong rất thối nát. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra tên kia đang cảm thấy uất ức cho hai người phụ nữ. Chẳng lẽ mình kém như vậy, sợ hai người Trình Nhược Lâm là hoa nhài cắm bãi phân châu. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Ồ, đúng là không ngờ ở đây có một vị hoàng tử ở đây đó. Tôi đúng là kém mắt, không biết có thể hỏi đại danh của ngài không? Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng nhìn đối phương. Tôi không cần phải giới thiệu mình là ai với anh, giống như anh không cần ra vẻ ta đây với tôi. Chúng ta không chung đường. La Duệ lạnh lùng nói. Triệu Quốc Đống nghe thấy lời nói kiêu căng này không khỏi á khẩu. Hắn đã gặp qua kẻ kiêu căng nhưng chưa thấy ai như thế này. Quốc Đống, bỏ đi, không cần phải tranh cãi với loại người này làm gì. Trình Nhược Lâm thấy có không ít người nhìn về phía này, cũng may đã qua lúc thanh toán nhiều, nếu không đã có quá nhiều người chú ý. Cô đi tới nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Y hình như biết Băng Tỷ. Anh xem y có phải hơi giống Băng Tỷ không? Triệu Quốc Đống vốn đang không nuốt trôi cơn tức này vì bị đối phương khinh bỉ, nhưng nghe Trình Nhược Lâm nói như vậy hắn mới thấy vẻ mặt La Băng đang rất buồn. Lại cẩn thận nhìn, hắn lập tức khẳng định người này có quan hệ huyết thống với La Băng. Triệu Quốc Đống nghe La Băng nói cô có anh và em trai ở Ando. Chẳng qua La Băng đã nhiều năm không qua lại với bọn họ, xem ra người trước mặt là anh của La Băng. Nhớ tới bởi vì La Băng tham gia biểu tình nên bị gia đình xa lánh, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút tức giận. Nhưng hắn chưa lên tiếng đối phương đã lạnh lùng nói với La Băng. Tự trọng một chút, quan hệ với loại người này không sợ làm nhục Gia Phong sao? Gia Phong, tôi có nhà ư? La Băng cũng cảm thấy nhói lòng vì câu này. Không biết anh quên hay là tôi mất trí nhớ, tôi còn có nhà sao? La Băng nói như vậy làm mặt La Duệ xa sầm lại. Hừ. Không biết tốt xấu. Triệu Quốc Đống tai rất thính, cái câu vừa rồi làm hắn bị đả kích không nhẹ. Đi ăn với mình, Trang Quyền, Bối Thiết Lâm là làm nhục Gia Phong ư. Nếu như vậy thì đúng là quá lạ. Triệu Quốc Đống không biết anh của La Băng nghĩ như thế nào mà lại coi thường mình như vậy, giống như y cao hơn hẳn người khác vậy. Anh là gì mà dám tự cao dương oai diễu võ trước mặt chúng tôi? Triệu Quốc Đống không thể kiềm chế được nữa. Triệu Mỗ lớn như vậy đã gặp không ít người nhưng đúng là chưa gặp kẻ vô sỉ như thế này. Mẹ nó chứ, con cóc đi đường lại nghĩ mình là thiên nga. Anh nghĩ mình là ai mà dám ra vẻ với tôi?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 11, chương 8-12. Triệu Quốc Đống nói thô lỗ như vậy làm mọi người không ngờ tới. Mọi người ở đây đều có văn hóa, lúc trước thấy Triệu Quốc Đống mặc dù cứng rắn nhưng còn ăn nói nhã nhặn, không ngờ hắn đột nhiên tức giận đến thế. La Duệ nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy càng tức giận hơn nữa. Y dù gặp qua nhiều loại người nhưng chưa thấy ai kiêu căng cản rỡ như vậy. Khí thế của thằng này chỉ hơn chứ không kém mình, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào mình. Làm càn. La Duệ rất tức giận, y dù như thế nào cũng không ngờ thằng kia lại bố láo đến thế. Cho mày chút mặt mũi, mày lại lớn lối hả? Ồ, tôi làm càn thì sao? Anh ra vẻ, dương nanh múa vuốt trước mặt tôi thì được, tôi phải tránh sang bên ư. Triệu Quốc Đống vốn uống hơi nhiều, hơn nữa lại thấy La Băng buồn như vậy nên càng tức giận người đàn ông trước mặt. Nhất là nghĩ đến chuyện của mình và Đường Cẩn cũng vì gia đình hám lợi phá vỡ nên hắn rất tức giận, lập tức khiêu khích. La Duệ cố nhịn cơn tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào vẻ khiêu khích của Triệu Quốc Đống. Y vô thức nắm chặt tay nhưng trong nháy mắt y đã tỉnh táo lại. Hắn có lẽ muốn chọc giận mình, để mình làm ra hành vi mất lý trí, nói không chừng hắn sẽ quấn lấy mình, để mình chui vào bẫy. Chẳng lẽ hắn cố ý tới, nhưng nhìn vẻ mặt La Băng thì có vẻ không giống. Tiểu La, có chuyện gì vậy, còn chưa thanh toán sao? Một giọng nói từ hành lang truyền tới. Một người đàn ông đầu hói mặt không chút thay đổi nhìn đám người Triệu Quốc Đống rồi nói. Nhanh lên, bí thư Lô lập tức cùng thị trưởng Diêu đi ra. Cậu sao thế, chút chuyện nhỏ mà mãi vẫn không xong. La Duệ có chút khẩn trương, y chừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi vội vàng gật đầu nói. Xin lỗi tránh văn phòng Đồng, tôi lập tức làm xong. Triệu Quốc Đống mặc dù không nhận ra người đàn ông chọc nhưng cũng đoán được đây là lãnh đạo trực tiếp của tên La Duệ. Tên La Duệ vốn ngông nghênh bây giờ lại thấp nửa đầu, vẻ kiêu căng đã mất hẳn, một bên gập đầu cúi người, một bên vội vàng thanh toán. Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi lắc đầu, mình đúng là nhìn nhầm, tưởng đây là kẻ khớt phách cơ chứ. Triệu Quốc Đống không còn hứng thú gây hấn với y, gây hấn với kẻ như vậy có tác dụng gì chứ. Hắn lại nhìn La Băng đã xoay mặt sang bên, có lẽ không muốn thấy sự thay đổi quá rõ của ông anh mình. Trình Nhược Lâm cũng rất khinh thường quay đầu sang bên không thèm nhìn. Triệu Quốc Đống nói, tính tiền, hôm nay không có tâm trạng tính toán với cậu, nhớ bài học hôm nay, đừng có học kẻ mù mắt, mắt chó thấp không thấy người. La Duệ nghe thấy vậy không khỏi tức giận, nhưng lãnh đạo còn ở bên cạnh, hơn nữa thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô lập tức sẽ đi ra, hắn cũng không dám chậm trễ. Một bên tính tiền, một bên cố kiềm chế, rồi sẽ có lúc tìm được cơ hội xử lý thằng này. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, đưa thẻ ra. Điền mật mã, thanh toán xong, Triệu Quốc Đống cũng chẳng buồn nhìn tên quản lý mặt mày nịnh bợ. Hắn cùng Trình Nhược Lâm, La Băng chuẩn bị rời đi vì hai người Trang Quyền cùng Bối Thiết Lâm còn ở trong phòng nói chuyện. Ồ, Quốc Đống, sao trùng hợp như vậy, cậu cũng ở đây. Triệu Quốc Đống quay lại thấy một người quen thuộc. Đó là Lô Vệ Hồng. Lô Vệ Hồng cùng đi với Diêu Văn Chí. Hôm nay Diêu Văn Chí đến khảo sát khu khai phát công nghệ cao đến tận xế chiều. Lô Vệ Hồng liền vội vàng đặt bữa tối ở đây, không ngờ ăn tối xong đi ra lại thấy Triệu Quốc Đống. Ồ, bí thư Lô, trùng hợp quá. Sao, anh đến ăn cơm công việc với thị trưởng Diêu sao? Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật nói. Hắn liếc mắt cái là thấy đi trước Lô Vệ Hồng là Diêu Văn Chí. Diêu Văn Chí cũng xua xua tay chào. Cậu đó, đúng là giỏi nói. Hôm nay khánh thành khu nhà văn phòng của Quốc tế Hoa Tâm, thị trưởng Diêu đến xem. Lô Vệ Hồng cười ha hả nói. Quốc Đống, không nhìn ra đó. Hoài Khánh không một tiếng động ký kết với công ty Hòa Tân. Diêu Văn Chí rất có phong độ đứng lại nói. Sao, chỉ đồng ý Ando vung đao chặt tay người khác, không để Hoài Khánh chúng tôi đáp lại sao? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Diêu Văn Chí, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Người này được lợi còn kêu than, chẳng lẽ hái được Quốc tế Hoa Tâm còn khó chịu vì không ăn được công ty Hòa Tân ư? Thị trưởng Diêu, không thể nào ăn cơm mà không cho người ta ăn ít cháo chứ. Triệu Quốc Đống nói với giọng trào phúng làm Diêu Văn Chí cười phá lên nói. Quốc Đống, chọn ở đâu là do công ty, hạng mục công ty Hòa Tân thì Ando cũng có tranh thủ nhưng cuối cùng đã chọn Hoài Khánh. Quốc tế Hoa Tâm chọn Ando không phải cũng là hành vi của công ty sao? Phải rộng lượng chứ, bây giờ tỉnh đang muốn tạo hành lang ngành điện tử thông tin Ando Hoài Khánh, sau này Ando và Hoài Khánh cùng nhau phát triển. Tôi đúng là hy vọng bắt tay với cậu cùng phát triển.
Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, người này đã kiếm lợi còn ra vẻ như thế. Vậy phải cảm ơn thị trưởng Diêu nhiều, tôi là người hẹp hòi, hạng mục quốc tế Hoa Tâm bị Ando lấy đi làm tôi trằn trọc. Nếu như công ty Hòa Tân cũng bị Ando cướp lấy thì tôi đúng là mất ngủ hoàn toàn. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Sao, cảm thấy Ando đạt được lợi là đương nhiên ư? Chẳng lẽ người tỉnh thành đều trên người khác ư? Ồ, tôi đúng là quên Ando là thành phố cấp phó tỉnh, nên vậy mà. Triệu Quốc Đống nói với giọng châm chọc làm cả Lô Vệ Hồng và Diêu Văn Chí đều lắc đầu cười khổ một tiếng. Chuyện đã qua lâu như vậy, thế mà hắn vẫn có cơ hội phát tiết. Chẳng qua chuyện này là ai cũng khó chịu, Triệu Quốc Đống nói như vậy đã là khách khí rồi. La Duệ không thể tin vào mắt mình, nhìn thằng ăn chơi trác táng trước mắt lại dám cãi nhau với bí thư Lô và thị trưởng Diêu. Y không thể tin. Lô Vệ Hồng là thường vụ thị ủy Ando, bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát công nghệ cao Ando, ngay cả lãnh đạo trực tiếp của mình trước mặt Lô Vệ Hồng cũng không dám nói nhảm. Về phần thị trưởng Diêu thì đừng nói. Có thể nói thị trưởng Diêu là người nhất ngôn cửu đỉnh ở Ando. Nhưng hai người này sao lại khoan dung với thằng ăn chơi trác táng dám nói láo như vậy? Đến sau này y mới có thể nghe ra ít mánh khóe. Người này hình như là nhân vật quan trọng ở thị xã Hoài Khánh. Y suy nghĩ một lúc mà không rõ người này là ai. Cuối cùng vẫn do tránh văn phòng Đồng ở bên nói mới biết đây là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh, mà hạng mục quốc tế Hoa Tâm nghe nói là người đầu tiên liên hệ và đưa đoàn khảo sát tới Hoài Khánh. Được rồi Quốc Đống, chuyện quá khứ thì để nó qua đi. Hôm nào tôi làm chủ, còn phải mừng cậu làm phó bí thư thị ủy mà. Lúc lên làm thị trưởng thì phải mời khách đó. Lô Vệ Hồng cũng rất nhạy bén với tin tức, chuyện Triệu Quốc Đống đẩy Hà Chiếu Thành đi để chủ trì công việc ủy ban Hoài Khánh đã truyền khắp nơi. Hà Chiếu Thành đi, Đàm Lập Phong thất bại, cuối cùng người không có khả năng nhất là Triệu Quốc Đống lại lên chức, trong này có đủ lời bàn tán. Lô Vệ Hồng cũng biết rõ chi tiết và rất phục bản lĩnh của Triệu Quốc Đống. Ồ, trưởng ban trang, giám đốc bối, hai vị lãnh đạo cũng ở đây sao? Ồ, là đi cùng Quốc Đống. Diêu Văn Chí đang định đi thì thấy hai người kia và có chút ngạc nhiên. Bữa ăn này đúng là gặp nhiều người quen. Trang Quyền, bối Thiết Lâm cùng Diêu Văn Chí, Lô Vệ Hồng bắt tay nói chuyện vài câu. Lúc này mấy người cấp dưới sao có thể xen vào? Tránh văn phòng Đồng giới thiệu với cấp dưới mấy người kia. Phó trưởng ban thường trực Trang Quyền ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bối Thiết Lâm giám đốc sở thông tin truyền thông, đều là người có quyền lực. La Duệ không thể tin đây là thật. La Băng không ngờ ăn cơm với phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và giám đốc sở thông tin truyền thông, bây giờ còn nói chuyện vui vẻ với thị trưởng Diêu và bí thư Lô. Mà mình ở bên không có tư cách xen vào một câu. Quyển 11, chương 8-13. La Duệ trơ mắt nhìn mấy người nói chuyện với nhau. Làm La Duệ rất tức giận đó là thằng Triệu Quốc Đống kia trước đó không ngừng khiêu khích mình, nhưng sau khi lãnh đạo xuất hiện hắn không thèm nhìn mình một cái. Điều này làm La Duệ rất nhục nhã. Hắn lúc này dù tức giận mắng hoặc nói xấu mình vài câu trước mặt lãnh đạo cũng được. Ít nhất để lãnh đạo cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhưng hắn quá ghê tởm, không cho mình chút cơ hội nào, cứ như vậy nghênh ngang rời đi. La Duệ đúng là muốn vung tay đấm Triệu Quốc Đống. Trên đường về nhà La Duệ vẫn suy nghĩ sao La Băng lại xuất hiện ở đó. Không thể nghi ngờ trưởng ban Trang kia có quan hệ không bình thường với họ Triệu, từ cách xưng hô có thể nghe ra. Mặc dù thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô cũng gọi tên họ Triệu như vậy, nhưng trưởng ban Trang gọi tên Quốc Đống rõ ràng là khác. Giám đốc sở thông tin truyền thông có vẻ không thân thiết với họ Triệu bằng trưởng ban Trang, có lẽ bọn họ tiếp xúc chưa lâu. Nhưng cũng có thể cảm nhận được bọn họ có duyên. Ngay cả trước mặt người ngoài cũng không e ngại. Trang Quyền là người gì, đó là người mà ngay cả thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô đều phải tôn trọng. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mặc dù không ảnh hưởng tới tiền đồ của cán bộ cấp phó tỉnh như thị trưởng Diêu, nhưng với cán bộ cấp sở như bí thư Lô thì lại có sức ảnh hưởng khác. Điều này bảo sao bí thư Lô nắm chặt tay trưởng ban Trang không bỏ. Quan trọng nhất là sao La Băng lại có tham gia cuộc gặp này. La Băng bị cơn phong ba đó mà đi đầy tới huyện Hoa Lâm thị xã Ninh Lăng, bởi vì nó mà bố mình vốn là người tranh chức chủ tịch quận cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng đi trên con đường chính trị rất khó khăn, dừng lại ở chức thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận, cuối cùng sang làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân quận, điểm này làm cả nhà rất nuối tiếc. Nếu không phải vì chuyện của La Băng thì bố mình đã đi xa hơn. Đây là nguyên nhân để nhà cắt đứt với La Băng. Nhiều năm như vậy La Băng có vẻ vẫn hận việc gia đình xa lánh.
sau đó mình cũng liên lạc nhưng nó vẫn không thèm để ý. Nhiều lần liên lạc không có kết quả, cuối cùng nhà không còn hứng thú liên lạc với La Băng. Mà sau đó La Băng vừa kết hôn đã ly hôn càng làm gia đình buồn chán, vì nhà vốn nghĩ La Băng lấy chồng sẽ thay đổi nhưng cuối cùng không thể thực hiện. La Duệ không nghĩ ra là La Băng làm ở phòng thông tin huyện Hoa Lâm xa xôi thì sao có tư cách ngồi cùng bàn với người như Trang Quyền. Chẳng lẽ là do làm tốt ở mảng thông tin truyền thông nên Bối Thiết Lâm giới thiệu với Trang Quyền để sau này đề bạt. La Duệ lắc đầu, quan điểm này quá hoang đường. Điều này không quan trọng, La Duệ đang nghĩ xem La Băng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình. Mình đã 35 mà vẫn đang vất vả ở cấp phó huyện. Mình vốn nghĩ từng này tuổi đến vị trí kia đã là đáng khen. Nhưng thằng Triệu Quốc Đống kia làm cho mình thấy quá mất mát. La Duệ không phải không có bản lĩnh, thiếu là cơ hội và quan hệ. La Băng xuất hiện chính là một cơ hội cho y. Nghĩ vậy La Duệ có chút hưng phấn và xúc động. Chánh văn phòng khu khai phát sẽ tới quận Bích Trì nhận chức, bây giờ có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Có hai người cạnh tranh có kinh nghiệm đều hơn mình, năng lực không kém. La Duệ tự nhận mình đứng thứ ba trong ba người. Nhưng nếu được Lô Vệ Hồng ưu ái thì đoạt vào tay là quá đơn giản, không chừng ngồi ổn sẽ vào bộ máy đảng ủy ban quản lý. Chỉ là ai tới đả thông tư tưởng bí thư Lô. Nhớ tới Trang Quyền và Lô Vệ Hồng nói chuyện vui vẻ, nhớ tới họ Triệu nói cười với Lô Vệ Hồng, tim La Duệ đập mạnh. La Băng có thể ngồi ăn với hai người này thì nhất định có quan hệ khá thân thiết, nếu mình nắm bắt cơ hội tốt thì chuyện không phải không thể. Về phần xung đột tối nay La Duệ không để trong lòng. Nếu Triệu Quốc Đống có thể giúp mình nhận sai có gì chứ? La Duệ cho đến bây giờ đều tâm niệm người thức thời mới thành công. Người vào chính trị không quá coi trọng thể diện, nếu không đó là tự chuốc phiền toán. La Duệ vẫn luôn có quan điểm chính là cần cúi đầu sẽ không do dự cúi đầu, nếu không khi đầu rơi máu chảy thì vẫn phải cúi đầu. La Duệ về nhà với vẻ mặt đầy tâm trạng không thể giấu được vợ. Sao thế anh, có chuyện gì à? La Duệ cầm chén nước mật ong vợ đưa cho nhấp một ngụm và nói. Không có gì, nhớ em gái anh không? Em gái anh, La Băng, có phải đang ở huyện Hoa Lâm, huyện nghèo của Ninh Lăng? Ừ, tối nay anh gặp ở nhà hàng Văn Hoa. La Duệ nhìn chằm chằm chén nước như muốn xem thành phần cấu tạo của nó. Nhà hàng Văn Hoa, hả, anh nói La Băng đến đó ư? Người vợ khinh thường nói. Có thể sao? Em nghĩ gì thế? La Duệ có chút tức giận nói. La Băng dù kém đến đâu cũng không làm việc đó. Em nghĩ gì vậy hả? Hả, vậy nó đến đó làm gì? Người vợ có chút xấu hổ vì suy nghĩ đen tối của mình. Ăn cơm, lúc thanh toán tiền thì anh gặp phải. La Duệ thở dài một tiếng. Em sợ rằng không thể tưởng tượng nổi nó đến ăn cùng ai đâu. Cùng ai? Người vợ bắt đầu tò mò. Ánh mắt chồng mình rất cao. 35 tuổi đã là cán bộ cấp phó huyện. Hơn nữa rất có thể thành chánh văn phòng ban quản lý khu khai phát, tuổi này có thể đi đến bước gió thì mấy người làm được. Hừ, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, giám đốc sở thông tin truyền thông, còn có phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh. Ngoài ra còn một người phụ nữ khác, anh nhớ ra rồi, là nữ MC chương trình cuộc sống trên đài truyền hình An Nguyên. Hả, sao có thể, La Băng không phải ở Hoa Lâm sao? Sao đột nhiên lại lên tỉnh thành chứ? Còn ăn cơm với những người đó sao? Người vợ không thể tin vào tai mình. La Duệ có em gái thì ả biết, cụ thể vì sao không qua lại ả không rõ. Ả chỉ biết khi mình và La Duệ kết hôn thì La Băng không đến mà chỉ nhờ người gửi quà. Em trai chồng lấy vợ cũng không thấy La Băng. Lúc ấy mình nghĩ ở Hoa Lâm làm không tốt thì cũng nên về dự đám cưới anh, em chứ. Sau mình mới mơ hồ biết vì việc gì đó mà cãi nhau với gia đình nên cắt đứt quan hệ. Ai có thể nói trước sự đời? Nghe nói người Ninh Lăng tụ tập với nhau, trưởng ban Trang và giám đốc Bối đều là người Ninh Lăng. Mà mấy người La Băng đều làm việc ở Ninh Lăng. Xem ra mấy năm nay La Băng gặp không ít việc. La Duệ thở dài nói. Vị trưởng ban Trang kia rất có tác dụng sao? Người vợ hiểu rõ tâm tính của chồng. Chồng mình không thích công danh lợi lộc, chỉ thích tiến lên trong chính trị. La Duệ nhắc tới trưởng ban Trang tất nhiên là có lý do. Hừ, em nói xem. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đó, đề bạt cán bộ từ cấp phó tỉnh trở xuống đều trong phạm vi quyền lực của y. Có đôi khi một câu của y sẽ quyết định vận mệnh chính trị cả đời của một người. La Duệ lạnh nhạt nói. Nhân vật này thì cán bộ cấp phó huyện như anh không có cơ hội quen biết. Vậy sao anh không nắm bắt cơ hội?
Người vợ vội vàng nói. Hừ, ở đó đến lượt anh lên tiếng sao? Thị trưởng Diêu, bí thư Lô đều ở đó. Anh không ngờ La Băng có bản lĩnh với cao như vậy, không ngờ có thể đứng chung nói chuyện với thị trưởng Diêu cùng bí thư Lô. Vậy bảo La Băng giúp anh đi. Người vợ nói với giọng như rất đương nhiên. Đều là anh em, dù trước kia có gì mâu thuẫn thì chẳng lẽ nhớ thù cả đời sao? Ông xã, anh không phải nói chức chánh văn phòng đang cạnh tranh rất mạnh sao, bây giờ là rất quan trọng đó. La Duệ trầm ngâm một chút và khẽ gật đầu. Vợ mình mặc dù suy nghĩ không phức tạp nhưng lời nói rất chính xác. Nhưng anh và nó nhiều năm không liên lạc, bây giờ mà mất mặt thì... Ôi, còn có cả bố mẹ nữa chứ, bố mẹ vẫn không hiểu cho nó. Chẳng qua nhiều năm như vậy thì cơn tức cũng đã tiêu tan rồi. Hay là như vậy, anh cho em cách liên lạc với Tiểu Băng, em liên lạc với cô ấy trước, hỏi ý cô ấy xem sao. Người vợ nghe ngay ra ý của chồng muốn mình ra mặt trước. Bên phía bố mẹ để em nói, việc này liên quan tới tương lai của anh, bố mẹ đã không thể giúp anh, cũng không thể làm chậm trễ anh mà. Quyển 11, chương 8-14. Có lẽ chuyện lúc thanh toán làm tâm trạng La Băng không yên. Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm cũng không cố gắng an ủi La Băng, nhưng cũng đều quan tâm lo La Băng nghĩ quẩn. Hai người đừng nhìn tôi như vậy, tôi không sao. La Băng ngồi phía sau xe cuối cùng đã mở miệng nói. Nhiều năm rồi không ngờ còn gặp y trong cảnh này. Băng tỷ, anh chị làm ở ban quản lý khu khai phát An Đô sao? Trình Nhược Lâm biết nhưng vẫn cố hỏi. Ừ, phó chánh văn phòng ban quản lý khu khai phát. La Băng lạnh nhạt nói. La Băng, giám đốc Bối đã đồng ý, thứ hai sẽ điều động, không cần biết y điều trị đến đâu nhưng cũng là về An Đô. Tôi thấy anh chị hôm nay cũng hơi động tâm, xem ra muốn nói gì đó với chị. Tôi thấy chị cứ xa sầm mặt không nhìn y nên không giữ lại. Chị định như thế nào? Triệu Quốc Đống cố tìm từ ngữ thích hợp nói chuyện, tránh không kích thích cô. Hừ, y muốn nói chuyện với tôi chính là thấy chúng ta ăn cùng trưởng ban Trang, đều là nhờ anh. Mặt La Băng lúc này không rõ là vui hay buồn, không ngừng thay đổi. Y là người như thế nào thì tôi rõ, luôn chú trọng tiền đồ chính trị. Tôi dám cá mặc dù 10 năm không liên lạc nhưng sau hôm nay thì y sẽ thông qua các loại phương thức mà liên lạc với tôi. Nguyên nhân chính là vì y cảm thấy có thể lợi dụng tôi. Băng tỷ, chị nói khó nghe quá. Chuyện hôm nay cũng không thể trách anh ta. Chúng ta đúng là làm người ta nghi ngờ, y thanh toán giúp cũng là vì có ý tốt mà. Trình Nhược Lâm là người hiểu chuyện. Cô biết La Băng bây giờ rất buồn khổ, về An Đô mà không có bạn bè. Nếu có thể quay về với gia đình thì quá tốt. Nhược Lâm, chuyện tối nay không có quan hệ gì, chị chỉ là đánh giá công bằng về y thôi. Lúc trước chị xảy ra chuyện, y trốn tránh không gặp, nói gì mà khuyên giải chị. Trên danh nghĩa nói sợ ảnh hưởng tới tiền đồ chính trị của bố chị, thực ra là lo sẽ ảnh hưởng đến y mà thôi. Chị còn không biết y nghĩ gì sao? Giọng La Băng rõ ràng lộ ra sự chua xót. La Băng, chuyện đã qua lâu như vậy, chúng ta hay là nhìn về phía trước đi. Người trong chính trị khó tránh khỏi nhạy cảm với vài việc. Dù lúc đó có chút quá đáng thì cũng qua nhiều năm. Có lẽ trong lòng anh chị cũng đã thấy hối hận, chẳng qua không thể hạ mặt nói chuyện thôi. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tôi thấy đây cũng là cơ hội, chị không thể bỏ gia đình mà. Nhà, tôi không phải đã nói rồi sao? Cái nhà đó còn là của tôi sao? La Băng kích động nói. Đó là nhà của La Duệ và La Khanh, tôi chỉ là người qua đường. La Băng, chị nói gì thế? Bố mẹ mãi là bố mẹ. Dù bọn họ hám lợi, dù bọn họ không đúng thì chị cũng phải có tâm trạng khoan dung mà đối đãi. Triệu Quốc Đống đi chậm lại, lớn tiếng nói. Chị suy nghĩ kỹ đi, không nên nghĩ tới gia đình không tốt, phải nghĩ tới ngày xưa họ tốt với chị như thế nào. Mặc dù Triệu Quốc Đống có chút xem thường cách làm của người nhà La Băng lúc đó, nhưng hắn cũng biết La Băng đang rất cô đơn, khát khao cuộc sống gia đình. La Băng lần đầu nghe thấy Triệu Quốc Đống lớn tiếng quát mình như vậy, ngực cô không ngừng nhấp nhô, quay mặt ra ngoài không nói nữa. Trình Nhược Lâm vội vàng an ủi cô. Triệu Quốc Đống tiến vào tiểu khu và có chút do dự hôm nay có nên ở đây không? Trình Nhược Lâm đã trừng mắt nhìn hắn. Mau xuống, Băng tỷ say rồi. Quả nhiên trên đường La Băng mở cửa sổ khiến gió thổi vào làm men rượu bốc lên. Triệu Quốc Đống vội vàng đỗ xe và xuống giúp Trình Nhược Lâm dìu La Băng lên lầu. Trình Nhược Lâm ở tầng 12, đây là nhà có thang máy. Hai người dìu La Băng vào nhà, La Băng liền chạy vào WC nôn. La Băng nôn xong nên tỉnh táo không ít, chỉ là cả người mệt mỏi,
hai người liền đỡ La Băng lên giường. Đêm nay làm như thế nào? Triệu Quốc Đống hỏi Trình Nhược Lâm. Không sao, để Băng tỷ ở phòng em, hai chúng ta ở phòng khách. Anh đi tắm đi, lát nữa em và Băng tỷ vào tắm. Phòng khách không có WC, Trình Nhược Lâm lo La Băng buồn nôn nên để La Băng ngủ phòng trong. Ừ, Triệu Quốc Đống cũng không muốn ngủ một mình, không mấy khi về được, hắn cũng muốn ôm Trình Nhược Lâm. Dù sao La Băng đã sớm biết việc của hai người, không cần phải giấu giếm. Khi cơn cao trào qua đi, Trình Nhược Lâm tham lam áp mặt vào ngực Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đưa tay vuốt ve vú nàng, một cảm giác đê mê từ trên ngực truyền khắp cơ thể. Quốc Đống, anh sang đi. Một lúc lâu sau, Trình Nhược Lâm khẽ nói. Hả? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, vừa cúi đầu nhìn thấy đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn mình. Triệu Quốc Đống thấy Trình Nhược Lâm không phải đang trêu mình nên vô thức gãi đầu nói. Nhược Lâm, em nghĩ kỹ rồi, Băng tỷ là người khổ, em và Băng tỷ thân như chị em, gì cũng có thể nói với nhau. Em cũng biết Băng tỷ có tình cảm với anh, chị và em giống nhau, là người cố chấp, đã không tìm thì thôi, đã tìm sẽ tìm người tốt nhất. Anh không phải cũng động lòng với Băng tỷ rồi sao? Đừng xấu hổ, anh nghĩ gì em còn không biết sao? Trình Nhược Lâm có chút đắc ý nói. Triệu Quốc Đống há hốc mồm. Đàn ông đều là ăn bát nhìn nồi, đừng nghĩ em không biết. Con người chỉ có vài chục năm, dám yêu dám hận là điều nên làm. Trình Nhược Lâm ôm chặt eo hắn, đôi chân thon dài quấn lấy mông hắn. Nhớ lát nữa ôm chặt Băng tỷ, đưa Băng tỷ lại đây. Em muốn xem lúc ấy Băng tỷ như thế nào. Triệu Quốc Đống không thể hiểu nổi suy nghĩ của Trình Nhược Lâm nữa. Nhưng cảm giác trộm tình đã làm hắn không muốn suy nghĩ gì nữa. Triệu Quốc Đống đẩy cửa phòng ngủ thì phát hiện phòng vẫn sáng đèn. Cơ thể đang say kia nằm trên giường trông rất đẹp và quyến rũ. La Băng mặc chiếc váy ngủ màu da, váy ngủ rất ngắn, nếu đứng thì có thể khó khăn lắm che được hết quần lót. Chẳng qua La Băng ngủ không đẹp mắt chút nào, váy đã sớm được kéo lên, quần lót màu trắng sữa đã lộ ra. Làm cho Triệu Quốc Đống sao động là nửa bờ mông đã lộ ra trước ánh đèn. Triệu Quốc Đống gần như là ngừng thử đến trước giường. La Băng nằm nghiêng nhưng trên mặt vẫn có giọt lệ. Tiếng hít thở đều đều cho thấy cô đang ngủ say. Cổ váy ngủ hơi rộng lộ rõ khe sâu và nửa bên vú của cô. La Băng phát hiện mình lại rơi vào giấc mơ kia. Bàn tay của hắn như có ma lực tiến vào ngực cô, giống như cặp vú của mình là thứ hắn yêu nhất đời. Tiết tấu đều đặn làm cô không nhịn được rên lên. Cô biết đây chỉ là giấc mơ nhưng vẫn chìm đắm vào nó, cho dù là hưởng thụ trong mơ cũng đủ. Vú bị hắn không ngừng đè ép, ngón tay vuốt ve trên núm vú căng cứng của cô, La Băng cảm thấy lỗ chân lông cả người đang kích thích mở ra. Hắn như cảm nhận mình muốn gì, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vùng bụng phẳng, từng chút một chạm tới vùng cấm địa không ai đặt chân bao giờ. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc với biểu hiện của La Băng. Dù là uống rượu cũng không đến mức như vậy chứ. Mà La Băng không phải không có phản ứng gì. Khi tay hắn lướt qua bụng và tiến vào đám cỏ kia, hắn thậm chí cơ thể cảm nhận cơ thể đối phương đang mong chờ mình. Quần lót từ từ được kéo xuống, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, lần đầu tiên hắn gần gũi nhìn thấy rõ ràng cơ thể của La Băng như vậy. Hai cánh hoa hợp lại với nhau, màu lâu nhàn nhạt bị đám cỏ che phủ, một dòng chất lỏng màu bạc từ bông hoa chảy ra thật đẹp mắt. La Băng cuối cùng cảm thấy có chút không đúng, sao giấc mơ lại thật như vậy? Cô cố gắng mở mắt ra nhưng khoái cảm sâu trong lòng làm cô không muốn đánh mất nó. Hả? La Băng mở mắt mới phát hiện mình đã bị cởi trần truồng, bàn tay đang vân về ngực mình rất quen thuộc. Không, không được. La Băng hoảng hốt làm hắn không thể tỉnh ngủ. Quốc Đống, không được. Giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào của La Băng làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa thừa thắng xông lên từ phía sau, nhưng hắn biết trong lòng cô có khúc mắc gì. La Băng, Nhược Lâm biết. Câu này như thuốc an thần làm La Băng bình tĩnh lại. Là Nhược Lâm bảo anh tới. Không, là anh tự sang. Triệu Quốc Đống không hề do dự nói. Câu này hắn sao dám nói thật. Nhưng mà, tối nay anh sẽ ăn em, không ai có thể ngăn được anh. Triệu Quốc Đống áp môi vào môi La Băng, khẽ cười nói. Quyển 11, chương 85. Triệu Quốc Đống, Trình Nhược Lâm lần thứ hai nghe La Băng kể lại chuyện xưa của cô. La Duệ làm việc rất cố gắng, hơn nữa bố em cũng có chút quan hệ nên đường đi khá thuận lợi. Nhưng sau khi bố em về hưu khiến La Duệ đi chậm hơn. Hơn nữa tính cách của y không được lãnh đạo thích, vì thế mấy năm nay mới dần thu mình lại. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng,
hắn vốn nghĩ là băng cắt đứt với nhà, nhưng trên thực tế là băng vẫn hiểu rõ tình hình của gia đình. Nếu không phải cố gắng tìm hiểu thì sao lại biết rõ như vậy? Mà nếu như đã cắt đứt, mấy năm không liên lạc thì sao lại biết đến thế? Em còn có một em trai phải không? Triệu Quốc Đống nói. Vâng, La Khanh công tác ở phòng trị an, phân cục Liên Hồ, cục công an thành phố An Đô. Nó nhỏ hơn anh 2 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên, anh và nó chắc là cùng học. La Băng thở dài một tiếng. Bây giờ thì tốt rồi, nói hết ra khiến tảng đá trong lòng em đã được bỏ xuống. Bao năm qua nó vẫn đặt trong lòng làm em cảm thấy ngạt thở. La Băng nở nụ cười rất tươi làm Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm đều vui mừng. Hai người chưa bao giờ thấy La Băng cười vui vẻ như vậy, như là tuyết tan. La Băng rất quyến rũ, nhất là khi cười lên thì bờ môi thật mê người. Khuôn mặt vốn tròn như trăng bây giờ lại thêm một vẻ xinh đẹp. Triệu Quốc Đống không khỏi xao xuyến và muốn lập tức ôm cô vào lòng. La Băng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Quốc Đống đã thay đổi nên yêu kiều nhìn hắn và nói. Nhược Lâm, chị nếu đã lên An Đô thì chắc ở chỗ em, chờ sau này. Chờ sau này gì nữa? Chẳng lẽ nói nhà em không thể để chị ở sao? Trình Nhược Lâm mở to mắt hạnh nói. Trừ khi có người ngại em, chị nếu muốn. Trình Nhược Lâm cười cười xấu xa nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm La Băng đỏ mặt kêu lên. Con bé này, em nói chuyện thiếu đức như vậy sao? Ừ, không biết tối qua ai thiếu đức không ngừng rên lên làm người ta cả đêm không ngủ được. Trình Nhược Lâm cười hì hì đáp trả. La Băng dù sao cũng lần đầu quan hệ với đàn ông, sao có thể so sánh với Trình Nhược Lâm đã vài năm quan hệ với Triệu Quốc Đống. Lời này làm La Băng không thể nói nổi, đỏ mặt tía tai. Phòng ăn quanh quẩn tiếng cười cười nói nói. Triệu Quốc Đống ngồi bên thích thú nhìn hai cô đùa giỡn. Hắn lúc này như một ông hoàng có hai vợ. Chủ tịch Cam, xin mời ngài yên tâm, nếu tỉnh chọn thí điểm ở Hoài Khánh nhất định không làm tỉnh mất mặt. Thị trưởng Tiền làm mảng nông nghiệp nhiều năm, hiểu rõ tình hình Hoài Khánh chúng tôi. Thời gian trước chúng tôi đã trao đổi và có quan điểm nhất trí đó chính là vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân đã rất cấp bách. Nếu Trung ương và tỉnh không chú trọng thì nhất định sẽ loạn. Triệu Quốc Đống ngồi dưới ô che nắng ở hồ bơi mà nghỉ ngơi. Cả đêm phong lưu với hai người phụ nữ làm hắn càng thêm thoải mái. Có thể hái được đóa hoa mẫu đơn La Băng sẽ làm hắn hưng phấn trong thời gian khá dài. Nếu hôm nay không phải đã sớm hẹn đến nói chuyện với Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình về việc làm như thế nào đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân thì hắn tuyệt đối không muốn rời đi. Ừ Quốc Đống, thân phận của cậu bây giờ đã khác. Lão Hà mặc dù chưa đi nhưng tổ chức đã xác định do cậu chủ trì công việc của Ủy ban Hoài Khánh, cậu cân nhắc vấn đề thì cần phải suy nghĩ nhiều mặt. Đùi Cam Bình rất trắng, thêm đôi cánh tay dài được vẽ móng rất đẹp. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, Cam Bình đã hơn 40 vậy mà vẫn không giảm hứng thú làm đẹp. Tôi biết ý của ngài, từ trước đến giờ Hoài Khánh vẫn chú trọng công tác nông nghiệp. Bây giờ từ Trung ương đến địa phương đều coi trọng vấn đề tam nông. Tôi vì thế đã bàn với Bí thư Trần chính là lợi dụng cơ hội Hoài Khánh được xác định làm nơi thí điểm mà đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm xúc tiến tăng thu nhập của nông dân. Đùi Cam Bình mặc dù đẹp nhưng Triệu Quốc Đống không có nhiều hứng thú. Hôm nay mới quan hệ với cả hai cô gái đẹp, đừng nói Cam Bình là người đã hơn 40, dù là Tây Thi thì hắn cũng không muốn nhìn nhiều. Ừ, vậy cậu nói xem định làm như thế nào? Cam Bình cũng biết Triệu Quốc Đống là người làm thật ăn thật. Cũng nhờ lúc trước Triệu Quốc Đống làm rất xuất sắc ở Ninh Lăng, biến Hoa Lâm thành trụ sở chăn nuôi gia súc. Bây giờ ngành chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa là điểm sáng nóng của Ninh Lăng. Cho nên Cam Bình mới đề cử Hoài Khánh thành nơi thí điểm lần này với Ứng Đông Lưu. Muốn biến Ninh Lăng và Hoài Khánh thành thí điểm, hai đóa hoa ở Đông Tây, tạo được thành tích lớn thì cũng sẽ khiến cô là phó chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp nở mày nở mặt. Trước đó tôi đã tiến hành điều tra nông nghiệp nông thôn các huyện, cảm thấy các quận, huyện của Hoài Khánh đều có ưu thế và sở trường nhưng đều có vài khuyết điểm chung. Hơn nữa các quận, huyện có không ít vấn đề, cho nên tôi cảm thấy nếu muốn mở cục diện ở Hoài Khánh thì chúng tôi cần phải lựa chọn hai quận, huyện có tính tiêu biểu mà thực hiện trước. Triệu Quốc Đống cẩn thận nói. Ví dụ như Thanh Bình là thí điểm, đây là huyện đồi núi nghèo nhất thị xã, chúng tôi làm như thế nào để mở cục diện và tìm con đường phát triển tốt ở đây là rất quan trọng. Ví dụ như tạo trụ sở trồng chè Thanh Châm. Phát triển sản xuất hoa quả nhiệt đới. Lại ví dụ như Quy Ninh nằm ngay cạnh An Đô và sân bay,
nếu lợi dụng vị trí địa lý của Quy Ninh mà phát triển các trang trại sản xuất nông nghiệp lớn thì có phải rất thích hợp không? Ừ, Quốc Đống, cậu đã dự tính trước ở điểm này là rất tốt. Năm nay Trung ương rất chú trọng giải quyết vấn đề tăng thu nhập của nông dân, nhất định là chú ý thấy cục diện nghiêm trọng hiện nay. Sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn càng lúc càng lớn, chênh lệch thu nhập cũng lớn đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh phát triển kinh tế của quốc gia. Phải nhanh chóng tìm mọi cách tăng thu nhập cho nông dân, việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một hạng mục rất quan trọng trong đó. Giải quyết được vấn đề này mới có thể giúp sản xuất nông nghiệp phát triển tốt. Khi điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tôi cảm thấy tất cả đều có thể thử. Nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại và chuyên môn hóa, đề cao sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm sạch. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chủ tịch Cam, chỉ một câu, ngài nói, tôi tiếp chiêu. Hoài Khánh tuyệt đối không làm chân sau. Không ảnh hưởng còn không được, Hoài Khánh còn cần phải làm mô hình cho toàn tỉnh, nếu không tôi tìm cậu làm gì. Cam Bình cười cười một tiếng, hai chân có lẽ duỗi quá lâu nên hơi mỏi. Cô đổi tư thế khiến cặp đùi trắng lắc lư trước mặt hắn, đúng là quyến rũ. Ha ha, cảm ơn Chủ tịch Cam đã coi trọng, vậy Hoài Khánh nhất định không làm Chủ tịch Cam thất vọng. Sau khi về tôi sẽ bàn với Lão Tiền một chút, mảng nông nghiệp mấy năm nay trên thực tế Hoài Khánh hơi coi nhẹ. Năm nay mượn cơn gió đông này thị xã cũng hy vọng đạt được chút thành tích ở việc này. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Chủ tịch Cam, Hoài Khánh làm thí điểm chắc có thí điểm về tài chính và chính sách chứ. Cậu đó, tôi biết ngay cậu kiểu gì cũng hỏi cái này. Cam Bình trừng mắt nhìn hắn. Triệu Quốc Đống này biết cách làm người, lúc ở Ninh Lăng đã bám chặt người của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp. Bây giờ vừa xác định là Hoài Khánh, người của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp đã mở miệng đồng ý. Đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống này còn trẻ mà cũng có bản lĩnh đến thế. Chủ tịch Cam, ngài cũng biết tôi vừa nhận chủ trì công việc bên ủy ban, muốn triển khai công việc cũng không dễ. Từ sau khi tôi bắt đầu đến Hoa Lâm, ngài vẫn tận tâm ủng hộ tôi, lúc này ngài cũng không thể làm tôi khiến ngài mất mặt mà. Hoài Khánh có trụ cột tốt, nhưng bởi vì trước đó có nhiều vấn đề nên mảng công tác nông nghiệp không được ủy ban thị xã chú trọng, muốn để thị xã đầu tư quá nhiều tài chính là không thực tế. Vì thế còn cần tỉnh ủng hộ, nhất là ủng hộ về nhân lực. Triệu Quốc Đống chân thành nói. Cam Bình sau khi kinh ngạc liền cảm thấy cảm động và vui mừng. Không ít nơi tìm tới mình đòi tài chính và chính sách, cũng giống lời trước đó của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có quan hệ với mình nhiều năm, mình cũng có ấn tượng tốt đối với hắn, cũng biết người này khi làm việc rất kiên định và giỏi tạo xu thế. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn làm cho cô cảm thấy người này khác thường. Hắn nói ra điểm quan trọng là nhờ tỉnh giúp đỡ tài nguyên nhân lực, điều này làm cô có cái nhìn mới với hắn. Quyển 11, chương 86. Quốc Đống. Nói thật là tôi thấy người đến đều gào khóc về tài chính. Cam Bình trầm ngâm một chút rồi nói. Cậu thì hay rồi, lại còn nói muốn tỉnh giúp về tài nguyên nhân lực, đây là khác nhau. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Hắn biết Cam Bình nhất định sẽ nói tiếp. Tỉnh chỉ từng đó tài chính mà bao khoản phải chi, ai cũng nhìn vào thì nếu chia đến thị xã còn được bao nhiêu. Dựa vào chút tiền đó là có thể bắt đầu vào công việc sao? Tôi thấy rất khó khăn. Cam Bình vén mấy sợi tóc rơi trên mặt, ưỡn người, bộ ngực đầy đặn, trắng nõn theo động tác mà lộ ra một khe khá sâu. Quan trọng nhất chính là thái độ và quan niệm của lãnh đạo. Cậu nếu chỉ coi đây là công việc lấy lệ, hoặc là làm qua cho có thì dù tỉnh gửi tài chính xuống, dùng hết rồi sẽ bỏ mặc, cuối cùng sẽ là đầu voi đuôi chuột, không có tác dụng. Tôi hy vọng Hoài Khánh không nên như vậy, tôi cũng thấy cậu sẽ không phải loại người đó, có thể đề nghị tỉnh ủng hộ về nhân lực. Tôi cảm thấy đó là thái độ. Ít nhất đại biểu Hoài Khánh sẽ cố gắng làm tốt công việc này. Chủ tịch Cam, ngài đánh giá quá cao chúng tôi rồi. Hoài Khánh cũng thiếu tài chính, tỉnh không nên chụp mũ rồi cắt tài chính của chúng tôi đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi nghĩ như thế nào, giải quyết vấn đề tam nông sợ rằng là công việc trong 5 năm, 10 năm của đảng ủy, chính quyền địa phương, thậm chí lâu hơn nữa. Mà Trung Quốc là nước lớn về sản xuất nông nghiệp. Nhưng lại không phải cường quốc về nông nghiệp. Nếu muốn chuyển thành cường quốc về nông nghiệp thì khoa học kỹ thuật là nhân tố chủ chốt. Mà Hoài Khánh lại không có ưu thế gì về điểm này, thậm chí còn lại yếu kém. Muốn phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì không thể một bước là đạt được, phải được tỉnh ủng hộ. Cam Bình gật đầu nói. Dù như thế nào thì cậu có thể có ý thức này là rất tốt, hơn nhiều nơi chỉ biết tới quấn lấy đòi tiền.
hừ. Triệu Quốc Đống không nói nhiều. Hắn cũng biết không phải mình hoàn toàn không muốn nhắc đến tài chính, mà là do quan hệ cá nhân của hắn và Cam Bình tốt nên biết tính cô, biết gì nên nói không nên nói. Chủ tịch Cam, mỗi nhà đều có khó xử mà. Ninh Lăng năm nay định đưa thứ gì mới ra? Triệu Quốc Đống nói. Ninh Lăng chọn Thương Hóa làm thí điểm, chủ yếu là phát triển kinh tế rừng ở Thương Hóa. Sở Lâm Nghiệp đã báo cáo với tôi thấy có thể thực hiện. Cam Bình thản nhiên nói. Tôi thấy thực ra thị ủy, ủy ban Ninh Lăng không quyết tâm mấy trong lĩnh vực nông nghiệp này, chỉ là huyện Thương Hóa có hứng thú. Nghe thấy tin tức liền chủ động lên xin làm thí điểm. Vị nữ chủ tịch huyện Thương Hóa đúng là có can đảm, muốn làm việc. Triệu Quốc Đống thấy Cam Bình nhắc tới Ngụy Hiểu Lam liền không nhịn được nói. Ngụy Hiểu Lam? Ừ, cậu cũng biết sao? Đúng, cậu ở Ninh Lăng lâu như vậy thì cũng phải biết mà. Cam Bình ngẩn ra rồi lập tức có phản ứng. Chủ tịch Ngụy Hiểu Lam khi tôi ở Tây Giang là bí thư thì chị ta là phó chủ tịch thường trực, người phụ nữ rất khôn khéo, là nữ cán bộ xuất sắc làm công tác cơ sở nhiều năm. Ồ, khó trách, tôi nói sao phong cách của hai người có vẻ giống nhau. Cam Bình nhướng mày nói. Thương Hóa là huyện nghèo vùng núi, điều kiện trụ cột kém, tài chính rất khó khăn. Nếu huyện quyết tâm như vậy, tỉnh đương nhiên sẽ ủng hộ. Phát triển trồng rừng sản lượng cao là rất có tương lai ở các huyện miền núi, cũng là con đường thốt nghèo. Ủng hộ Thương Hóa thì tôi không có ý kiến. Đối với huyện nghèo theo tôi thấy không nên cứ bơm máu mãi mà phải tìm cách để bọn họ tạo máu cho mình. Tài chính mặc dù quan trọng nhưng chọn đúng hạng mục thích hợp, giúp bọn họ tự mình vận chuyển mới là biện pháp thích hợp để thoát nghèo. Triệu Quốc Đống cũng đồng ý với quan điểm của Cam Bình. Chủ tịch Cam, ngài bây giờ phụ trách nông nghiệp thì công tác chống đói nghèo chắc cũng do ngài phụ trách. Việc này do Bí thư Ninh đi đầu, Bí thư Yến và tôi làm phó tổ trưởng, tôi phụ trách công việc cụ thể. Cam Bình cười cười một tiếng. Quan điểm này của cậu đã áp dụng tốt ở Hoa Lâm. Hoa Lâm bây giờ đã được quốc gia tuyên dương về huyện thoát nghèo. Có lẽ tháng 10 này hội nghị tổng kết công tác thoát nghèo sẽ tuyên dương Hoa Lâm. Ừ, điều kiện Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Huyện Thanh Bình cũng mới thoát mũ huyện nghèo nhưng vẫn còn kém so với các quận, huyện phát triển, nhiệm vụ nặng nề. Tình hình mấy huyện như huyện Tĩnh cùng Vũ Xuyên cũng không khiến người ta hài lòng. Hai người nói chuyện một lúc, Cam Bình đứng lên nói. Quốc Đống, làm thị trưởng áp lực sẽ càng nhiều, lượng công việc càng lớn, phải học cách điều chỉnh hợp lý công việc và cuộc sống, giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Đi, bơi hai vòng. Được. Triệu Quốc Đống cũng ưỡn ưỡn người cười nói. Cam Bình có chút kinh ngạc về thể lực của Triệu Quốc Đống. Thời buổi này đừng nhìn có người trông khỏe mạnh nhưng xuống bể bơi mới có thể nhìn ra thể lực con người. Xuống bơi vài vòng mà mặt không chút thay đổi, thở không gấp thì dù là vận động viên chuyên nghiệp cũng không chắc. Cam Bình đã lên bờ một lúc mà thấy Triệu Quốc Đống vẫn bơi rất thoải mái và nhanh. Triệu Quốc Đống bây giờ không có nhiều thời gian đi bơi nhưng mỗi ngày vẫn ngồi tập hít thở theo cách sư phụ dạy. Sáng dậy hắn đều ngồi điều tức 15 phút. Tối trước khi ngủ hoặc nghỉ trưa nếu có cơ hội hắn đều ngồi một lúc. Sáng dậy nếu có thời gian thì hắn cũng đi một đường quyền. Triệu Quốc Đống ra khỏi câu lạc bộ bơi đã là 5 giờ chiều. Cam Bình tối có lịch, như vậy cũng tốt. Triệu Quốc Đống phát hiện làm quan càng lớn khiến thời gian riêng tư càng ít đi, hay bị công việc quấn quanh. Mặc dù cố gắng đẩy các cuộc gặp nhưng có những lúc không thể không đi. Vợ chồng Phùng Minh Khải đã từ Kiềm Dương tới, bọn họ về quê dự đám cưới em trai. Tối Triệu Quốc Đống còn đi ăn một bữa. Triệu Quốc Đống chọn địa điểm rồi thấy một mình có chút cô đơn nên gọi cho Khấu Linh và Mễ Á. Sau khi có quan hệ nam nữ, Triệu Quốc Đống cũng hay gọi điện với hai cô. Chỉ là một ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải xa xôi, hơn nữa đều có cuộc sống riêng nên ít gặp mà hay trêu chọc nhau trong điện thoại. Tiêu Chí Viễn thật ra ở Ando, chẳng qua Triệu Quốc Đống không có cảm tình gì với thằng này nên không thèm để ý. Đám bạn học khác hắn cũng chỉ có quan hệ bình thường, gặp ít, nói chuyện điện thoại cũng mang theo mục đích, điều này làm Triệu Quốc Đống không có hứng thú liên lạc. Còn đâu? Phùng Minh Khải vẫn như cũ chẳng qua trông tươi tỉnh hơn. Giang Giao nhìn cũng ăn mặc hợp thời trang hơn trước, nhìn hai vợ chồng này khá đẹp đôi. Không mang theo vì trời nóng quá, mẹ Giang Giao đang chăm. Phùng Minh Khải cắt tóc khá ngắn, kính mắt đổi sang gọng vàng trông khá giống thư ký. Y bây giờ đã là thư ký riêng của phó bí thư thị ủy Kiềm Dương Chu Đăng Cao. Chu Đăng Cao có quan hệ khá tốt với Liễu Đạo Nguyên, là trưởng ban thư ký thị ủy Kiềm Dương khi Liễu Đạo Nguyên còn là bí thư thị ủy. Khi Liễu Đạo Nguyên lên làm phó bí thư tỉnh ủy,
Chủ tịch tỉnh Kiềm Nam liền đưa Chu Đăng Cao lên làm phó bí thư thị ủy. Mà Phùng Minh Khải cũng bắt đầu thành thư ký của Chu Đăng Cao. Đi theo bí thư Chu, tương lai vô hạn. Triệu Quốc Đống cười cười rót rượu cho Phùng Minh Khải. Giang Giao cũng uống chén chứ. Giang Giao vội vàng xua tay ra hiệu mình không uống. Nếu như chồng cô trong đám bạn học còn có đầu có mặt, nhưng trước mặt Triệu Quốc Đống này thì không đáng gì. Không có Triệu Quốc Đống thì có lẽ Phùng Minh Khải vẫn ở phòng giáo dục huyện, mà tình cảm của cô với Phùng Minh Khải cũng không thể duy trì. Tôi tương lai vô hạn, người khác nói tôi thế thì còn vui. Quốc Đống, ông nói như vậy không phải châm chọc tôi sao? Phùng Minh Khải trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Quyển 11, chương 8-17. Ông nghĩ tôi cần làm như vậy sao? Phùng Minh Khải cười cười đáp lại. Nói chuyện với bạn học luôn làm người ta dễ chịu, làm người ta nhớ lại hồi cấp 3. Mặc dù hồi đó hay đánh nhau nhưng khi ấy không phải suy nghĩ nhiều. Hừ, ông bây giờ thì oai rồi, chúng tôi không thể so sánh với ông. Tôi thật ra muốn xem trong khóa chúng ta có thể xuất hiện nguyên thủ quốc gia không. Phùng Minh Khải nhìn đối phương, bình thường lúc làm thư ký y đều phải chú ý ăn nói, chỉ có trước mặt Triệu Quốc Đống mới ăn nói tùy tiện như vậy. Nguyên thủy quốc gia, tôi thấy phải nên về quê mới được. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Tại sao? Hai vợ chồng Phùng Minh Khải mở to mắt. Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói. Xem mộ tổ có bốc khói xanh không? Cút! Phùng Minh Khải cười mắng rồi cầm chén lên. Nào, vợ chồng tôi mời ông một chén, vợ ông vẫn ở Bắc Kinh sao? Ừ, cô ấy sang Kazakhstan công tác, dù sao tuổi còn trẻ thì phải phấn đấu vì đất nước chứ. Triệu Quốc Đống cười cười châm chọc chính mình. Lúc trước khi Phùng Minh Khải khuyên hắn nên cẩn thận trong hôn nhân, chọn đối tượng tương đương, cũng tốt cho hắn yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp mà không lo trong nhà có lửa. Phùng Minh Khải không coi trọng Lưu Nhược Đồng vì thấy gia đình cứ xa cách sẽ không ổn, không có lợi để Triệu Quốc Đống toàn tâm toàn ý phát triển trong chính trị. Được rồi, vậy hai người định bao giờ có con? Ông cũng đã 30, chỉ ít hơn tôi một tuổi, con tôi đã 2 tuổi, ông thì chưa thấy tăm hơi đâu. Phùng Minh Khải có chút đắc ý nói. Đừng nhìn cái khác ông hơn tôi, nhưng điểm này tôi hơn ông đó. Ồ, có con là oai sao? Vậy cũng là công lao của Giang Giao, không biết sinh nhà nam hay nữ chủ yếu quyết định ở nhiễm sắc thể của phụ nữ sao? Không có kiến thức. Triệu Quốc Đống có chút tức giận nói. Được rồi, nói thật nhé Quốc Đống. Anh cũng nên cân nhắc việc này, tôi thấy vợ anh không còn trẻ nữa, cũng phải 27 rồi. Tuổi lớn một chút có con sẽ không tiện. Giang Giao nói. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, hắn và Lưu Như Hoài chỉ là hôn nhân chân danh nghĩa, hơn nửa năm qua ngoài thi thoảng gọi điện ra thì hầu như ít qua lại thì nói gì tới có con. Được rồi, không nói tới chuyện này, dù tôi có nghĩ đến thì cũng phải đợi cô ấy công tác về nước chứ. Còn nhiều thời gian mà, cũng không phải nhất thiết có ngay. Triệu Quốc Đống xua tay gắp miếng cá. Nào, ăn thôi, đúng rồi Minh Khải, ông theo bí thư Chu đã hơn hia năm, có nghĩ sẽ đi xuống không? Quốc Đống, tôi có thể so sánh với ông sao? 2 năm đã là gì, ở văn phòng thị ủy ối người theo lãnh đạo 5-6 năm, bây giờ vẫn còn chưa được tính tới. Ít nhất cũng phải đợi bí thư Chu làm hết khóa này rồi nói. Phùng Minh Khải lắc đầu nói. Bí thư Chu cũng tốt, hỏi tôi là Giang Giao có cần điều chuyển không? Tôi vẫn suy nghĩ và thấy thôi vậy. Giang Giao bây giờ còn trẻ, tôi cũng còn trẻ, lại ở bên cạnh lãnh đạo nên chú ý một chút vẫn hơn. Triệu Quốc Đống nghe thế không khỏi khẽ gật đầu. Phùng Minh Khải này thành thật đáng tin, mình lúc trước giúp y không sai. Bí thư Chu, ông cũng phải có quy hoạch trong lòng mới được. Đi theo lãnh đạo là việc tốt, có thể khiến ông thêm kiến thức và tạo quan hệ. Nhưng dù sao ông là thư ký, thiếu cơ hội rèn luyện thực tế, cho nên ông bây giờ cần nắm chắc thời gian mà tiếp xúc, học tập nhiều thứ hơn. Không cần việc gì cũng làm chuyên gia nhưng nếu ông không biết sẽ bị người ta lừa. Ví dụ như nông nghiệp, ông cần hiểu rõ 4 vụ mùa, hiểu được chính sách của Trung ương và tình hình thực tế ở cơ sở. Mảng công nghiệp thì phải hiểu phương thức cải cách công ty nhà nước, trình tự niêm yết lên thị trường chứng khoán, mấy điều này ông phải hiểu. Nếu không ông mà xuống đâu đó để kiêm nhiệm rồi mắt như bị che khuất, ông chỉ có thể ngồi nghe hoặc đứng dưới bóng người khác. Khi người ta bảo ông nói, ông lại không biết nói gì, hoặc nói loạn. Khi đó ấn tượng của người khác về ông sẽ xấu đi rất nhiều. Triệu Quốc Đống nói làm Phùng Minh Khải phải gật đầu. Triệu Quốc Đống có thể đi đến bước này không chỉ dựa vào cái miệng. Chỉ trong mấy năm mà đã phát triển nhanh như vậy thì nếu không có thực tài là không thể. Hai người liền nói chuyện về cục diện chính trị Kiềm Nam.
Liễu Đạo Nguyên sau khi làm chủ tịch tỉnh đã khá im tiếng, không thích lộ mặt nhiều trên TV, cũng không hay ở Kiềm Dương mà đến các nơi nghèo của tỉnh khảo sát. Trong nửa năm thời gian ở Kiềm Dương không nhiều. Theo Triệu Quốc Đống nhớ Kiềm Nam là một nơi không ngừng có phong ba. Có không ít cán bộ cấp tỉnh ở Kiềm Nam bị ngã, nhất là vấn đề kinh tế càng làm cán bộ bị lật thuyền. Đợt Tết khi ngồi với nhau, Triệu Quốc Đống đã mơ hồ nói bóng gió với Liễu Đạo Nguyên về việc này. Liễu Đạo Nguyên rất nhạy cảm và cũng sớm ý thức được mấy vấn đề này. Mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng mà Triệu Quốc Đống biết đối phương cũng nắm bắt được gì đó. Triệu Quốc Đống từ Dương Thiên Bồi cũng biết tập đoàn Thiên Phu lúc đấu thầu mấy hạng mục đường cao tốc ở Kiềm Nam không quá thuận lợi. Mặc dù cuối cùng đã trúng thầu nhưng lại được biết thị trường xây dựng ở Kiềm Nam rất loạn, hiện tượng lấy quyền mưu lợi cá nhân rất phổ biến. Dương Thiên Bồi mấy lần muốn rút khỏi Kiềm Nam là do sợ dính vào mấy việc đen sau này sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống thực ra tin Liễu Đạo Nguyên không dính tới vấn đề kinh tế. Liễu Đạo Nguyên là người biết tự giữ bản thân. Lúc trước khi mọi người chơi cổ phiếu, Liễu Đạo Nguyên chỉ có hứng thú chứ không tham gia, tiếng ở Tân Châu cũng tốt, điều này có lẽ là nguyên nhân chính khiến y phát triển nhanh như vậy. Phùng Minh Khải cũng hiểu khá rõ điểm này. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Phùng Minh Khải cũng không giấu gì mà nói chuyện về những điều ẩn giấu trong chính trường Kiềm Nam, Kiềm Dương. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Phùng Minh Khải phải cẩn thận ở vấn đề kinh tế, nếu thật sự có khó khăn thì tới tìm hắn, đừng ham chút lợi mà mất tương lai. Điều này làm Phùng Minh Khải rất cảm kích, nhưng cũng khẳng định với Triệu Quốc Đống mình sẽ không dính tới việc này. Dù sao y rất quý trọng thứ đang có, hơn nữa y cũng thỏa mãn với cuộc sống hiện nay. Sau khi bố trí chỗ nghỉ cho hai vợ chồng Phùng Minh Khải, Triệu Quốc Đống lại suy nghĩ miên man. Cổ Tiểu Âu nói với hắn một việc là anh cô góp cổ phần vào câu lạc bộ quốc tế Bình Quả đang làm ăn rất tốt. Cô sang đây thấy quy mô mở rộng không ít còn có cả vũ nữ Nga, Đông Âu sang đây biểu diễn. Sau khi về Cổ Tiểu Âu nói cô rất lo anh mình xảy ra chuyện. Mà anh cô trong một lần uống say đã khoe khoang câu lạc bộ tuyệt đối an toàn, không ai có thể làm gì được, câu lạc bộ có ông lớn chống đỡ. Triệu Quốc Đống nghe xong mà rất khinh thường. Câu lạc bộ Bình Quả đã bắt đầu lộ tiếng tăm ra ngoài, có không ít người ở Hoài Khánh cũng mời khách tới đây. Triệu Quốc Đống mặc dù đã cùng Dương Thiên Bồi tới đó một lần nhưng không thích nên không tới nữa. Câu lạc bộ này sao lâu như vậy vẫn thuận buồm xuôi gió làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Câu lạc bộ như vậy không ngờ có thể gió êm sóng lặng, mà theo hiểu biết của Triệu Quốc Đống về Khanh Liệt Bưu thì nơi này quyết không sạch sẽ, nhất định có gái mại dâm và thuốc. Ai có thể bao che cho câu lạc bộ này? Điều đó làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Hắn vốn định nhắc Lưu Triệu Quốc nhưng sau đó nghĩ lại liền thôi. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng bất an. Quyển 11, chương 8-18. Đây là hội nghị thường trực ủy ban đầu tiên sau khi Triệu Quốc Đống chủ trì công việc ủy ban. Mặc dù chưa xác định rõ ai làm phó thị trưởng thường trực nhưng Triệu Quốc Đống vẫn biết việc này phải theo ý Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc đã đề cử Lữ Thu Thần với tỉnh. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng chức này do Đặng Nhược Hiền làm, nhưng hắn biết khả năng thành công không cao. Dù sao Đặng Nhược Hiền làm thường vụ thị ủy trong thời gian ngắn, rất không thích hợp thăng chức lên nữa. Vì thế Triệu Quốc Đống liền lùi một bước để trưởng ban thư ký thị ủy Tiêu Triều làm phó thị trưởng thường trực, nhưng Trần Anh Lộc không đồng ý. Theo ý của Trần Anh Lộc, phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong đi, tỉnh nói rõ sẽ phái cán bộ khác trên tỉnh xuống Hoài Khánh làm phó bí thư thị ủy. Lữ Thu Thần vẫn làm bên tổ chức cán bộ nên đưa sang ủy ban thị xã rèn luyện làm quen một chút, sẽ giúp cho sự trưởng thành và phát triển của Lữ Thu Thần. Mà chức trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh sẽ do Tiêu Triều đảm nhiệm. Còn trưởng ban thư ký thị ủy do tỉnh chưa xác định sẽ phát sinh từ cán bộ Hoài Khánh hay là trên tỉnh phái xuống nên tạm thời sẽ do Tiêu Triều kiêm nhiệm. Cố Vĩnh Bân về cơ bản được xác định lên làm thường vụ thị ủy nhưng vẫn tiếp tục làm bí thư huyện ủy Quy Ninh. Trần Anh Lộc có lẽ bây giờ đang chưa cân nhắc xong. Theo ý của Trần Anh Lộc thì muốn Cố Vĩnh Bân làm trưởng ban thư ký, nhưng Quế Toàn Hữu mới tới Quy Ninh nên chưa quen thuộc tình hình, vì thế tạm thời chưa điều động Cố Vĩnh Bân. Biến hóa nhân sự làm người ta đau đầu. Ở vấn đề chọn ai làm phó thị trưởng thường trực, Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc đã bàn với nhau nhiều. Mặc dù cuối cùng phải do tỉnh ủy quyết định nhưng ý kiến của Hoài Khánh ở vấn đề này là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống cũng có chút quyền lên tiếng vì phó thị trưởng thường trực sẽ là người phụ trách chính công việc hàng ngày của ủy ban. Mọi người nói sơ bộ về kế hoạch công tác trong mấy tháng tới, trước đó tôi đã trao đổi với mọi người. Tôi cảm thấy chúng ta không cần tiếp tục bàn bạc nữa mà xem chứng thực như thế nào.
Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu nhìn vị trí còn thiếu mà có chút buồn bực. Đó là vị trí của phó thị trưởng thường trực, bây giờ tỉnh còn chưa chính thức quyết định cho nên Lữ Thu Thần vẫn còn bên thị ủy. Nhưng đây gần như là chắc chắn, Triệu Quốc Đống cũng không thể thay đổi. Thị trưởng Nhược Hiểu phải nắm bắt nhanh công việc bên khu khai phát và thu hút đầu tư, hạng mục của công ty Hòa Tân cũng không thể kéo dài. Tôi đã đi xem và thấy hạng mục quốc tế Hoa Tâm bên An Đô tiến triển rất nhanh. Tôi hy vọng công ty Hòa Tân bên chúng ta cũng không chậm. Ngoài ra cũng cần tập trung vào mấy công ty gia công điện tử lớn của Đài Loan đang đến Hoài Khánh khảo sát, xem có thể tranh thủ đạt được đột phá hay không. Thị trưởng Hứa cùng thị trưởng Tiền sợ rằng tạm thời còn phải tập trung vào công việc hiện có. Hai viện nghiên cứu của Sở Nông nghiệp dự định sẽ chuyển khỏi Vinh Sơn cùng Lô Hóa. Tin này tạm thời chưa mấy người biết, đây đều là những nhân viên khoa học kỹ thuật có trình độ cao, nếu có thể tiến vào Hoài Khánh thì đó chính là một ngọn cờ đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân tài, hơn nữa hai hạng mục này còn có thể kéo theo không ít đề tài nghiên cứu. Không cần biết làm như thế nào cũng phải kéo hai hạng mục này đến Hoài Khánh chúng ta. Về sau chúng sẽ xúc tiến mạnh việc nhân rộng sản xuất nông nghiệp hiện đại của Hoài Khánh chúng ta. Dù sao hai trụ sở nghiên cứu đặt ở Hoài Khánh thì chúng ta cũng được thơm lây. Bây giờ chúng ta dù đưa ra ưu đãi hơn nữa về giá đất cũng được, nhất định phải kéo về Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nhìn sang Tiền Nguyên Huy rồi nói. Lão Tiền, ở vấn đề này trọng trách của anh là rất nặng nề. Chủ tịch Cam thì tôi đã tìm tới và được biết trên tỉnh mặc dù chưa chính thức nghiên cứu nhưng đợi đến khi tỉnh nghiên cứu thì mọi việc chắc đã quyết định xong rồi. Vì thế chúng ta cần phải bắt đầu vào việc ngay. Thị trưởng Hứa phụ trách quy hoạch đất đai, đưa ra bản đồ để hai viện nghiên cứu khảo sát. Lão Tiền cũng cần chủ động liên lạc lãnh đạo hai viện, mời bọn họ đến Hoài Khánh khảo sát thực địa. Trên sở chọn địa điểm ở đâu cũng có một phần dựa vào quyết định của hai viện. Tiền Nguyên Huy gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng An, công việc của chị thì tôi không nói nhiều. Bây giờ là tháng 8, mấy trường rất nhanh sẽ khai giảng. Tôi muốn yêu cầu sang năm bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên trong đợt đào tạo dạy nghề. Như vậy chúng ta cần phải đưa ra mấy nghề đang có ưu thế, có đầu ra, còn phải căn cứ theo tình hình thực tế của Hoài Khánh chúng ta. Chuyện này làm phiền chị. Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống bảo Đặng Nhược Hiền ở lại. Thị trưởng Triệu, Lữ Thu Thần còn chưa chính thức tới, ngài đã phân công công việc như vậy thì sợ rằng sẽ làm Lữ Thu Thần khó chịu. Đặng Nhược Hiền khẽ cười nói. Chiêu này của Triệu Quốc Đống quá ác, lợi dụng lúc Lữ Thu Thần chưa chính thức được quyết định làm phó thị trưởng thường trực mà đã nhanh chóng phân công công việc. Đặng Nhược Hiền vẫn phụ trách mảng thu hút đầu tư, công nghiệp và khoa học kỹ thuật. Nhưng Triệu Quốc Đống còn đẩy mảng khu khai phát cho y, đây vốn là công việc do phó thị trưởng thường trực phụ trách, nhưng Triệu Quốc Đống lấy lý do Lữ Thu Thần không quen thuộc làm công tác kinh tế. Hơn nữa khu khai phát bây giờ đang ở trong thời kỳ phát triển quan trọng mà thuyết phục Trần Anh Lộc giao công việc này cho Đặng Nhược Hiền phụ trách. Dù y có khó chịu đến đâu thì chúng ta cũng không thể vì quan điểm của y mà chiếu cố vào công việc được. Nếu như chiếu cố và muốn y vui thì chúng ta sẽ là không chịu trách nhiệm với mấy triệu dân của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Làm thường trực thực ra cần chính là phối hợp một cách linh hoạt, yêu cầu này khiến cho phó thị trưởng thường trực phải có năng lực xử lý và phối hợp. Nói thẳng ra tôi không cho rằng Lữ Thu Thần thích hợp làm phó thị trưởng thường trực, y thích hợp làm phó bí thư thị ủy hơn. Đặng Nhược Hiền cười ha hả nói. Thị trưởng Triệu, tôi không biết anh đây là khen hay là hạ thấp y. Y nghe thấy lời này sẽ tức hay mừng đây. Lão Đặng, Lữ Thu Thần nếu như có thể dùng thái độ đúng mực tiến sang ủy ban thì tôi chào đón. Dù sao trí tuệ và năng lực của nhiều người sẽ chia bớt áp lực cho chúng ta. Lữ Thu Thần cũng không phải không có năng lực. Chủ yếu xem y có muốn tiến vào hay không mà thôi. Tôi trước đó mặc dù có cái nhìn về công việc của y, nhưng tôi vẫn mong y khiến tôi được vui mừng. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Đặng Nhược Hiền không khỏi giật mình. Triệu Quốc Đống lúc làm phó thị trưởng thường trực đã cứng rắn, nhưng lúc ấy là do Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành trao quyền xử lý vài việc nên mới được như vậy. Hắn có thượng phương bảo kiếm trong tay cùng với khí phách bản thân được kết hợp rất nhuần nhuyễn, rất nhanh ta ôi dưỡng uy tín. Nhưng Lữ Thu Thần thì hơi khác, tên này lúc làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy đã tạo được trụ cột về uy tín, phải nói y sang làm phó thị trưởng thường trực là thử thách không nhỏ. Lữ Thu Thần sẽ đối mặt hoàn cảnh mới, không phải hoàn cảnh y quản người như trước. Phương thức làm việc bên ban tổ chức cán bộ sẽ không hoàn toàn thích hợp với chính quyền. Anh phải thông qua công việc mà biểu hiện năng lực của mình để được người tôn trọng. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đã làm rất tốt.
Đương nhiên Lữ Thu Thần cũng có ưu thế vì đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh nhiều năm nên mạng lưới quan hệ rất rộng, phải xem y có thể vận dụng tốt vào trong công việc hay không. Ngày 14 tháng 8, hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã Hoài Khánh được diễn ra, Hà Chiếu Thành từ chức thị trưởng, cũng quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm quyền thị trưởng. Ngày 20/21/8, tỉnh ủy đưa một loạt văn bản xuống. Bổ nhiệm phó giám đốc Sở Giao thông Phó Thiên làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh. Lữ Thu Thần làm phó thị trưởng thường trực, Tiêu Triều làm trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh, Cao Chí Minh làm trưởng ban thư ký thị ủy, Cố Vĩnh Bân làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Ngày 22 tháng 8, hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh tổ chức bầu Lữ Thu Thần, Hứa Lộ Bình, Cố Hiểu Bằng làm phó thị trưởng. Bộ máy đảng ủy, chính quyền mới của Hoài Khánh đã đầy đủ. Quyển 11, chương 8-19. Đúng là cuộc sống luôn là một vòng tròn đầy những oái oăm. Nếu nói Phó Thiên làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh đã khiến Triệu Quốc Đống có cảm giác thất thố, không kịp ứng phó. Như vậy Cao Chí Minh làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy đây chính là cấp trên đang chơi đều hắn. Triệu Quốc Đống vẫn chú ý xem ai sẽ thành trưởng ban thư ký thị ủy của Hoài Khánh. Chẳng qua khi trên tỉnh xác định trưởng ban thư ký thị ủy Hoài Khánh sẽ từ trên tỉnh phái xuống làm hắn yên tâm. Không phải xuất phát từ Hoài Khánh có nghĩa Hoài Khánh không có quyền lên tiếng, như vậy im lặng chờ đợi là được rồi. Nhưng kết quả lại làm hắn bất đắc dĩ. Hai hôm trước Triệu Quốc Đống đã biết kết quả, ngoài thở dài và lắc đầu cười khổ ra, hắn đúng là không tìm được cách nào để biểu đạt sự buồn bực và khó chịu trong lòng. Chỉ một Lữ Thu Thần đã làm hắn buồn phiền, bây giờ lại thêm Phó Thiên và Cao Chí Minh vào giúp vui, đây không phải cố ý gây khó dễ cho hắn sao? Triệu Quốc Đống tin rằng lúc này Phó Thiên và Cao Chí Minh đều đang khó chịu như nuốt phải con ruồi. Dù sao mấy năm trước Phó Thiên làm chánh văn phòng Sở Giao thông, là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Mà Cao Chí Minh lại rất khinh thường hắn. Bây giờ thì hay rồi, hai người bọn họ đều cùng tới Hoài Khánh, đúng là rất náo nhiệt. Thực ra hắn và Phó Thiên vốn có quan hệ khá tốt. Nhưng sau lần đó khi Phó Thiên muốn sang công ty khai thác đường cao tốc nên nhờ hắn nói giúp với Thái Chánh Dương gia, cuối cùng Phó Thiên không đạt được khiến quan hệ hai người trở nên xa cách. Mặc dù sau đó đã bù đắp lại một chút, nhưng giữa hai người vẫn luôn có khúc mắc. Mãi đến khi Triệu Quốc Đống điều tới Ninh Lăng làm việc thì khúc mắc đó mới như có như không chìm sâu vào lòng hai người. Dù sao đã không còn làm trong một nơi cũng khiến hai người trở nên thân thiết hơn đôi chút. Mấy lần Thái Chánh Dương về An Đô đã gọi Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đến cùng ăn, mọi người ngồi với nhau nói chuyện khá vui vẻ giống như khúc mắc đã sớm biến mất. Nhưng Triệu Quốc Đống biết Phó Thiên vẫn còn ghi nhớ trong lòng, gần như không thể xóa mờ được. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ tin một người thất bại một lần về sau sẽ tiếp tục tin người mình nhờ vả kia nữa, khúc mắc đó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Giống như Cù Vận Bạch, Từ Xuân Nhạn, Trình Nhược Lâm sau khi có quan hệ lần thứ nhất liền không thể tránh khỏi dần dần đi vào cuộc sống của hắn. Đây là vấn đề thái độ của thế giới quan và nhân sinh quan, không phải do ý chí của anh khống chế được. Điều kiện gia đình của Phó Thiên khá bình thường, Triệu Quốc Đống không tin Phó Thiên sẽ dùng tiền kiếm chức rồi treo ở đó. Như vậy chức vụ đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Một người chỉ có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần khác. Triệu Quốc Đống kiên trì tin vào chân lý này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà năm đó Triệu Quốc Đống không nói giúp Phó Thiên trước mặt Thái Chánh Dương. Cầu là vàng, đường là bạc, Triệu Quốc Đống không muốn thấy sự nghiệp xây dựng đường cao tốc của tỉnh An Nguyên xuất hiện công trình hủ bại, cặn bã. Chẳng qua danh tiếng của Phó Thiên ở Sở Giao thông khá tốt. Nhưng đây không phải điều mà Triệu Quốc Đống cần để ý. Hắn không phải là người hẹp hòi mà để ý việc người khác. Theo Triệu Quốc Đống thấy Phó Thiên có đầu óc linh hoạt, nói cách khác y có thể đã xử lý tốt những đợt ăn bẩn. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng mình đoán sai, việc này còn chờ thời gian tới chứng minh. Nhưng mà Phó Thiên và hắn có quan hệ vi diệu nên nhất định sẽ khó có thể hòa hợp trong công việc. Bỏ qua Phó Thiên còn khó nói, Cao Chí Minh đến cũng làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Quan hệ xấu hổ giữa hắn và Cao Chí Minh khiến hai bên không thể nào hòa hợp với nhau được. Bóng ma của Đường Cẩn chưa hết, Cao Thiền lại tiến vào. Trong điện thoại Cao Chí Minh đã ám chỉ và cảnh cáo Triệu Quốc Đống rất rõ ràng, bảo hắn tránh xa Cao Thiền một chút. Nếu như dám có ý đồ xấu gì với Cao Thiền, Cao Chí Minh thề không đội trời chung với Triệu Quốc Đống. Điều này làm Triệu Quốc Đống tức quá hóa cười. Cao Thiền không ngừng tìm cách đến chỗ hắn, hắn đâu có tâm địa xấu xa gì. Dù là có cũng không cần phải để ý tới Cao Thiền. Tâm trạng của Cao Chí Minh thì hắn có thể hiểu, cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ đối phương đến Hoài Khánh làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy,
như vậy đó là người hắn gần như hôm nào cũng gặp mặt. Tâm trạng của hắn không thoải mái, Cao Chí Minh cũng sẽ không dễ chịu gì. Mà Cao Chí Minh và Trần Anh Lộc xem ra có quan hệ cũng được. Điều này sẽ khiến cho việc đưa mấy vấn đề lớn ra thảo luận trong hội nghị thường ủy sẽ làm cho mình gặp bất lợi. Điểm này Triệu Quốc Đống cũng không thể không nghĩ tới. Nếu như nói bên ủy ban thị xã Triệu Quốc Đống cảm thấy mình còn có thể nắm chắc cục diện trong tay. Như vậy chuyện bên hội nghị thường vụ thị ủy thì mình có vẻ hơi đơn độc và yếu thế. Ngoài Đặng Nhược Hiền tương đối nhất trí với mình ra, còn đâu trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Triều mới nhận chức cũng có quan hệ khá được với mình. Trưởng ban tuyên giáo Trương Quả Hỷ là người tốt bụng, Cố Vĩnh Bân vừa mới tiến vào thường ủy, hơn nữa không đảm nhiệm chức vụ trong thị xã nên tạm thời không cần nhắc tới. Lữ Thu Thần và Lưu Liên Sương có quan hệ không tốt với mình, Cao Chí Minh không chừng sẽ tham gia vào phe kia. Mà thái độ của Phó Thiên còn chưa rõ ràng, nếu như không tính đến bí thư thị ủy Trần Anh Lộc ra thì lực lượng phía đối lập của Triệu Quốc Đống trong các thường vụ thị ủy là rất lớn. Nếu mình yếu thế trong hội nghị thường ủy thì có nghĩa một khi quan điểm của mình trái ngược với Trần Anh Lộc, như vậy Trần Anh Lộc có thể dễ dàng bác bỏ ý kiến của mình. Triệu Quốc Đống không muốn có gì đối đầu với Trần Anh Lộc cả. Nhưng trong công việc mấy năm sau nếu hy vọng hai người luôn hoàn toàn nhất trí trong công việc là điều không thực tế. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng hy vọng có thể bằng miệng lưỡi thuyết phục Trần Anh Lộc. Chẳng qua Trần Anh Lộc mặc dù là người giỏi nghe người khác nói chuyện, nhưng không có nghĩa Trần Anh Lộc không có chủ kiến riêng của mình. Có vài vấn đề Trần Anh Lộc sẽ kiên trì quan điểm của y. Ví dụ như việc Lữ Thu Thần cùng Tiêu Triều ai làm phó thị trưởng thường trực. Bí thư thị ủy thường là người cuối cùng đưa ra lời nói, quyết định trong hội nghị thường ủy là rất bình thường. Nếu như bí thư thị ủy không thể khống chế được xu thế của hội nghị thường ủy mới là không bình thường. Nhưng nếu như nói quan điểm của hắn là phó bí thư thị ủy mà lúc nào cũng đối lập với bí thư thị ủy rồi bị hội nghị thường ủy bác bỏ, Triệu Quốc Đống cho rằng đó cũng là không bình thường. Điều này có nghĩa hắn là phó bí thư thị ủy bị giảm bớt quyền lực đi. Cù Vận Bạch bỏ cặp xuống thì thấy Triệu Quốc Đống như không phát hiện ra cô đã về. Triệu Quốc Đống hình như đang suy nghĩ gì đó, đang nhíu mày. Không phải hắn mới làm thị trưởng sao? Sao đã gặp vấn đề khó khăn rồi? Cù Vận Bạch cởi tất, không đi dép lê mà để cho mình cảm nhận sự mát lạnh của sàn nhà bằng đá cẩm thạch mâng tới, cô nhẹ nhàng đi ra sau lưng ghế sofa. Nghĩ gì thế? Về rồi ư? Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Ừ, hôm nay khá thuận lợi, Ngân hàng Trung ương tỉnh coi như đã đàm phán xong, chấp nhận cho tập đoàn Thiên Phu chúng ta vay 1 tỷ. Cù Vận Bạch nhẹ nhàng day day chán cho Triệu Quốc Đống, nắn bóp vai cho hắn. Tôi muốn ăn gì? Ồ, chỉ là cốc nước đổ vào một cái giếng. Dự án Hồ Lô Châu toàn diện khởi động thì 1 tỷ còn lâu mới đủ. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thoải mái dựa vào đệm ghế, ngửi mùi hương cơ thể phía sau. Đương nhiên là không đủ, chẳng qua Thiên Phu chúng ta cũng không phải chỉ quan hệ với mình Ngân hàng Trung ương tỉnh. Bên Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Xây dựng An Đô đều có quan hệ nghiệp vụ với chúng ta. Chúng ta cũng không thiếu tiền mà. Cù Vận Bạch có chút tự hào nói. Không thiếu tiền. Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa cười phá lên. Trong trí nhớ đời sau mấy câu hay xuất hiện không ngờ lại được Cù Vận Bạch nói ra, nghe làm hắn thấy là lạ. Không có công ty, tập đoàn nào dám nói mình không thiếu tiền. Dù là tài chính thực sự sung túc thì vẫn phải vay vốn ngân hàng. Có thể dùng tài chính của hệ thống ngân hàng để công ty mình phát triển thì sao lại không cần. Số tiền vay được từ ngân hàng cũng chứng minh sự đáng tin cậy và thực lực của công ty. Đương nhiên bây giờ tập đoàn Thiên Phu phát triển rất nhanh, các hạng nghiệp vụ đang mở rộng nhanh chóng. Chị lo là Thiên Phu chúng ta bành trướng quá nhanh có thể khiến việc tiêu thụ không tốt không? Chị đã nói chuyện với Tổng Giám Đốc Dương về việc này. Vấn đề này Tổng Giám Đốc Dương cũng suy nghĩ, nhưng bây giờ thị trường bất động sản đã xuất hiện khí thế phát triển cực nhanh, nếu Thiên Phu chúng ta không NSCS này thì sẽ bị người khác bỏ rơi nên không dám dừng bước. Cù Vận Bạch đi tới trước ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Chủ yếu là nằm ở năng lực khống chế mạo hiểm. Vận Bạch, chỉ có thể có suy nghĩ này là rất đúng. Bồi Ca cùng Huy Ca lao nhanh về phía trước nên cần nhân vật quân sư tỉnh táo như chị ở phía sau luôn luôn tìm cách nhắc nhở bọn họ tránh mạo hiểm. Triệu Quốc Đống cảm thấy Cù Vận Bạch càng lúc càng thích công việc phó tổng giám đốc hành chính của tập đoàn Thiên Phu. Mà Cù Vận Bạch cũng thích cuộc sống phong phú, vất vả bây giờ, vì thế cô đang mâu thuẫn không biết có nên lập tức có con hay không. Ừ, tổng giám đốc Dương cũng có ý này, chẳng qua tác phong của tổng giám đốc Dương và tổng giám đốc Kiều không giống nhau. Tổng giám đốc Dương là người cẩn thận hơn nhiều.
Cù Vận Bạch nở nụ cười lộ rõ má lúm đồng tiền làm cho Triệu Quốc Đống thoáng cái nhớ lại chuyện 6 năm trước mình cùng cô sóng vai chiến đấu ở khu khai phát Giang Khẩu. Cù Vận Bạch bây giờ và Cù Vận Bạch lúc ấy có vẻ không thay đổi bao nhiêu. Làm tổng giám đốc thì phải đứng ở góc độ khác với phó tổng giám đốc, nếu không sao có thể làm tổng giám đốc. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Sao thế Quốc Đống, chị thấy hôm nay hình như em rất có cảm xúc thì phải. Cù Vận Bạch cẩn thận quan sát vẻ mặt Triệu Quốc Đống rồi có chút tò mò nói. Không có gì, chỉ là vừa nãy nhìn chị cười làm em nhớ lại khi chúng ta làm việc 6 năm trước ở Giang Khẩu mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Còn nhớ Hồ Thanh Ngoã không? Triệu Quốc Đống nói đến Hồ Thanh Ngoã làm mặt Cù Vận Bạch nóng lên, mặt đỏ bừng. Vẻ ngượng ngùng, e lệ làm cô như một cô bé mới biết yêu. Quyển 11, chương 90. Có thể nói lần ở Hồ Thanh Ngoã đó là mở đầu cho chuyện tình cảm của Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống. Ở đó trái tim đóng băng của Cù Vận Bạch sau bao năm đã tan chảy, rồi mới trở nên mất chủ và bị Triệu Quốc Đống chiếm giữ hoàn toàn ở Kỳ Lân Quân và kéo đến bây giờ. Cù Vận Bạch cũng không hối hận, mặc dù quan hệ giữa cô và Triệu Quốc Đống bây giờ không được đạo đức chấp nhận, nhưng cô cảm thấy mình không cần phải sống giả dối với tình cảm. Triệu Quốc Đống cũng đã nói chuyện kết hôn với cô, cũng nói với cô về cuộc hôn nhân của hắn. Cù Vận Bạch biết Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng kết hôn chẳng qua chỉ là hình thức, điều này làm Cù Vận Bạch không khỏi yên tâm. Về phần Triệu Quốc Đống có quan hệ với người phụ nữ khác thì Cù Vận Bạch không quá để ý. Cô để ý chính là khi hai người ở bên nhau có hạnh phúc hay không mà thôi. Sau nụ hôn dài, Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Cù Vận Bạch, đôi mắt đẹp như nước, môi đỏ hồng, đôi mi thanh tú. Vận Bạch, lúc nào chúng ta về Hồ Thanh Ngoã, về chỗ cũ có được không? Được. Cù Vận Bạch quyến rũ mở to đôi mắt đầy yêu thương nói. Theo ý ông xã, câu này làm Triệu Quốc Đống rất kích động, hai người lại cả tuần không gặp nên cùng một chỗ quấn chặt lấy nhau, ân ái triền miên. Quốc Đống, chị thấy em vừa nãy như đang suy nghĩ gì đó. Ngay cả chị vào em cũng không phát hiện, có phải là gặp khó khăn gì trong công việc không? Chui vào lòng Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch mở to đôi mắt đẹp nói. Vâng. Bộ máy thị xã có thay đổi, Phó Thiên điều tới làm Phó Bí thư Thị ủy, Cao Chí Minh làm Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Thư ký Thị ủy, điều này đúng là làm em có chút ngạc nhiên. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói ra khúc mắc của mình với Phó Thiên, cũng như chuyện trước đây với CM, chỉ là Cao Thiền thì hắn không nhắc tới một chữ. Cù Vận Bạch nghe thấy không khỏi nhíu mày lại. Em có phải sợ sau này bọn họ sẽ gây khó dễ em trong công việc? Không hoàn toàn như vậy. Phó Thiên và em mặc dù có khúc mắc nhưng cũng đã quá lâu rồi. Y cũng không rõ lúc ấy sao em không giúp y. Có lẽ y cảm thấy em không muốn giúp y là vì em cũng muốn tới công ty khai thác đường cao tốc, hoặc là em không tiện nói với Thái Ca. Em chỉ cảm thấy Phó Thiên tới Hoài Khánh thì khó tránh khỏi sẽ thò tay sang công việc bên ủy ban thị xã. Nhất là hai năm nay quy hoạch xây dựng đô thị của Hoài Khánh cũng mơ hồ có, xây dựng phương tiện trụ cột và đường xá là rất lớn. Phó Thiên đi ra từ sở giao thông nếu muốn biến tướng nhúng tay thì bên ủy ban đúng là không dễ đối phó. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Có khúc mắc trước đây làm em rất khó tin tưởng Phó Thiên. Quốc Đống, chị thấy em không cần phải lo lắng như vậy. Phó Thiên mới tới, Phó Thị trưởng phụ trách mảng giao thông, xây dựng thành thị là Hứa Kiều, người không vào đảng. Chị đã nghe em nói tới tính cách của Hứa Kiều. Em chỉ cần thả quyền cho Hứa Kiều, em chỉ cần phụ trách phương hướng chính. Còn công việc cụ thể thì buông tay cho Hứa Kiều quản lý thì hị thấy Phó Thiên dù muốn nhúng tay vào cũng không chắc có thể khiến Hứa Kiều phải nghe lời. Không chừng Phó Thiên còn sợ ném chuột vỡ đồ. Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi phân tích cho Triệu Quốc Đống. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên thân phận không vào đảng của Hứa Kiều. Hơn nữa tính cách của Hứa Kiều như chiếc lò xo, anh càng ép mạnh thì Hứa Kiều phản kháng càng lớn. Chuyện không phù hợp nguyên tắc thì Hứa Kiều rất khó có thể bị đè ép. Hơn nữa Hứa Kiều là cán bộ ngoài đảng, không phải cán bộ đảng nên không giống lãnh đạo khác lo lắng chiếc mũ của mình quá nhiều, chỉ cần mình giao quyền lực, nghĩa vụ cho cô, để cô đối phó. Đây chính là một phương pháp rất tốt. Thấy Triệu Quốc Đống tiếp thu ý kiến của mình, biết ý của mình được tình nhân đồng tình, Cù Vận Bạch có chút đắc ý nói tiếp. Về phần Cao Chí Minh thì chị thấy em nghĩ quá nhiều. Lúc đầu bọn họ có lỗi với em, không phải em có lỗi với bọn họ. Theo lý thuyết y phải áy náy với em mới đúng, từ tình về lý thì y phải ủng hộ để bù lại lỗi năm xưa chứ sao có thể gây khó dễ cho em. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng.
Cao Thiền và hắn không có quan hệ thực chất gì nên hắn thấy không cần đề cập tới Cù Vận Bạch. Nếu không có chuyện này thì lời của Cù Vận Bạch còn có lý. Nhưng bây giờ có vấn đề kia thì đúng là khó có thể dùng lẽ thường mà đoán định. Làm Triệu Quốc Đống lo lắng không phải là Phó Thiên nhúng tay sang bên ủy ban thị xã và gây phiền phức cho hắn. Hắn lo nhất chính là những người khó chịu với hắn sẽ hình thành một đồng minh phản Triệu trong hội nghị thường vụ thị ủy. Phó Thiên nếu như thật sự không nhúng tay vào được công việc bên ủy ban thì nhất định sẽ nghĩ do mình cản trở. Một khi Phó Thiên liên minh với Lữ Thu Thần, Lưu Liên Xương, thêm cả Cao Chí Minh lúc nào cũng có thể gia nhập với bọn họ thì hắn trong hội nghị thường ủy có được Đặng Nhược Hiền, Tiêu Triều ủng hộ cũng khá khổ sở. Nhất là khi Tiêu Triều còn luôn theo ý Trần Anh Lộc, điều này càng thêm nguy hiểm. Bây giờ nằm ở trung lập có thể lôi kéo chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng, trưởng ban tuyên giáo Trương Quả Hỷ, cùng thường vụ thị ủy mới lên, Cố Vĩnh Bân. Trương Quả Hỷ trước đây vốn có quan hệ mật thiết với Đàm Lập Phong. Nhưng sau khi Đàm Lập Phong lên làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Trương Quả Hỷ liền chủ động dựa vào Trần Anh Lộc. Hơn nữa người này tính cách khá nhún nhường, nhã nhặn, tình hình bình thường đều im lặng không lên tiếng, người như vậy nếu muốn trong lúc quan trọng y đứng ra tỏ thái độ thì sợ còn khó hơn lên trời. Cố Vĩnh Bân vốn cũng là người của Đàm Lập Phong, chẳng qua bây giờ Đàm Lập Phong đã rời khỏi Hoài Khánh. Mặc dù bởi vì cạnh tranh với Triệu Quốc Đống mà thua nên phải đi, nhưng chính trị là luôn thay đổi. Không thể vì hắn và Đàm Lập Phong từng là đối thủ cạnh tranh nên Cố Vĩnh Bân nhất định sẽ đứng ở phía đối đầu với mình. Chẳng qua muốn lôi kéo Cố Vĩnh Bân thì phải tốn không ít công sức. Nhất là y cũng giống như Triệu Quốc Đống lúc trước khi ở Ninh Lăng. Cố Vĩnh Bân mới làm thường vụ thị ủy, bí thư huyện ủy Quy Ninh, ít nhất trong một thời gian khá dài cũng chỉ có thể đến ngồi tham gia hội nghị thường ủy cho có. Đáng giá và có thể để Triệu Quốc Đống lôi kéo có lẽ chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng. Tính cách vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khá trầm tĩnh, chững chạc, điều này cũng phù hợp với vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hơn nữa ủy ban kỷ luật mặc dù cũng triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, nhưng so sánh với ban tổ chức cán bộ và đảng ủy chính pháp mà nói, ủy ban kỷ luật có tính độc lập cao hơn một chút. Nói cách khác làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Ân Cảnh Tùng có quyền lực để nhìn nhận vấn đề một cách độc lập, điểm này rất quan trọng. Làm như thế nào để lôi kéo vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này đứng về phía mình là vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ và dành nhiều tâm sức. Ủy ban kỷ luật là cơ quan bên đảng ủy, quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Ân Cảnh Tùng vẫn khá bình thường. Trước vốn thấy đó là tất nhiên, nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc lần trước không lợi dụng việc điều tra cải cách nhà máy cơ giới để kéo gần quan hệ với Ân Cảnh Tùng, đó là nước cờ kém. Bây giờ nếu muốn tìm cơ hội thì sợ hơi khó khăn. Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ nên cũng lặng lẽ nằm trong lòng hắn. Một lúc lâu sau khi Triệu Quốc Đống thôi không suy nghĩ nhìn xuống thì mới phát hiện Cù Vận Bạch đã thiếp đi trong lòng mình. Bí thư Trần, đây là việc gì? Triệu Quốc Đống hắn dựa vào gì mà để Đặng Nhược Hiền phụ trách khu khai phát? Đây là chức trách của Phó Thị trưởng Thường Trực. Lúc hắn làm Phó Thị trưởng Thường Trực không phải cũng phụ trách khu khai phát sao? Bây giờ biết tôi tới làm phó thị trưởng thường trực liền sớm vứt khu khai phát cho Đặng Nhược Hiền, hắn đây là chơi tôi. Lữ Thu Thần rất tức giận vào văn phòng Trần Anh Lộc. Tôi biết hắn phản đối tôi làm phó thị trưởng thường trực, muốn lão Tiêu làm, không phải thấy lão Tiêu mềm yếu, không dám đưa ra ý kiến phản đối sao. Mở đi, Lữ Thu Thần tôi không thẹn với lòng, làm phó thị trưởng thường trực cũng không chấp nhận làm bù nhìn, có gì không đồng ý sẽ nói thẳng. Chẳng những nói trong hội nghị thường trực ủy ban, còn nói ra trong hội nghị thường ủy. Làm càn. Trần Anh Lộc mới đầu còn kiên nhẫn nghe Lữ Thu Thần oán than. Y cũng thấy mình lúc trước đồng ý với Triệu Quốc Đống để Đặng Nhược Hiền quản lý khu khai phát là hơi của thả. Dù sao Phó Thị trưởng Thường Trực phụ trách khu khai phát là truyền thống của Hoài Khánh, làm như vậy có khác gì công khai cắt quyền của Lữ Thu Thần. Nhưng lúc ấy y nghĩ tới năm nay khu khai phát đúng là gặp cơ hội quá lớn, nếu không nắm chắc thì sẽ bỏ qua quá nhiều cơ hội. Cho nên Trần Anh Lộc đồng ý với Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng đã nói đợi Lữ Thu Thần quen thuộc công việc thì phải khôi phục chế độ quản lý bình thường. Nhưng lúc này Trần Anh Lộc mới thấy mình may mắn vì đồng ý với Triệu Quốc Đống. Lữ Thu Thần quá ham mê quyền lực, nếu như không cảnh cáo đối phương thì Trần Anh Lộc lo hắn chẳng những phá vỡ không khí đoàn kết khó khăn lắm mới đạt được ở Hoài Khánh, hơn nữa bản thân Lữ Thu Thần cũng sẽ có chuyện. Trần Anh Lộc đột nhiên quát lên làm Lữ Thu Thần giật mình. Lữ Thu Thần! Anh nhìn lại mình xem, biểu hiện vừa rồi của anh có giống một lãnh đạo thị xã không? Tôi cũng thấy xấu hổ vì anh. Trần Anh Lộc tức giận đi quanh phòng.
Tôi nói với anh, để Đặng Nhược Hiền phụ trách khu khai phát là ý của tôi. Tôi chính là lo tâm trạng này của anh sẽ không thích hợp với công việc ngay nên để Đặng Nhược Hiền tạm thời phụ trách, bây giờ xem ra lo lắng của tôi không sai. Lữ Thu Thần mặt mày tái mét, khi thấy Trần Anh Lộc lúc này đang rất tức giận, mắt như bốc lửa, lông mày dựng đứng. Điều này làm Lữ Thu Thần vốn định tranh cãi liền không dám, chỉ có thể cắn răng cúi đầu nghe mắng. Quyển 11, chương 9-11. Ai bảo anh là phó thị trưởng thường trực bù nhìn, bên ủy ban có việc thì anh có thể phát biểu ý kiến. Nhưng tôi nói với anh, công việc cụ thể bên ủy ban phải thảo luận ở hội nghị thường trực ủy ban. Trong hội nghị thường ủy thảo luận chuyện gì cũng là có quy định, anh làm thường vụ nhiều năm mà còn không rõ sao. Trần Anh Lộc tức giận nói. Tôi nói với anh, làm thường vụ anh phải tuân thủ kỷ luật đảng, vấn đề gì nên đưa ra nghiên cứu thảo luận trong hội nghị thường ủy thì chắc tôi không cần nhắc anh chứ. Lữ Thu Thần không dám nói gì. Đúng thế, Quốc Đống đề nghị với tôi để Tiêu Triều làm ưu, cho rằng tính cách của anh và cậu ta đều cứng rắn, dễ có mâu thuẫn. Nhưng tôi thấy anh mặc dù cứng rắn nhưng cũng vì công việc. Hơn nữa tôi vẫn cho rằng anh là người hiểu đại cuộc, anh sang ủy ban sẽ có lợi cho sự phát triển. Cuối cùng Quốc Đống đã đồng ý, nhưng hôm nay tôi rất thất vọng. Có lý không phải ở thanh cao, làm việc không phải bởi vì thái độ của anh cứng rắn là chính xác. Nếu tính cách quá cứng rắn thì chính là độc đoán, chuyên quyền, như vậy sẽ mắc sai lầm. Trần Anh Lộc thấy Lữ Thu Thần cúi thấp đầu nên cũng dịu giọng đi đôi chút. Thu Thần, anh là phó thị trưởng thường trực, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Đừng thấy Triệu Quốc Đống còn trẻ nên không phục, anh có rất nhiều điểm phải học tập Triệu Quốc Đống. Lữ Thu Thần miệng lắp bắp định nói. Anh cho rằng Triệu Quốc Đống có thể làm thị trưởng khi mới 30 chỉ là dựa vào lai lịch, chỗ dựa và may mắn sao? Tôi nói với anh, trên đời không có chuyện tốt như vậy đâu. Đúng thế, Triệu Quốc Đống còn rất trẻ, hơn nữa cũng có chút nhược điểm. Nhưng anh xem con đường phát triển của Triệu Quốc Đống chưa? Phó chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực, những vị trí đó đều đạt thành tích rất xuất sắc, tiến bước thuận lợi. Huyện Hoa Lâm vốn là huyện nghèo cấp quốc gia nhưng bây giờ tổng GDP đứng thứ 2 thị xã Ninh Lăng. Ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp thực phẩm là hai động lực. Hoa Lâm trước vốn rất nghèo nhưng sau khi nhiều công ty chế biến thực phẩm tiến vào khiến thu nhập của nông dân tăng nhanh nhất trong cả tỉnh suốt 3 năm qua. Anh nghĩ không có bản lĩnh là làm được sao? Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng làm thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát hơn năm. Khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang đã được xây dựng, khu khai phát được công ty Quốc Điện đầu tư xây dựng hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện. Mặc dù năm trước bị nạn lụt ảnh hưởng nhưng tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng vẫn đứng thứ 5 cả tỉnh, điều này có một phần công lao không nhỏ của Triệu Quốc Đống. Lữ Thu Thần không nghĩ tới Trần Anh Lộc hiểu rõ kinh nghiệm của Triệu Quốc Đống đến như vậy. Bản thân y không cẩn thận phân tích về Triệu Quốc Đống, bây giờ nghe Trần Anh Lộc nói thì thấy Triệu Quốc Đống này cũng có bản lĩnh. Anh là phó thị trưởng thường trực, anh không thể coi mình cùng cấp như các phó thị trưởng khác. Phó thị trưởng thường trực là nhân vật như thế nào? Anh đã suy nghĩ chưa? Trần Anh Lộc nhìn chằm chằm vào Lữ Thu Thần lúc này vẫn không phục. Anh nhìn xem Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực như thế nào? Phó thị trưởng thường trực cần làm là đứng ở góc độ cao hơn các phó thị trưởng khác để nhìn nhận vấn đề, hai là phải mạnh dạn gánh vác công việc khó khăn, ba là xử lý tốt quan hệ giữa các phó thị trưởng và thị trưởng. Anh là người thông minh, tôi không nói nhiều, anh tự suy xét. Ngoài ra tôi còn muốn nói một câu. Phụ trách một khu khai phát có ý nghĩa lớn như vậy sao? Anh là phó thị trưởng thường trực, từ góc độ nào đó anh chủ trì công việc hàng ngày của ủy ban thị xã, công việc nào anh cũng có quyền quan tâm chú ý. Phải nhớ tôi nói là quyền làm như vậy nhưng không có nghĩa anh nhất định phải làm, phải biết chừng mực. Lữ Thu Thần hoàn toàn cúi đầu, không còn gì để chống đối. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn Lữ Thu Thần tức giận ra khỏi phòng hội nghị, hắn không thèm để ý tới. Mấy vị phó thị trưởng đều có chút kinh ngạc, mặc dù mơ hồ biết nguyên nhân mà Lữ Thu Thần tức giận nhưng cũng có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của đối phương. Nhất là hai người Hứa, Cố lần đầu tham gia hội nghị thường trực với tư cách phó thị trưởng nên cảm giác khác hẳn. Xem ra phó thị trưởng thường trực và thị trưởng không hòa hợp. Hội nghị lần đầu mình tham gia mà lại kết thúc trong không khí căng thẳng như vậy, sau này nhất định sẽ bị kẹp trong hai người. Triệu Quốc Đống cũng không để ý quá nhiều đến tâm trạng của Lữ Thu Thần. Hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào thủ tục di chuyển hai viện nghiên cứu của Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ. Tiền Nguyên Huy đã liên lạc với Sở Nông nghiệp tỉnh cùng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh.
mấy vị lãnh đạo sở nông nghiệp đã tới xem điều kiện bên Hoài Khánh. Thị xã cũng cung cấp mấy khu đất để bọn họ lựa chọn, đều là nơi có hoàn cảnh rất đẹp, giá đất cũng rất ưu đãi, Triệu Quốc Đống tự mình đi cùng cả cuộc khảo sát. Sở nông nghiệp rất hài lòng, nhưng cũng phải làm cho lãnh đạo của hai viện nghiên cứu và sở khoa học công nghệ hài lòng thì việc mới thành công. Nhất là ở viện nghiên cứu đều là nhà khoa học, lời của lãnh đạo sở chưa chắc bọn họ đã nghe, nếu bọn họ không đồng ý tới Hoài Khánh thì sẽ rất khó làm. Vì thế Triệu Quốc Đống phải tự mình tiếp đón. Thị trường tự mình tiếp đón làm các chuyên gia khá tự hào. Mà trên đường đi Triệu Quốc Đống, Tiền Nguyên Huy cũng nói chuyện vui vẻ với các vị chuyên gia. Mấy người chuyên gia đều cảm thấy được hai vị lãnh đạo thị xã này hiểu rõ về nông nghiệp hơn hẳn các nơi khác. Nhất là chính sách hỗ trợ cho nhân tài mà Ủy ban Hoài Khánh đưa ra làm các chuyên gia đều giật mình. Đây là sức hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ, lãnh đạo hai viện nghiên cứu đều xuất thân nhà khoa học, có bằng cấp cao. Ở viện cũng có không ít người đủ điều kiện hưởng thụ đãi ngộ mà Hoài Khánh đặt ra. Phải nói chiêu này của Hoài Khánh là rất có tác dụng. Vừa tỏ rõ sự chú trọng nhân tài của Hoài Khánh, đồng thời cũng có thể làm mọi người yên tâm sống và làm việc ở Hoài Khánh. Vì thế việc này về cơ bản đã được xác định. Phân công công việc của mấy vị phó thị trưởng đã được điều chỉnh một lần nữa. Công việc của Đặng Nhược Hiền, Tiền Nguyên Huy, Hứa Kiều không thay đổi, chỉ là Đặng Nhược Hiền không phụ trách mảng khoa học kỹ thuật nữa. An Nhiên, Lý Trường Giang, Hứa Lộ Bình, Cố Hiểu Bằng được điều chỉnh công việc. An Nhiên phụ trách văn hóa, giáo dục, vệ sinh. Lý Trường Giang phụ trách công an, tư pháp, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và an toàn thuốc, bảo vệ môi trường. Hứa Lộ Bình phụ trách dân chính, kế hoạch hóa gia đình, thông tin, tin tức, truyền thông, khẩn cấp, chống bệnh dịch. Cố Hiểu Bằng phụ trách tài chính, buôn bán, quản lý thị trường, khoa học kỹ thuật, du lịch. Thêm hai phó thị trưởng đã nói rõ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tới công việc của ủy ban Hoài Khánh. Theo Triệu Quốc Đống thấy đó là việc tốt, ví dụ như bây giờ có không ít công việc trọng tâm cần một lãnh đạo thị xã chú tâm. Ví dụ như sau khi có phương án quy hoạch đô thị thì phải trưng cầu ý kiến, cũng cần tiến hành các công tác chuẩn bị, lượng công việc lớn, không thể coi nhẹ. Lại ví dụ như việc xây dựng của công ty Hòa Tân cùng thu hút mấy công ty điện tử Đài Loan, khi đã bắt đầu lúc nào cũng phải chú ý tới. Hơi không cẩn thận là nơi khác cướp ngay. Triệu Quốc Đống cũng đã quyết định nếu Lữ Thu Thần không biết điều thì hắn hoàn toàn có thể để đối phương thành bù nhìn. Phó thị trưởng thường trực phụ trách hai mảng chính là Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Tài chính. Nhưng hắn là thị trưởng cũng có thể hỏi hai việc này. Nếu y muốn đối đầu với mình cũng không việc gì phải khách khí với y. Thường trực vừa có thể lo mọi việc, vừa có thể để y không phụ trách việc gì. Quyển 11, chương 92. Chào mừng, Thiên Ca ngồi đi. Triệu Quốc Đống tự mình đứng lên rót trà cho Phó Thiên. Thiên Ca, đến Hoài Khánh nửa tháng rồi, anh thấy sao? Triệu Quốc Đống hai tay đưa chén trà đến cho Phó Thiên. Quốc Đống, cách xưng hô này chỉ khi chúng ta gặp riêng mới được nói như vậy. Khi có người khác không được gọi thế, nếu không người ta lại hiểu lầm về quan hệ của chúng ta đó. Phó Thiên cười nói, lúc nên gọi thị trưởng Triệu thì phải gọi thị trưởng Triệu. Cần gọi phó bí thư thì phải gọi là phó bí thư. Ha ha, Thiên Ca bây giờ trở nên cẩn thận như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười phá lên. Anh ở sở đâu có sợ đầu sợ đuôi như vậy? Được rồi, sở có bao người, quanh đi quẩn lại chỉ từng đó, đều biết nhau mà, ai có thể làm gì ai? Phó Thiên xua tay nói. Ở địa phương lại khác, tính toán qua cán bộ cấp phó giám đốc sở cũng là mười mấy người. Tôi mới tới, hai mắt vẫn còn tối. Không rõ gì cả nên phải cẩn thận nếu không lại đắc tội với người. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Quốc Đống, cậu tới Hoài Khánh cũng gần 2 năm, thời gian như thoi đưa. Ninh Lăng hơn 4 năm, Hoài Khánh gần 2 năm, thoáng cái cậu đã rời khỏi sở giao thông 6 năm. Phó Thiên thở dài nói. Chúng ta trước đó mỗi ngày gặp vài lần chuyển thành 1 năm gặp vài lần. Đúng thế, tôi lúc ấy nghĩ mình tới Ninh Lăng 3 năm là về sở, không ngờ lại đi 4 năm. Sau đó bị đưa tới Hoài Khánh. Không phải có câu nói tôi là đảng viên, nơi nào cũng là công tác sao? Ừ, lời này rất kinh điển. Phó Thiên nói. Triệu Quốc Đống cảm thấy Phó Thiên đến là có việc, chẳng qua đối phương đang trong giai đoạn quen thuộc công việc nên cũng không giao tiếp mấy với bên ủy ban. Thiên Ca, có phải có việc gì không? Hai anh em ta cũng không cần vòng vo làm gì. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Cái này, đúng là có chút chuyện. Thời gian này có phải là cậu cùng Thu Thần có chút không thoải mái không? Phó Thiên tùy ý nói.
bây giờ bộ máy ủy ban đã kiện toàn, là lúc đồng tâm hợp lực làm việc. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh kỳ vọng rất cao vào Hoài Khánh chúng ta, Quốc Đống, cậu làm thị trưởng thì phải có tác dụng dẫn đầu. Thiên Ca, thực ra cũng không có gì, là bí thư Trần bảo anh tới sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Xem ra chút hiểu lầm của tôi và Thu Thần đã đồn loạn khắp nơi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm trong phân công công việc mà thôi. Bên khu khai phát đáng lẽ do Thu Thần phụ trách, nhưng khi đó trên tỉnh chưa có quyết định. Hơn nữa anh cũng biết công ty Hòa Tân đã dần theo mấy công ty đến khảo sát, Hoài Khánh vẫn đang tranh thủ, không thể không có người chỉ huy. Vì thế tôi bàn với bí thư Trần cũng đồng ý để lão Đặng phụ trách làm xong mấy hạng mục kia. Dù sao cũng không thể vì phân công công việc của ủy ban mà ảnh hưởng đến thu hút đầu tư mà. Không ngờ Thu Thần lại cảm thấy tôi nhằm vào y, kết quả nên thành thế. Phó Thiên lạnh nhạt nhìn Triệu Quốc Đống kể nể. Không thể không nói hắn giỏi lừa người, chỉ vài câu hời hợt là qua chuyện. Bây giờ Lữ Thu Thần làm phó thị trưởng thường trực mà không làm được gì, ngay cả Phó Thiên thấy cũng thương thay cho đối phương. 8 phó thị trưởng ngoài Lữ Thu Thần ra thì 7 phó thị trưởng khác đều được phân công công việc cụ thể. Lữ Thu Thần là phó thị trưởng thường trực trên danh nghĩa phụ trách ủy ban kế hoạch phát triển, tài chính, nhân sự, đây đều là công việc chính của ủy ban. Nhưng Triệu Quốc Đống là thị trưởng lại nhìn chằm chằm làm cho Lữ Thu Thần là thường trực mất đi ý nghĩa. Bên mảng thống kê thì không có việc gì mấy, chỉ là con số trò chơi, thanh tra lại nghe theo ý lãnh đạo. Như vậy Lữ Thu Thần không khác gì bù nhìn. Mới đầu Trần Anh Lộc không quá để ý, nhưng sau đó Phó Thiên thấy như vậy không hay nên mới nói với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cũng hiểu chuyện này xử lý không quá tốt, bây giờ thấy không đành lòng cho Lữ Thu Thần nên mới bảo Phó Thiên sang trao đổi với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, hai chúng ta nói thẳng đi, Thu Thần lúc trước có hơi nóng, chẳng qua cậu chủ trì công việc toàn diện của ủy ban thị xã, Thu Thần là phó thứ nhất thì cũng cần có công việc cụ thể nào đó chứ. Cậu cũng nên thông cảm cho y một chút, nhìn ưu điểm của người ta. Triệu Quốc Đống cũng biết Phó Thiên không chỉ đại biểu y, mà còn đại biểu Trần Anh Lộc. Hơn nữa một tuần này cũng đủ làm Lữ Thu Thần thấy được vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng không có ý định vứt xó Lữ Thu Thần mãi như vậy. Nếu Phó Thiên tới thì hắn cũng tiện thế xuống ngựa, tin rằng Lữ Thu Thần bị lần này cũng hiểu thêm. Ừ, Thiên Ca nói đúng, tôi còn trẻ nên nhiều lúc hành động theo cảm tính. Triệu Quốc Đống gật đầu. Như vậy đi, tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với Thu Thần. Tôi nghĩ trước đó có hiểu lầm nên cần trao đổi, tâm trạng của Thu Thần thì tôi có thể hiểu. Tôi biết làm như thế nào. Phó Thiên thở dài một tiếng, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã khác, câu này quá chính xác với Triệu Quốc Đống. Chỉ vài năm ngắn ngủi Triệu Quốc Đống đã trưởng thành làm người ta thán phục. Câu nói không nặng không nhẹ này nghe thì là theo ý mình, nhưng thực tế là phải xem Lữ Thu Thần có biết điều hay không. Quốc Đống, tôi tin cậu có thể xử lý tốt quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy ủy ban thị xã, đoàn kết đồng tâm hợp lực, nắm bắt cơ hội mà phát triển. Phó Thiên cũng không nói nhiều, mọi người đều thông minh, hơi ám chỉ một chút là đủ. Hai người liền nói chuyện về tình hình trên tỉnh, chẳng qua cả hai đều cố ý tránh không nhắc tới Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không cố ý nhằm vào Lữ Thu Thần. Dù sao có 8 phó thị trưởng, mỗi người phụ trách một mảng. Lữ Thu Thần mới sang làm việc bên ủy ban nên chưa hòa nhập nên khó tránh khỏi vẫn còn vẻ cao ngạo trước đây, mấy vị phó thị trưởng đều có ý tránh xa một chút. Mấy mảng công việc Lữ Thu Thần phụ trách có vẻ không ổn, Triệu Quốc Đống bắt đầu chú ý làm cho lãnh đạo mấy cơ quan này biết ý đến báo cáo nhiều hơn với hắn. Điều này làm cả tuần qua khiến Lữ Thu Thần rất mất mát. Chẳng qua lúc này y không dám tìm Trần Anh Lộc, y tự chuốc khổ nên phải lặng lẽ cố gắng. Ngay khi y cảm thấy chua xót thì Triệu Quốc Đống lại gọi y tới. Lệnh Hồ Triều nhìn trận địa hôm nay là biết ông chủ muốn nói chuyện lâu với thị trưởng Lữ vì đã sớm đưa điện thoại di động cho mình. Hơn nữa bảo mình pha ấm trà. Xem ra không có 2-3 tiếng là không xong. Nhiệm vụ của lệnh Hồ Triều chính là việc không cần thiết sẽ không làm phiền, việc khẩn cấp thì mới vào báo. Ông chủ rất tin mình nên mới đưa điện thoại di động cho mình. Điện thoại này có nhiều người từ bên ngoài gọi. Lệnh Hồ Triều đầu tiên là xin lỗi, nói ông chủ đang bận, xin chờ một chút, sau đó nghĩ xem đối phương là thần thánh phương nào, nếu như quá gấp thì mới có thể vào đưa máy cho ông chủ. Lệnh Hồ Triều canh cửa 3 tiếng từ 3 giờ đến 6 giờ chiều mới thấy ông chủ và thị trưởng Lữ có vẻ thân thiết đi ra. Thị trưởng Lữ trông bình tĩnh hơn, ông chủ vẫn như bình thường, giống hai người mới nói chuyện có chục phút vậy, nói chuyện không hề quan trọng. Lệnh Hồ Triều không khỏi phục hai vị lãnh đạo.
chẳng qua lệnh Hồ Triều cảm thấy sau hôm nói chuyện đó khiến thị trưởng Lữ trở nên tích cực hơn, cũng đến văn phòng ông chủ nhiều hơn. Mà ông chủ cũng ít khi ký tên vào văn bản của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Tài chính, Nhân sự, chuyển hết sang cho thị trưởng Lữ phụ trách. Mà thời gian lệnh Hồ Triều cùng ông chủ đi cùng vị phó thị trưởng nào đó xuống quận, huyện hoặc lên tỉnh thành cũng nhiều lên. Nhất là công việc của thị trưởng Hứa, thị trưởng Tiền rất được ông chủ chú trọng. Mấy huyện như Thanh Bình, Quy Ninh và quận Hoài Châu đã được ông chủ đến mấy lần, phong cách của ông chủ dần thay đổi, hầu hết là nghe các phó thị trưởng đưa ra ý kiến, nghe lãnh đạo các quận, huyện, các ngành nói chuyện, ít khi trực tiếp nói ra cái nhìn của bản thân. Quyển 11, chương 9-13. Xe của Triệu Quốc Đống vừa đi qua khỏi khu rừng liền vô thức quay đầu lại nhìn chiếc xe Lexus. Theo cửa kính xe Lexus hạ xuống, hắn thấy một người đàn ông rất quen thuộc đang ngồi trong xe, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Ồ, Khanh Liệt Bưu. Triệu Quốc Đống hơi giật mình, tốc độ xe hai bên rất nhanh, chỉ lướt qua nhau và rời đi. Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt, hắn đã lâu không gặp Khanh Liệt Bưu. Hắn lúc đến Hoa Lâm còn từng liên lạc, sau đó Khanh Liệt Bưu sang bên Quảng Đông làm ăn, số điện thoại cũng đổi. Bản thân Triệu Quốc Đống cũng không dùng số máy nhắn tin trước đây mà sang dùng điện thoại di động nên không còn quan hệ. Thời gian trước Cổ Tiểu Âu nói anh cô đi làm ăn với Khanh Liệt Bưu, mở câu lạc bộ quốc tế Bình Quả, vì thế hắn mới biết Khanh Liệt Bưu đã về. Triệu Quốc Đống không đi liên lạc với Khanh Liệt Bưu, đây không phải là không muốn có quan hệ với đối phương mà là bây giờ Khanh Liệt Bưu đi con đường khác với hắn. Nếu muốn giữ quan hệ mật thiết là không thích hợp, có duyên chỉ gặp nhau một chút mà thôi. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng và lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Cuộc sống của mình đã đủ phiền rồi. Nhưng đột nhiên một xe Buick New Century màu đen ở bên lướt qua. Ồ! Triệu Quốc Đống qua ánh đèn xe mà nhìn thoáng biển số xe, bởi vì đèn lúc phanh rất sáng nên Triệu Quốc Đống thấy rõ biển kia, chẳng qua trong lúc nhất thời không nghĩ ra xe của ai. La Băng và Trình Nhược Lâm ngồi ở bên dưới thấy Triệu Quốc Đống đang quan sát xe bên ngoài nên có chút khó hiểu nói. Sao vậy? Không có gì. Triệu Quốc Đống lắc đầu nhưng vẫn đang nghĩ tới biển số xe kia. Biển này hắn nhớ nhưng không nhớ là xe của ai. Xe này biển NV, là biển khá cũ, mà xe Buick New Century mới xuất hiện một năm, không thể là dùng biển mới cả. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ ra. Đây vốn là biển số xe Camry trước đây của Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống đột nhiên có phản ứng. Lưu Triệu Quốc đã đổi xe, là xe Buick New Century, dùng biển công an. Nhưng làm bí thư đảng ủy chính pháp thành phố Ando nên xe của Lưu Triệu Quốc nhất định rất được người chú ý. Vì thế Lưu Triệu Quốc đi riêng hay dùng biển này. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng biết Lưu Triệu Quốc có vài biển số, có biển V, có biển An Quy. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ tối, Lưu Triệu Quốc sao lại đến Hồ Vân Loa? Triệu Quốc Đống có dự cảm không tốt, nhất là nghĩ tới Khanh Liệt Bưu và câu lạc bộ quốc tế Bình Quả càng làm hắn lo lắng. Đợt Tết Triệu Quốc Đống đã cảm thấy cách ăn mặc của Lưu Triệu Quốc hơi khác. Hắn còn đang nói Lưu ca trẻ lên, tóc chải gọn gàng, áo cũng là hàng hiện. Mặc dù làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp, cục trưởng cục công an thành phố Ando là cán bộ cấp giám đốc sở, ăn mặc chú ý là bình thường. Nhưng Lưu Triệu Quốc vốn không để ý ăn mặc, nhớ lúc trước khi mình gặp đối phương thì chỉ thấy đối phương như người bình thường, không có gì khác. Mặc dù làm cục trưởng và bí thư đảng ủy chính pháp thì trong thời gian dài đối phương cũng không thay đổi. Cũng là bắt đầu từ năm ngoái Lưu Triệu Quốc mới khác. Đương nhiên ăn mặc không nói được gì. Người theo tuổi và kinh nghiệm thay đổi cũng sẽ làm cho mình có biến hóa. Nhưng nghĩ đến Cổ Tiểu Âu nói sau lưng câu lạc bộ quốc tế Bình Quả là ông chủ lớn mà cả Hắc, Bạch Đạo đều không dám động vào, hôm nay muộn như vậy lại thấy cả Khanh Liệt Bưu và Lưu Triệu Quốc, điều này làm Triệu Quốc Đống rất lo lắng. Chẳng lẽ sau lưng câu lạc bộ quốc tế Bình Quả của Khanh Liệt Bưu chính là Lưu Triệu Quốc? Triệu Quốc Đống biết Khanh Liệt Bưu thích quan hệ với công an, cảm thấy có bạn bên công an thì chuyện gì cũng giải quyết được. Lúc đầu mình không phải thông qua y quan hệ với Chu Tinh Văn nên mới có thể thành trưởng đồn công an Giang Miếu sao? Đợt Tết Lưu Triệu Quốc nói ra ý muốn làm giám đốc sở công an, Thái Chánh Dương cũng ám chỉ Lưu Triệu Quốc nếu muốn ngồi vào vị trí kia thì phải làm gì đó bắt mắt. Hơn nữa Ando là tỉnh thành nên đúng là đủ điều kiện tạo ảnh hưởng để lãnh đạo tỉnh thấy. Nhưng nửa năm qua Lưu Triệu Quốc cũng tìm không ít tâm tư mà hiệu quả không rõ ràng. Khi giám đốc sở công an càng lúc càng sắp về hưu, hy vọng của Lưu Triệu Quốc càng xa vời. Con người mất đi mục tiêu thì dễ xảy ra chuyện, điểm này đã xuất hiện quá nhiều trong thực tế. Triệu Quốc Đống run lên, hắn không dám nghĩ tiếp.
Khanh Liệt Bưu đầu tư mấy triệu mở câu lạc bộ quốc tế Bình Quả, nếu nói làm câu lạc bộ giải trí nghiêm chỉnh, đánh chết Triệu Quốc Đống cũng không tin. Mà nếu như làm việc đen rồi không có cơ quan công an bảo vệ thì không thể, nếu không chỉ 2 tháng là cục công an sẽ đóng cửa ngay. La Băng cùng Trình Nhược Lâm cũng chú ý thấy Triệu Quốc Đống không yên tâm nên quan tâm hỏi. Sao vậy Quốc Đống? Không có gì. Triệu Quốc Đống lắc đầu, có lẽ chỉ là trùng hợp. Anh có tâm sự mà, đừng giấu bọn em. Trình Nhược Lâm cùng La Băng nhìn nhau hiểu ý. Triệu Quốc Đống cố gắng thuyết phục mình. Với tính cách của Lưu Triệu Quốc thì không thể quan hệ với đám người Khanh Liệt Bưu mới đúng. Lưu Triệu Quốc nếu muốn kiếm thì đã có đầy cơ hội, không thể chờ tới bây giờ. Triệu Quốc Đống cùng Trình Nhược Lâm, La Băng là đến ăn ở nhà hàng cá Hồ Vân Loa. Nhà hàng cá này mặc dù có cá không phải nuôi ở Hồ Vân Loa nhưng ăn rất ngon, chẳng qua giá khá đắt. Trình Nhược Lâm ăn một lần mà vẫn thấy thèm. Hôm nay Triệu Quốc Đống về Ando nên tới đây. La Băng đã chính thức đến làm ở Học viện Điện ảnh trực thuộc Sở Thông tin Truyền thông, làm phó chánh văn phòng đảng ủy, cán bộ cấp trưởng phòng, coi như điều ngang nhau nhưng La Băng rất thỏa mãn với việc này. Ở đây công việc không nhiều mà có 4-5 người nên khá nhàn hạ. Lúc rảnh rỗi có thể đọc báo, sách, lên mạng. Chánh văn phòng kiêm chủ tịch công đoàn là người trên 50 tuổi và khá tốt bụng. Mặc dù có chút tò mò sao La Băng lại tới học viện nhưng không hỏi nhiều. Đối với việc La Băng đến giúp thì y cũng vui vẻ. La Băng được phân công việc gì đều làm tốt khiến chánh văn phòng rất hài lòng. Một tuần qua đi, La Băng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Ngoài việc học viện cách hơi xa chỗ ở của Trình Nhược Lâm một chút, còn đâu không VDDE gì. La Băng cũng định mua một chiếc xe, Trình Nhược Lâm cũng có ý đó, chỉ là bây giờ chưa quyết định mua xe gì. Cuối cùng do Triệu Quốc Đống quyết định cho hai cô, nói với cô con người phải đối xử tốt với mình. Cần hưởng thụ phải hưởng thụ, có điều kiện thì mua, không có thì phải sáng tạo điều kiện mà mua. Trình Nhược Lâm trong thời gian này rất bận, về nhà gần 12 giờ đêm. La Băng cũng cảm nhận được sự vất vả sau lưng thành công của Trình Nhược Lâm. So sánh với Trình Nhược Lâm lúc ở Hoa Lâm, Trình Nhược Lâm bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trình Nhược Lâm ngày xưa xa cách với thế giới đã không còn, thay vào đó là một người dẫn chương trình luôn đầy hưng phấn khi đi làm. La Băng không khỏi thầm than. So sánh với Trình Nhược Lâm, mình hình như thích cuộc sống nhàn nhã hơn. Nhưng cô lại nghĩ mỗi người có cách sống riêng. Mặc dù cô và Trình Nhược Lâm thân như chị em nhưng không có nghĩa mọi người có lý tưởng giống nhau, cũng không có nghĩa cách sống giống nhau. Quyển 11, chương 9-14. Đặt trước mặt Triệu Quốc Đống là bản quy hoạch về tương lai của Hoài Khánh và bản đồ Hoài Khánh hiện nay. Bản đồ này không hề xa lạ, một năm qua hắn đã xem cẩn thận không dưới chục lần. Mà theo bản đồ này, 2-3 tháng qua hắn đã đi khảo sát thực địa không ít lần. Cả khu vực phía nam đều được dùng màu nâu bao phủ, đó là khu công nghiệp. 4 trong 5 đóa kim hoa đều phân bố chính ở khu vực đông nam và phía nam. Lấy Yến Đô Quan làm trung tâm để mở rộng ra phía nam. Phía nam Yến Đô Quan là khu tập thể của nhà máy cơ giới, đi hơi xuống thêm phía đông nam là khu sản xuất của nhà máy cơ giới. Dựa vào mặt đông là địa bàn của nhà máy thiết bị chứa dầu trong 5 đóa kim hoa. Quy mô nhà máy thiết bị chứa dầu không quá lớn, chỉ lớn hơn nhà máy cơ giới một chút, nhân viên làm việc cũng tương đương nhau, nó phân bố bên cạnh hộ Lộc Giác thuộc địa bàn Khánh Châu. Mà phía nam nhà máy thiết bị chứa dầu An Nguyên lại là công ty lớn nhất Hoài Khánh, công ty máy móc nặng Trung Nam. Khu nhà máy và tập thể chiếm diện tích gần 8 km vuông. Mà phía tây công ty máy móc nặng Trung Nam chính là công ty máy công cụ An Nguyên. Bắt đầu từ nhà máy cơ giới. Nhà máy thiết bị chứa dầu An Nguyên, nhà máy nổi hơi Trung Nam, công ty máy móc nặng Trung Nam, công ty máy công cụ An Nguyên tạo thành nửa hình vòng cung, phân bổ từ đông sang nam. Do địa hình hạn chế nên nhiều khu vực sản xuất nằm bên ngoài khu tập thể. Nhân viên, người nhà của 5 công ty này chủ yếu nói tiếng phương Bắc và Chiết Giang. Mà phía Tây và Bắc lại là người Hoài Khánh bản địa nói tiếng Hồ Quảng. Đương nhiên theo thời đại phát triển việc kết hôn giữa người của nam nhà máy và dân địa phương Hoài Khánh cũng tăng lên, dung hợp lại. Nhưng bây giờ thì sự khác nhau vẫn khá rõ ràng. Đường Mãnh Quốc là động mạch giao thông của Hoài Khánh chúng ta, nhưng nó sớm muộn cũng thành chiếc khóa đối với nội thành Hoài Khánh. Chú ý, tôi nói chính là nội thành Hoài Khánh, không phải thị xã Hoài Khánh. Hứa Kiều vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi và nói. Mọi người có thể nhìn một chút. Đường Mãnh Quốc chạy nghiêng và xuyên thẳng qua khu vực chính của nội thành. Lấy Yếu Đô Quan làm điểm chuẩn, đường Mãnh Quốc chia nội thành Hoài Khánh làm 2 nửa. Một bên là khu vực phía đông nam do 5 công ty là chủ yếu,
một bên chính là khu vực thành cũ phía tây bắc. Các lãnh đạo thị xã nhìn vào bản đồ nghe Hứa Kiều giới thiệu. Lượng xe đi lại qua đường Mãnh Quốc bây giờ là rất lớn, đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng không khí của nội thành. Hơn nữa bởi vì lượng ô tô đi qua quá nhiều khiến cho nội thành hay bị tắc, tai nạn giao thông không ngừng diễn ra. Căn cứ số liệu thống kê của đội cảnh sát giao thông thì gần nửa năm đoạn đường 4 km của đường Mãnh Quốc trong nội thành đã có 8 chỗ đèn xanh đèn đỏ, trong đó có 3 chỗ cứ đến giờ đi làm, tan tầm là tắc đường nghiêm trọng, 2 nơi tắc tương đối, 3 nơi tốt hơn một chút. Thị trưởng Triệu và tôi đã suy nghĩ có phải nên xây dựng cầu vượt hay không, nhưng dự tính lượng giải tỏa lớn, tài chính xây cầu cũng rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là cầu vượt chỉ có thể giải quyết tạm thời, vô ích với nội thành Hoài Khánh về lâu dài. Cho nên tôi yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc tỉnh cùng với một ít chuyên gia Học viện Kiến trúc Thượng Hải tiến hành tổng hợp, nghiên cứu nội thành Hoài Khánh, đặc biệt cân nhắc tình hình thực tế của đường Mãnh Quốc. Vừa muốn phát huy tác dụng động mạch giao thông của nó, lại muốn giảm đi ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của nội thành Hoài Khánh. Trải qua nhiều lần khảo sát và nghiên cứu, thị trưởng Triệu và tôi có ý dựa theo hình thức Bắc Kinh và An Đô hiện nay, xây dựng công trình theo vành đai trong ngoài. Biến công năng quá cảnh của đường Mãnh Quốc ra bên ngoài nội thành tức là làm một đường Mãnh Quốc mới, mà quy hoạch đoạn đi qua khu vực nội thành của đường Mãnh Quốc thành một đại lộ sinh thái. Hứa Kiều chỉ vào bản đồ rồi nói. Mọi người xem, chúng tôi dự định bắt đầu từ phía Đông Khánh Châu, đoạn này là đường tỉnh lộ đi thông Vũ Xuyên, trước mắt lượng xe đi qua không lớn, chỉ cần thích hợp cải tạo thì đoạn này có thể thực hiện trách nhiệm phân lưu, sau đó làm cây cầu huyết mã để chuyển về Tây Nam. Mọi người liền nhìn vào điểm mà Hứa Kiều giới thiệu, vô thức cùng nhìn theo ngón tay của cô. Bởi vì quy hoạch xây dựng thành thị của chúng ta bởi vì nguyên nhân lịch sử nên trên danh nghĩa lấy Yến Đô Quan làm trung tâm, nhưng trên thực tế mọi người đều biết khu trung tâm nội thành lại là khu tập thể của nhà máy cơ giới, công ty máy móc Trung Nam và vài câu lạc bộ. Nhưng theo thời đại thay đổi và nhu cầu phát triển đô thị của Hoài Khánh, chúng ta phải chuyển rời trung tâm nội thành về phía Tây, phía Bắc. Bởi vì phía Tây Bắc có hoàn cảnh tự nhiên và đất phong phú, hơn nữa vấn đề giải phóng mặt bằng không phức tạp bằng phía Đông Nam. Cho nên đây là nguyên tắc chúng tôi xác định. Thị trưởng Hứa, tôi hỏi một câu. Tôi vừa xem quy mô bản quy hoạch này thì đúng là nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ đang ngồi các vị lãnh đạo thị xã ngồi đây cũng có suy nghĩ giống tôi. Nếu dựa theo ý của chị thì nội thành Hoài Khánh chúng ta sẽ có quy mô lớn như thế nào? Như vậy có phù hợp tình hình thực tế của Hoài Khánh hiện nay không? Lữ Thu Thần không nhịn được, y vốn không muốn có xung đột với Hứa Kiều ở vấn đề này. Vì Hứa Kiều là người không vào đảng nên nó lại giúp cô trong công việc. Dù là Hà Chiếu Thành hay Triệu Quốc Đống bây giờ thì cô đều dám tranh luận về phạm vi công việc do cô phụ trách. Hơn nữa y cũng biết ý của Hứa Kiều được Triệu Quốc Đống tán thành, thậm chí chính là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Điều này có thể làm cho quan hệ vốn mới hòa hoãn của mình với Triệu Quốc Đống lại trở nên khẩn trương không? Nhưng cuối cùng y vẫn quyết định hỏi nguyên nhân, dù sao việc này liên quan tới phương án phát triển mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau của Hoài Khánh, còn dính tới khả năng thừa nhận của Tích Hoài Khánh. Quy hoạch đô thị lớn như vậy thì tài chính có thể chống đỡ nổi không? Lữ Thu Thần hỏi chính là câu hỏi của mấy vị phó thị trưởng khác. Nhất là Cố Hiểu Bằng. Y trước là cục trưởng cục tài chính nên hiểu rõ tình hình tài chính của thị xã. Bây giờ mặc dù không phụ trách mảng tài chính nhưng chỉ trong một tháng chẳng lẽ tài chính của chính quyền lại thay đổi lớn đến vậy? Thị trưởng Lữ, tôi biết vấn đề này chỉ sợ các vị lãnh đạo ngồi đây đều đang nghĩ tới. Hứa Kiều cười ha hả nói. Ha ha, thị trưởng Hứa nói đúng. Tôi đúng là có chút lo lắng tài chính của Hoài Khánh có thể duy trì được quy hoạch khổng lồ như vậy không? Nhìn thị trưởng Hứa nói, tôi cảm thấy quy hoạch nội thành Hoài Khánh chúng ta sợ rằng mở rộng rất nhiều. Kéo từ phía Đông Khánh Châu, chẳng phải kéo một phần ngoại ô Khánh Châu vào nội thành sao? Tiền Nguyên Huy nói, từ bản quy hoạch thấy đúng là như vậy, phía Đông Khánh Châu cách Hiến Đô Quan hơn 4 km. Nếu theo ý của Hứa Kiều thì khu vực này sẽ nằm trong phạm vi nội thành. Ngoài ra theo đường chấm đỏ trên bản đồ thì chẳng những ngoại ô phía Bắc Hoài Châu được đưa vào, phía Tây Bắc Khánh Châu cũng vào. Đây mới chỉ là nhìn về phía Bắc theo ngón tay Hứa Kiều chỉ. Phía Tây chỉ sợ cũng có một khoảng lớn tiến vào. Vấn đề nằm ở chỗ đột nhiên mở rộng phạm vi nội thành lớn như vậy thì căn cứ ở đâu, nguyên nhân gì phải làm như vậy? Quy hoạch phát triển của một thị xã vừa phải cân nhắc đến tương lai lâu dài nhưng cũng phải xuất phát từ thực tế, nhất là phải cân nhắc đến tốc độ phát triển kinh tế địa phương và khả năng tăng dân số. Quy mô lớn như vậy có chỗ dựa khoa học nào không? Quyển 11,
chương 95. Thấy mọi người đều nhìn vào mình, Hứa Kiều không hề lo lắng mà càng tự tin hơn. Tôi biết các vị chủ yếu lo hai điểm. Một là Hoài Khánh chúng ta có cần quy hoạch lớn như vậy không, có phù hợp với nhu cầu phát triển của Hoài Khánh hay không? Một là quy hoạch lớn như vậy thì làm như thế nào, nói cách khác tài chính có thể chống đỡ được hay không? Hứa Kiều nói ra làm mọi người đều gật đầu. Phía trước là lý do, phía sau là cơ sở, mất đi hai thứ này thì đừng nói chuyện gì nữa. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Hứa Kiều biểu hiện. Hứa Kiều có khả năng nói rất giỏi, đây có lẽ liên quan tới tính cách của cô. Tính ương ngạnh làm cô thích tranh cãi với người khác, mặc dù là hắn thuyết phục Hứa Kiều chấp nhận phương án này cũng mất không ít công sức. Nhưng một khi Hứa Kiều đã được thuyết phục thì cũng có nghĩa mình có một đồng minh đầy kiên định. Về bản quy hoạch này, Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều đã kéo thêm người của Ủy ban xây dựng, mời thêm người của Học viện Kiến trúc Thượng Hải, Sở Quy hoạch Kiến trúc tỉnh đến điều tra, luận chứng. Chỉ là bây giờ mới là trưng cầu ý kiến các lãnh đạo thị xã, Triệu Quốc Đống hy vọng trước khi đưa sang hội nghị thường ủy nghiên cứu thì bên ủy ban sẽ thống nhất tư tưởng. Thậm chí sau khi thông qua trong hội nghị thường ủy thì hắn sẽ đưa ra trưng cầu ý kiến dân chúng như đã làm ở Hoa Lâm. Bản quy hoạch hiện giờ đối với hầu hết mọi người nó quá vượt thời gian và không thực tế, thậm chí là làm quá lớn. Nhưng Triệu Quốc Đống biết nếu quy hoạch đô thị mà không đi trước vài năm, chục năm thì anh về sau sẽ phải trả giá rất đắt. Hứa Kiều bắt đầu phát huy khả năng nói chuyện của mình. Cô giới thiệu từ tình hình phát triển đô thị của Hoài Khánh từ trước đến giờ, nói đến biến hóa về dân chúng của Hoài Khánh, cùng với việc biến hóa về quy mô nội thành Hoài Khánh sau khi cải cách. Nhất là kết hợp với đặc điểm Hoài Khánh nhiều ao hồ và độ xanh hóa cao, đưa ra mục tiêu tạo Hoài Khánh thành đô thị xanh nổi tiếng cả nước. Muốn kết hợp ngành sản nghiệp trụ cột điện tử thông tin của Hoài Khánh, thực hiện mục tiêu Hoài Khánh là đô thị hấp dẫn nhất tỉnh, đứng thứ ba toàn quốc. Hứa Kiều nói rất giỏi, mấy vị khác đều phải một lần nữa đánh giá lại khả năng hùng biện của Hứa Kiều. Nửa tiếng mà Hứa Kiều vẫn nói hăng hái. Từ cơ cấu sản nghiệp thay đổi đến tăng dân chúng nội thành. Từ mục tiêu của thị ủy, ủy ban đến vấn đề phát triển xây dựng thành thị hiện nay. Từ chính sách đất đai của quốc gia hiện nay đến hướng đi trong tương lai của chính sách quốc gia, từ chế độ nhà tập thể chuyển sang nhà thương mại, xúc tiến thị trường bất động sản phát triển. Từ việc chính sách của thị trường bất động sản thay đổi đến thu nhập tài chính thay đổi lớn đến như thế nào. Có thể nói đầy lý lẽ và khoa học. Lữ Thu Thần cố gắng cảm nhận những gì Hứa Kiều nói. Y không thể không thừa nhận mình là người ngoài ngành trong công tác chính quyền, y càng không hiểu gì về mảng xây dựng thành thị. Vì thế y cũng không thể đoán được những gì mà Hứa Kiều suy đoán trong mấy năm tới có thể thành sự thật hay không. Không có điều tra sẽ không có quyền lên tiếng, Lữ Thu Thần cảm nhận sâu sắc lời này. Bây giờ trong tay mình không có đủ lý lẽ cho nên phải ngậm miệng. Nếu không hỏi một hai vấn đề không ra gì sẽ thành trò cười cho người khác. Có lẽ bây giờ người có tư cách đặt câu hỏi này nhất Hoài Khánh chính là Đặng Nhược Hiền phụ trách mảng xây dựng thành thị nhiều năm. Nhưng Đặng Nhược Hiền là người của Triệu Quốc Đống, mà Hứa Kiều lại theo ý của Triệu Quốc Đống mà làm ra bản quy hoạch này, có lẽ Đặng Nhược Hiền sẽ không có ý kiến phản đối. Thị trưởng Hứa, tôi đã xem bản quy hoạch, nó có biến hóa không nhỏ so với ý tưởng của tôi và thị trưởng Triệu lúc trước, nhất là phía Tây và Bắc đã mở rộng rất nhiều. Tôi có thể nhận ra việc đầu tư cho mảng cây xanh và bảo vệ di tích lịch sử là rất lớn, còn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Đặng Nhược Hiền rất cẩn thận quan sát từng điểm trên bản quy hoạch. Y không nghĩ theo hướng của Hứa Kiều, làm người phụ trách mảng xây dựng thành thị nhiều năm, y cũng đã dành nhiều tâm sức trong việc quy hoạch đô thị. Quan điểm và chính sách mà Hứa Kiều đưa ra có thể hấp dẫn mấy phó thị trưởng khác, nhưng không phải với y. Y chú ý tính thực tiễn hơn. Y cũng biết Hứa Kiều có thể đưa ra bản quy hoạch lớn như vậy, thậm chí còn làm mình cảm thấy khiếp sợ, đã thay đổi không ít chỗ so với những gì y và Triệu Quốc Đống thảo luận, điểm này nhất định đã bàn với Triệu Quốc Đống. Nhưng biến hóa lớn nhất chính là khu đất bảo vệ di tích lịch sử. Vì thế y muốn Moonrocks hơn nữa. Tôi không phản đối mở rộng khu vực cây xanh và khu vực bảo vệ di tích lịch sử, nhưng tôi cảm thấy quy hoạch xây dựng thành thị của chúng ta phải có tỷ lệ khoa học một cách thích hợp. Đặng Nhược Hiền nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn cười cười nhưng Hứa Kiều biết đây là vị lãnh đạo phụ trách khóa tước đang thử mình. Câu hỏi của thị trưởng Đặng rất chi tiết, có thể mọi người đều thấy khu vực công cộng của nội thành ở bản quy hoạch này là khá lớn. Chúng tôi suy nghĩ như thế này, bởi vì Hoài Khánh có tài nguyên nước và xanh hóa mà các nơi khác không thể so sánh, mà xung quanh có không ít nơi đồi núi thấp với cây cối rậm rạp, đây là vành đai bảo vệ độ ẩm cho nội thành Hoài Khánh chúng ta nhưng nó dễ bị phá hủy. Đó cũng là thương hiệu để Hoài Khánh xác định làm đô thị xanh,
cho nên chúng tôi hy vọng có thể cố gắng giữ lại nhiều khu vực xanh để đảm bảo sự tuần hoàn của thiên nhiên. Về phần vòng tròn tím này thì ngoài những di tích lịch sử cấp quốc gia và tỉnh xác định ra, thị xã chúng ta cũng cần phải tạo ra thương hiệu đô thị lịch sử, nhất định phải muốn đưa ra những thứ mang tính lịch sử, văn hóa để hấp dẫn du khách đến xem. Mà Hoài Khánh chúng ta có lịch sử nhân văn hơn ngàn năm, ở điểm này có nhiều thứ để tìm tòi và khai thác. Ví dụ như di tích từ thời Tống, thời gian trước đã khai quật và nghiên cứu, nhưng bởi vì kinh phí không đủ nên gác lại. Lại ví dụ như di chỉ thủy lợi đời Minh ở phía Đông Khánh Châu cũng còn không ít bia đá, những thứ này đều có thể sửa sang và biến thành tài nguyên du lịch của Hoài Khánh chúng ta. Xây dựng không khí lịch sử nhân văn nồng hậu, Hoài Khánh chúng ta không chỉ là thành phố công nghiệp, mà còn là đô thị nhân văn. Hứa Kiều giải thích làm Đặng Nhược Hiền không nói gì nhưng Lữ Thu Thần nghe lại thấy khó chịu. Cái gì mà không khí lịch sử nhân văn, cái gì mà đô thị xanh nổi tiếng cả nước, đều là thứ hư vô mờ mịt không thực tế. Chơi đùa, giở trò thì ai cũng có thể làm, vấn đề là bản quy hoạch đô thị này có giá trị thực tế đến đâu. Ví dụ như một ít khu đất vốn không có lý do gì cũng được đưa vào trong quy hoạch đô thị, khiến nội thành Hoài Khánh mở rộng vài lần. Điều này làm Lữ Thu Thần không thể hiểu nổi. Chẳng qua y bây giờ biết mình còn chưa làm rõ chi tiết trong đó nên không dám nói bừa. Y hạ quyết tâm sau đây sẽ thăm dò rõ mảng tài chính và ủy ban xây dựng. Xem hai người Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều tốn hết tâm trí làm ra bản quy hoạch khổng lồ như vậy rồi vội vàng cho mọi người xem là có vấn đề gì trong đó không. Nếu như thời gian trước Triệu Quốc Đống cố ý chèn ép không cho mình cơ hội, bây giờ y bị Bí Thư Trần và Phó Thiên gây áp lực nên phải nhượng bộ, mình còn không nắm bắt cơ hội này để tiến vào công việc thì còn gì là Phó Thị trưởng Thường Trực nữa chứ. Bí Thư Trần nói đúng, làm Phó Thị trưởng Thường Trực thì phải giống như Triệu Quốc Đống lúc trước. Sự cứng rắn, bá đạo đều phải dựa vào từng bước, dựa vào trụ cột, nếu không sẽ như là mỏ trăng đáy nước. Điểm này Triệu Quốc Đống là tấm gương sáng cho mình. Bây giờ mình cũng sẽ thực hiện như vậy. Triệu Quốc Đống dù là quyền thị trưởng nhưng mạng lưới quan hệ ở Hoài Khánh này sao đấu lại mình. Quyển 11, chương 9-16. Triệu Quốc Đống rất hài lòng với biểu hiện của Hứa Kiều. Hắn đương nhiên cũng có thể dùng miệng lưỡi khiến các phó thị trưởng khó có thể phản đối. Nhưng Hứa Kiều nói như thế này khiến các phó thị trưởng có lý luận mới, để bọn họ đại khái hiểu phát triển đô thị của Hoài Khánh sẽ đi theo con đường gì. Triệu Quốc Đống cho rằng Hứa Kiều là người có lối suy nghĩ rộng, tầm nhìn xa, năng lực tiếp thu thứ mới cũng rất nhanh nhạy. Quan điểm của Lữ Thu Thần thực ra là của hầu hết người ở thị xã, thiếu ánh mắt lâu dài. Đương nhiên cũng không thể trách được bọn họ, ai cũng không biết 10 năm sau các thành phố Trung Quốc sẽ như thế nào. Mà xây dựng thành thị ở Hoài Khánh sẽ thay đổi ra sao, không ai biết. Chẳng qua điều này Triệu Quốc Đống lại biết. Nếu hắn đã ngồi trên vị trí này thì hắn sẽ không thể để Hoài Khánh giống các đô thị khác. Hắn muốn thay đổi việc định vị Hoài Khánh, từ phát triển kinh tế đến quy hoạch đô thị hắn đều phải dùng hết khả năng, làm cho Hoài Khánh đứng ở điểm cao hơn. Hắn có thể ở Hoài Khánh bao lâu thì sẽ cố gắng bấy lâu. Ít nhất cũng phải tạo được trụ cột cho sự phát triển sau này của Hoài Khánh, xác định được mục tiêu và quy hoạch. Các vị, tôi thấy mọi người có nhiều câu hỏi về bản quy hoạch này, cũng còn có suy nghĩ và ý kiến. Điều này là rất bình thường. Tôi thấy mời thị trưởng Hứa nói tổng thể về bản quy hoạch. Sau đó mời thị trưởng Hứa nói ra tư tưởng chủ đạo trong phát triển đô thị của Hoài Khánh với mọi người, để mọi người có một lý luận, mọi người sau đó kết hợp để đưa ra quan điểm của mình. Nếu hôm nay thấy chưa nghĩ ra thì cũng có thể về suy nghĩ rồi trình bày sau. Triệu Quốc Đống nói khiến mấy vị phó thị trưởng đều gật đầu. Trong thời gian ngắn chỉ nghe được đại khái, khó có thể đưa ra câu hỏi chính xác. Hứa Kiều liền không khách khí, bắt đầu giới thiệu toàn bộ bản quy hoạch, nhất là việc mở rất rộng về phía Tây khiến các phó thị trưởng chấn động. Thị trưởng Hứa, theo quy hoạch này thì tốc độ đô thị hóa của Hoài Khánh chúng ta rất nhanh, có thể cho chúng tôi biết xu thế lượng dân cư tăng lên không? Hứa Lộ Bình nhíu mày nói. Theo tính toán thì cuối năm 2002 dân cư nội thành Hoài Khánh sẽ đạt 400.000, cuối năm 2007 là 650.000. Năm 2012 sẽ là 1 triệu. Hứa Kiều nói, mục tiêu của chúng ta là xây dựng Hoài Khánh thành đô thị lớn cho 1 triệu dân. Hứa Kiều nói như vậy làm mọi người đều giật mình. Đặng Nhược Hiền có chút lo lắng nói. Thị trưởng Hứa, đô thị trên triệu dân không phải nói là thành, cũng không đơn thuần là chuyển dân cư làm nông nghiệp sang dân cư đô thị. Điều này cần ngành thứ ba phát triển cực nhanh để hỗ trợ, nếu không thể cung cấp cơ hội việc làm cho dân chúng thì đó là điều không thể thực hiện. Dân nội thành của Hoài Khánh bây giờ mới 300.000,
tôi rất nghi ngờ có thể làm được hay không. Đúng thế, mặc dù Hoài Châu cùng Khánh Châu có tổng dân cư trên 1,2 triệu nhưng hầu hết là dân nông nghiệp. Nội thành Hoài Châu mới có 250.000 dân, Khánh Châu là 50.000 dân, trong đó tỷ lệ người nhà mấy nhà máy chiếm tỷ lệ khá lớn. Theo dự tính của chị, trong vòng 12 năm dân cư nội thành sẽ tăng thêm 700.000, nói cách khác 900.000 dân nông nghiệp sẽ có gần 80% chuyển thành dân đô thị, điều này có thể sao? Hứa Lộ Bình liên tục lắc đầu nói. Theo tốc độ đô thị hóa tăng lên, tôi thấy vấn đề này sẽ diễn ra rất nhanh, vượt quá so với dự đoán hiện nay của chúng ta. Từ biến hóa mấy năm nay có lẽ mọi người đã thấy được vấn đề. Hứa Kiều cũng không ngại đồng nghiệp đưa ra câu hỏi, lúc trước cô cũng vậy và cuối cùng đã bị Triệu Quốc Đống thuyết phục. Mấy xã Bạch Liên, Đại Hồ, Ngẫu Trì của Hoài Châu 5 năm trước là xã thuần nông, nhưng bây giờ xã Bạch Liên đã bị khu khai phát thâu tóm hết, xã Đại Hồ, Ngẫu Trì cũng có hơn phân nửa diện tích được đưa vào làm đất của khu khai phát. Hơn nữa xem tình hình hiện nay thì xã Mã Trang và thị trưởng Kê Minh ở xa xa cũng ẩn được thu vào, điều này cũng chứng minh quá trình công nghiệp hóa diễn ra càng nhanh. Chúng ta không thể dùng tốc độ phát triển trước mắt mà nhìn quan trọng đô thị hóa, theo cải cách diễn ra, nước ta vào WTO là nhất định. Trung Quốc cũng dần thành trung tâm sản xuất của thế giới. Khu vực Trung Tây có tài nguyên thiên nhiên và sức lao động dư thừa sẽ đón thời kỳ phát triển. Mà Trung ương đưa ra chính sách phát triển khu vực Trung Tây chính là xác minh thêm điểm này. Đặng Nhược Hiền cũng thừa nhận Hứa Kiều nói có lý, nhưng chỉ từ đó mà xác định Hoài Khánh thành đô thị có trên triệu dân là hơi gượng ép. Chẳng qua y cũng không định tranh luận ở vấn đề này. Dù sao đây cũng là một quá trình lâu dài, 10 năm sau người ngồi đây không biết đã đi đâu rồi. Thị trưởng Hứa, triển vọng rất tốt, nhìn xa cũng là tốt nhưng cần phù hợp thực tế. Muốn xây dựng đô thị lớn như vậy thì tài chính sẽ cần con số khổng lồ. Dù chia làm nhiều năm thì sợ là tài chính Hoài Khánh chúng ta cũng không thể gánh nổi. Cố Hiểu Bằng nói. Lữ Thu Thần run lên và thấy Cố Hiểu Bằng hỏi câu này mới là trọng tâm. Nói đủ trò nhưng cuối cùng vẫn là tài chính. Tài chính của Hoài Khánh có thể chống đỡ quy hoạch như vậy không? Tài chính Hoài Khánh mặc dù năm nay đã tăng lên nhưng không thể đủ cho việc xây dựng đô thị lớn như vậy. Hơn nữa tài chính Hoài Khánh cũng cần cân nhắc cho các công việc khác, cho nên chúng ta khi xây dựng thành thị không thể dựa vào tài chính đầu tư, mà cần phải lôi kéo từ thị trường. Từ thị trường là sao? Đặng Nhược Hiền biết Triệu Quốc Đống vẫn không hài lòng với công ty khai thác, xây dựng đô thị Hoài Khánh, cho rằng công ty khai thác, xây dựng đô thị Hoài Khánh phải phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Khi Đặng Nhược Hiền còn phụ trách mảng xây dựng thành thị thì Triệu Quốc Đống đã cùng Đặng Nhược Hiền trao đổi về vấn đề này. Cố Hiểu Bằng nghe câu nói của Hứa Kiều xong, y cũng bắt đầu suy nghĩ. Dự toán thu nhập của Hoài Khánh tăng lên nhưng cũng không thể chống đỡ cho việc xây dựng thành thị, vậy có nghĩa là dự định lấy nguồn thu từ ngoài. Mà tỷ lệ bán đất thu tiền từ năm trước đã càng lúc càng tăng lên, thị trường bất động sản đã ấm lên nhiều. Cố Hiểu Bằng làm công việc tài chính nhiều năm nên mơ hồ đoán được câu nói kia của Hoài Khánh chính là dùng bản quy hoạch đô thị này xúc tiến tăng giá trị bất động sản. Nói cách khác là muốn dựa vào việc khai thác đô thị để xúc tiến giá đất tăng, cuối cùng bán đất để làm tiền quy hoạch thành thị. Đặng Nhược Hiền và Cố Hiểu Bằng đều cảm nhận được ý đồ của Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều, nhưng trong này còn không ít vấn đề cụ thể, cũng không phải nói một hai câu đơn giản là việc thành công. Nhưng hai người cũng phải thừa nhận cách làm này có thể thử một lần, còn hiệu quả như thế nào thì phải xem đã. Triệu Quốc Đống đang quan sát vẻ mặt mấy vị phó thị trưởng. Đặng Nhược Hiền và Cố Hiểu Bằng đều có vẻ suy nghĩ sâu xa, có lẽ hai người này hiểu được ý đồ của hắn và Hứa Kiều. Mà mấy vị phó thị trưởng khác lại không cảm nhận ra. Nhất là Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình còn liên tục lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Có lẽ hai người này nghĩ Hứa Kiều đang chống chế. Tiền Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang, An Nhiên ra vẻ lắng nghe, xem ra cũng muốn xem Hứa Kiều có diệu kế gì. Chỉ từ đây có thể thấy kiến thức và tầm nhìn của mấy vị phó thị trưởng. Cùng với thái độ đối với hắn. Triệu Quốc Đống thấy điều này là bình thường. Đặng Nhược Hiền cùng Cố Hiểu Bằng trước đã phụ trách mảng xây dựng thành thị hoặc tài chính nên có thể cảm nhận là không kỳ lạ. Ba người Tiền Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang, An Nhiên mặc dù không hiểu nhưng do ủng hộ mình nên vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình khó chịu với mình, thậm chí có thể nói là không muốn có việc gì cùng ý kiến với mình. Quyển 11, chương 9-17. Lần này mọi người một lần nữa cảm nhận được tài ăn nói của Hứa Kiều, cũng làm cho các vị phó thị trưởng thấy được hy vọng to lớn của Triệu Quốc Đống trong quy hoạch đô thị Hoài Khánh. Trong bản quy hoạch lấy 4 công viên lớn làm trung tâm, đặc biệt là công viên rừng rậm.
Trong nội thành Hoài Khánh tương lai rất nhiều điểm di tích lịch sử được khai quật, sửa chữa lại, muốn cho Hoài Khánh vốn là thành thị nổi tiếng về lịch sử, văn hóa cấp quốc gia trở thành thương hiệu vàng cho sự phát triển đô thị Hoài Khánh sau này, đồng thời cũng phát triển đô thị xanh, đây là phương hướng chung trong phát triển đô thị của Hoài Khánh. Mà căn cứ phương án quy hoạch đô thị, trung tâm nội thành sẽ trách về phía tây bắc khoảng 4 km, hoàn toàn thoát ra khỏi lịch sử lưu lại do nội thành Hoài Khánh trước đó lấy 5 công ty, nhà máy kia làm trung tâm, khiến cho đô thị trở nên khoa học và có tính liên tục hơn cả. Thị trưởng Hứa, xem ra đường đi sau này của chúng ta càng khó khăn hơn. Ngay cả lãnh đạo thị xã còn có thái độ này, nếu muốn thuyết phục người khác chấp nhận bản quy hoạch của chúng ta sẽ không đơn giản. Sao, chỉ có thấy áp lực không? Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi chậm bên Hồ Liên Diệp. Hồ Liên Diệp trong bản quy hoạch là trung tâm thuộc công viên rừng rậm, nó rộng trên ngàn mẫu, phía tây nam có một khu vực đất ẩm ướt, quanh hồ có nhiều ngọn đồi trông khá uy nghi, chẳng qua những ngọn đồi này cao chỉ tầm chục mét, cao nhất không vượt quá 30 mét. Dọc hồ có không ít cây cối và các bụi rậm. Thị trưởng Triệu, áp lực nhất định là có nhưng tôi không bi quan như ngài. Hứa Kiều mặc bộ đồ thể thao, bên dưới cũng đi giày thể thao. Tất nhiên là để chuẩn bị đi leo núi. Lúc trước tôi không phải cũng không chấp nhận ý tưởng của anh sao? Nhưng bây giờ tôi lại là người ủng hộ tuyệt đối quan điểm này. Tôi tự nhận mình là người kiên định, không dễ thay đổi cái nhìn nhưng vẫn có thể bị anh làm cho cảm phục. Tôi cũng không tin khi chúng ta đưa ra các cơ sở khoa học cho bản quy hoạch ra, bọn họ còn không tiếp thu. Điều này thì chưa chắc, thị trưởng Hứa, ánh mắt và lòng dạ cùng những điều đã trải qua của một người sẽ tạo thành nhân sinh quan của anh ta. Cho nên anh ta khi nhìn sự vật phát triển chưa chắc đã nhất trí với chúng ta. Tôi có thể thuyết phục chị cũng không có nghĩa chúng ta có thể thuyết phục người khác. Ở điểm này chị phải chuẩn bị tư tưởng, chẳng qua một số ít người không thể hiểu cũng không thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Ừ, tôi cũng thấy như vậy, nhưng tôi thấy sau đó thị trưởng Đặng, thị trưởng Cố cùng An Nhiên thực ra cũng bị lời nói của chúng ta đả động, tôi nghĩ mấy người bọn họ có thể thuyết phục hơi dễ. Trước dễ. Sau khó, tranh thủ đối thủ có thể tranh thủ trước, sau đó trở lại công việc khó khăn sau. Hứa Kiều giơ hai đấm lên nói chuyện đầy khí thế. Ừ, Nhược Hiền cùng An Nhiên có lẽ không vấn đề gì mấy. Nhược Hiền cũng đã từng phụ trách mảng xây dựng thành thị. Còn An Nhiên thì tôi nghĩ ánh mắt cũng không kém. Về phần Cố Hiểu Bằng suy nghĩ chính là tài chính có thể chống đỡ hay không. Tôi nghĩ đây chắc cũng không phải vấn đề gì, chủ yếu là mấy vị kia. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Lão Tiền cùng lão Lý chắc dễ làm công tác tư tưởng. Dù trong lúc nhất thời bọn họ chưa hiểu nhưng cũng sẽ không gây trở ngại cho chúng ta. Nhưng Lữ Thu Thần và lão Hứa sợ mất nhiều công sức. Đây chính là một quá trình, tôi đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Hứa Kiều gật đầu nói. Hoài Khánh chúng ta có hoàn cảnh tự nhiên tốt như vậy, lại có điều kiện thu hút đầu tư, đồng thời cũng có thể cung cấp một nơi nghỉ ngơi và sống tốt cho dân chúng Hoài Khánh. Chỉ cần có quan điểm này thì tôi sẽ đối đầu được với tất cả. Triệu Quốc Đống cười cười. Hứa Kiều là người đã nhận định thì tuyệt đối không quay đầu lại, không đạt mục đích không bỏ qua. Ngay cả hắn ở vài điểm cũng không bằng chị ta. Hứa Kiều được như vậy mặc dù có nguyên nhân là không vào đảng, nhưng cũng có quan hệ mật thiết với tính cách bản thân. Ừ, tôi đang suy nghĩ chúng ta có phải đưa ra những cơ sở khoa học khi tạo bản quy hoạch này không? Đồng thời cũng có thể trích dẫn điển hình thành công ở nước ngoài. Như vậy cũng có thể làm mọi người dễ dàng hiểu hơn nữa, cũng có thể tăng tính thuyết phục của phương án. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Mắt Hứa Kiều sáng lên, đây chính là cách trước đó Triệu Quốc Đống thuyết phục cô. Nếu như hoàn thiện và sửa lại thêm chút nữa, làm cho nó càng thêm phong phú thì có thể giúp những người không hiểu công việc này thừa nhận được. Như vậy cũng dễ dàng được bọn họ ủng hộ. Tốt, thị trưởng Triệu, ý tưởng này rất tốt. Tôi lúc trước không phải cũng bị anh dùng cách này thuyết phục sao? Chúng ta có thể sửa lại thành tài liệu, tạo ra một văn bản mang tính hệ thống, làm càng chi tiết càng tốt. Hứa Kiều vui vẻ nói. Chúng ta còn có thể đưa sang cho các đồng chí bên Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã xem xét và đánh giá, làm cho bọn họ ủng hộ. Ở điểm này tôi thấy một ít đồng chí ở Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân còn nhìn xa hơn lãnh đạo thị xã. Như vậy sẽ khiến công việc của chúng ta làm chắc từng bước. Đây cũng không phải chuyện một hai ngày, một hai năm là thành công. Chủ yếu là nằm ở chỗ bước đi của chúng ta có tính khoa học, chắc chắn. Làm được điểm này thì dù sau này chúng ta không còn đảm nhiệm vị trí bây giờ thì cũng có thể khiến Hoài Khánh đi theo con đường chính xác. Triệu Quốc Đống dừng lại,
trên người đã có chút mồ hôi. Trên trán Hứa Kiều Cung xuất hiện mồ hôi, hai người nhìn xuống Hồ Liên Diệp bên dưới. Chấm. Bí thư Trần, Triệu Quốc Đống chưa trình phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh chúng ta cho ngài duyệt sao? Hừ, tôi đoán hắn chưa làm. Bây giờ hắn cũng không dám trình phương án quy hoạch này cho ngài bởi vì bản thân hắn cũng không tự tin. Lữ Thu Thần thở hổn hển vào văn phòng Trần Anh Lộc, mặt mày đầy kích động. Bí thư Trần, lần này tôi không xen ân oán, tình cảm cá nhân nào vào. Sau khi ngài nhắc nhở tôi đã rất nỗ lực dung hòa vào công việc bên ủy ban, cố gắng thích ứng tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, tôi tự nhận mình đã làm rất tốt. Nhưng chuyện lần này liên quan đến phương hướng phát triển đô thị của Hoài Khánh chúng ta mấy năm, thậm chí 10 năm sau, liên quan tới lợi ích nhân dân Hoài Khánh nên tôi không thể không đứng ra. Trần Anh Lộc có chút buồn bực day day chán, y tự hỏi lúc trước muốn Lữ Thu Thần làm phó thị trưởng thường trực là có tư tâm, nhưng chủ yếu là do cảm thấy Lữ Thu Thần về phương hướng là tốt, ngoài tính cách cứng rắn một chút ra thì không có tật xấu gì mấy. Nhưng bây giờ xem ra mình đã tính sai. Thời gian trước thấy Triệu Quốc Đống và Lữ Thu Thần trở nên hòa hợp đôi chút đã làm y hài lòng. Y bảo Phó Thiên đi làm công tác tư tưởng, yêu cầu hai người này phối hợp xem ra đã có chút tác dụng. Vì thế Trần Anh Lộc cũng thay đổi không ít ấn tượng về Phó Thiên. Nhưng bây giờ xem ra bản tính khó rời. Dù là Lữ Thu Thần hay Triệu Quốc Đống đều có sự khác nhau quá lớn. Mà Lữ Thu Thần lại là người luôn cứng rắn, hay nổi giận như thế này đúng là có chút khó làm. Thu Thần, anh có gì thì nói ra. Trần Anh Lộc nhíu mày nói. Có đến mức như anh nói không? Quốc Đống không dám đưa tôi xem, nhưng đưa phương án cho các anh xem thì có gì không ổn. Ngay cả bên ủy ban thị xã còn chưa thống nhất ý kiến, chẳng lẽ còn đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu sao? Tôi thấy Quốc Đống làm như vậy là rất chính xác. Không, Bí thư Trần, tôi không có ý này. Tôi nói phương án quy hoạch đô thị của hắn làm quá mức thôi. Nói không khách khí một chút đây là thích công trình mặt mũi, ham công danh, tốn tiền của quần chúng nhân dân, không để ý tới tình hình thực tế của Hoài Khánh chúng ta. Mấy vị phó thị trưởng khác đều không coi trọng phương án này, không thể chấp nhận phương án này. Lữ Thu Thần tức giận nói. Ồ, Trần Anh Lộc cũng đã nghe có người nói phương án quy hoạch đô thị của ủy ban làm ra đã tạo thành tranh cãi khá lớn. Có người khen, có người chê, có người còn nói không đáng một đồng vì đây là xây nhà trên không, không có móng. Quyển 11, chương 9-18. Bí thư Trần, tôi không phải đang nói láo, ngài có thể hỏi Hứa Lộ Bình và Cố Hiểu Bằng xem. Cũng có thể hỏi Lão Tiền, Lão Lý về ý kiến của bọn họ, xem bọn họ có ý kiến gì về phương án này. Nhất là Lão Cô thì ngài nên nghe, y trước làm cục trưởng cục tài chính nên sẽ đánh giá khá công bằng về phương án này. Lữ Thu Thần khá tự tin nói. Trần Anh Lộc gật đầu không nói. Lữ Thu Thần dám vỗ ngực tỏ thái độ này cũng có nghĩa phương án quy hoạch kia có tranh cãi lớn. Theo Trần Anh Lộc thấy tranh luận cũng có nghĩa phương án này chưa thành thục. Mà đối với ủy ban mà nói là một việc ngoài xem nó có khoa học, hợp lý hay không thì phải xem thực tế có thể chấp nhận không. Nếu như nói không tính tới năng lực thừa nhận và tiếp nhận của cán bộ, quần chúng mà mạo muội đưa ra kế hoạch tốt đẹp đó là cách làm không có trách nhiệm. Bây giờ y còn không thể xác định ý kiến của Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều có chính xác hay không. Y còn phải thông qua ánh mắt và tư duy của mình mà suy đoán. Tôi chưa xem qua phương án quy hoạch đô thị của ủy ban thị xã cho nên không thể bình xét. Hơn nữa chỉ cái nhìn của bản thân tôi cũng không thể là đánh giá cuối cùng cho phương án này, điều này cần tập thể nghiên cứu. Trần Anh Lộc thản nhiên nói. Nhưng có một điều tôi phải nhắc anh, mặc dù tôi chưa xem qua phương án nhưng tôi có thể khẳng định phương án này không đến mức như anh nói. Nếu là như vậy thì đó có nghĩa là tỉnh ủy và thị ủy đánh giá lầm về trí tuệ của Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều, anh cảm thấy như vậy sao? Trần Anh Lộc nói làm Lữ Thu Thần á khẩu. Y vốn định dùng lời lẽ nặng nề mà tỏ thái độ kiên quyết của mình, nhưng không ngờ Trần Anh Lộc lại đứng ở góc độ kỳ lạ mà phán xét cái nhìn của mình. Thấy Lữ Thu Thần không nói gì, Trần Anh Lộc càng thêm xác định suy đoán của mình. Tôi biết phương án quy hoạch đô thị lần này tạo ra tranh cãi lớn, tạm thời không cần biết phương án này có được áp dụng hay không nhưng làm lãnh đạo thị xã, nhất là phó thị trưởng thường trực thì tôi thấy anh phải giữ bình tĩnh mà nhìn nhận sự việc. Không cần biết anh coi phương án này là như thế nào thì cũng phải có lý trí mà phán xét. Phương án này thật sự không thực hiện được sao? Tôi thấy chưa chắc, Hứa Kiều làm phó thị trưởng phụ trách, Triệu Quốc Đống bây giờ là thị trưởng, phương án này cũng không phải do hai người bọn họ làm ra, nhất định là trí tuệ của Ủy ban xây dựng thị xã và không ít chuyên gia trên tỉnh. Không cần biết nó có phù hợp thực tế hay không,
chúng ta cũng cần phải nhìn ở góc độ biện chứng mà đánh giá. Phương án có khả thi hay không? Có thì là điểm nào? Có chỗ nào không phù hợp thực tế, chỗ dựa là ở đâu? Anh phải đưa ra từng điểm. Anh muốn phản đối quan điểm của người khác cũng cần đưa ra bằng chứng rõ ràng, mà không phải dùng miệng lưỡi mắng một phen. Anh không phải nói mấy vị phó thị trưởng đều tỏ vẻ không thể chấp nhận và phản đối sao? Anh có thể để bọn họ nói ra quan điểm của mình mà. Có thể quang minh chính đại tìm Quốc Đống và Hứa Kiều trao đổi, xem là bọn họ thuyết phục các anh, hay các anh thuyết phục bọn họ. Nếu còn không đồng ý thì có thể bảo lưu ý kiến rồi đưa ra trao đổi trong hội nghị thường ủy. Chế độ tập trung dân chúng của đảng không phải dùng phương thức này sao? Lữ Thu Thần nghe xong mà rất phục Trần Anh Lộc, lời nói đầy khí thế, đúng, anh có thể đưa ra ý kiến về phương án, tôi cũng có thể đưa ra quan điểm của mình, nhất là câu nói anh thấy phương án có điểm nào không ổn thì có thể tìm sơ hở mà công kích để đạt mục đích. Nhược Hiên, anh cảm thấy phương án này vượt quá thời gian sao? Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền vẫn có quan hệ tốt. Mặc dù Đặng Nhược Hiền không còn phụ trách mảng xây dựng thành thị nhưng hắn vẫn rất tôn trọng ý kiến của Đặng Nhược Hiền. Ừ, đúng là có chút suy nghĩ và câu hỏi. Đặng Nhược Hiền cũng không giấu quan điểm của mình. Tôi cũng mơ hồ đoán ra suy nghĩ của anh, chính là muốn lợi dụng công ty khai thác đô thị để thúc đẩy việc xây dựng phương tiện trụ cột công cộng của Hoài Khánh, lợi dụng việc di chuyển trung tâm hành chính và một số thủ đoạn hành chính để xúc tiến di rời khu vực trung tâm, xúc tiến việc tăng giá trị khu đất mục tiêu, làm cho tiền thu từ đất tăng lên. Điều này tôi đồng ý. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn chủ yếu muốn nghe ý kiến không đồng ý của Đặng Nhược Hiền. Nhưng tôi cảm thấy quy mô bản quy hoạch này quá lớn, hoặc là nói nó vượt thời đại. Tôi lo là điều này có thực tế không? Phía Tây và Bắc mặc dù có mật độ dân cư nhỏ, là khu vực có nhiều đồi núi, có một bộ phận đất không phải là khu vực bảo vệ nông nghiệp nhưng quy hoạch như thế này thì nếu 3, 5 năm không thể khai thác thì sẽ tạo ra phản ứng không hề nhỏ. Điểm này anh đã tính tới chưa? Không đợi Triệu Quốc Đống trả lời, Đặng Nhược Hiền nói tiếp. Tôi biết nếu ủy ban lấy một số biện pháp hành chính can thiệp thì cũng có thể miễn cưỡng khai thác. Vấn đề nằm ở chỗ giá trị và ý nghĩa của nó là gì? Nó sẽ giống như khu khai phát trước đây giải phóng mặt bằng và không có công ty nào tiến vào thì sao? Khai thác, tôi hiểu chính là khai khẩn và phát triển, anh nếu san bằng đất còn muốn phát triển thì sẽ phát triển gì? Vậy anh phải xây dựng công ty, tạo khu buôn bán, xây dựng nhà ở, phải có người tới đó, lúc đó mới là khai thác và phát triển. Mấy năm sau tốc độ phát triển của Hoài Khánh nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng có thể đạt quy mô và trình độ như anh nghĩ không? Đặng Nhược Hiền hỏi đã lộ ra một vấn đề đó là Hoài Khánh nhất định sẽ phát triển, tốc độ phát triển và GDP sẽ mở rộng nhưng nó có thể đạt được mục tiêu mà Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều nghĩ tới không? Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ dùng lý lẽ gì để thuyết phục Đặng Nhược Hiền. Nếu ngay cả Đặng Nhược Hiền cũng mãi có thái độ nghi ngờ thì đừng nói tới thuyết phục người khác. Nhược Hiền, câu hỏi của anh không phải là vô lý, nhưng tôi rất lạc quan về việc này. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi nói. Quy hoạch đô thị Hoài Khánh không phải vì quy hoạch cho một năm, hai năm, mà là quy hoạch năm, 10 năm. Tôi cảm thấy cần thiết việc quy hoạch trước thời đại, bởi vì chúng ta không thể biết 3, 5 năm sau Hoài Khánh sẽ phát triển đến mức nào. Đặng Nhược Hiền im lặng không nói. Nhưng nếu quy hoạch của chúng ta bây giờ quá bảo thủ, như vậy có lẽ 3. 5 năm sau chúng ta không thể không thay đổi quy hoạch một lần nữa. Rất nhiều phương tiện trụ cột đã xây dựng sẽ bị phá hủy hoặc làm lại. Nếu như vài vị trí cụ thể thì còn làm mới được, nhưng một số chỗ nếu anh đập đi làm lại sẽ trả giá rất đắt. Anh đã từng phụ trách mảng xây dựng thành thị thì cũng biết cần có tầm nhìn vượt thời gian. Một đô thị phát triển phải có quy mô thích ứng với phát triển kinh tế, nhưng quyết chỉ là thích ứng mà phải đảm bảo sự co giãn. Điểm này sớm đã có vô số dẫn chứng và ví dụ. Kinh tế Trung Quốc đang tiến vào thời kỳ phát triển với tốc độ cực nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh năm nay cũng bắt đầu mạnh lên. Nhược Hiền, anh không tự tin vào công việc mà chúng ta phụ trách sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Toàn bộ thị xã, nhất là khu khai phát đều đang tăng mạnh tốc độ thu hút đầu tư, nhất là tốc độ công ty lĩnh vực điện tử đến Hoài Khánh đang tăng rất mạnh. Hiệu ứng dây chuyền này càng về sau càng rõ ràng. Có thể nói Hoài Khánh chúng ta đã chiếm cứ ưu thế rõ rệt. Mà ưu thế này đảm bảo cho sản nghiệp trụ cột này của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng lớn hơn các nơi khác. Quy mô ngành điện tử thông tin sẽ nhanh chóng mở rộng và khiến sức lao động đổ dồn vào nội thành, cũng sẽ phát triển ngành sản xuất thứ ba. Tôi rất tự tin vào điều này. Đặng Nhược Hiền cười cười một tiếng. Triệu Quốc Đống nói đúng suy nghĩ trong lòng y.
khu khai phát Hoài Khánh bởi vì công ty Hòa Tân tiến vào khiến cho nó bay lên một độ cao lớn. Mà Triệu Quốc Đống cũng chuyên môn yêu cầu ban tuyên giáo phải tuyên truyền mạnh khu khai phát, khiến cho các công ty điện tử trong và ngoài nước chú ý tới khu khai phát Hoài Khánh. Hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp, thủ tục hành chính công khai, hiệu suất làm việc hàng đầu, thái độ phục vụ tốt khiến cho các đoàn khảo sát đến khu khai phát đều khá hài lòng. Điều này cũng lôi kéo hai quận nội thành học theo cách làm của khu khai phát. Hoài Châu, Khánh Châu đều thấy áp lực quá lớn, bắt đầu tham gia vào việc cạnh tranh thu hút đầu tư. Quyển 11, chương 9-19. Cuộc nói chuyện với Đặng Nhược Hiền về cơ bản đạt được hiệu quả nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thấy một chút áp lực. Kinh tế Hoài Khánh có thể đạt đến mức như quy hoạch đặt ra hay không là cả vấn đề. Nếu không sẽ như lời Đặng Nhược Hiền nói, đây là câu hỏi mà mọi người đều nghĩ tới. Đặng Nhược Hiền đưa ra ý kiến là bản quy hoạch chia làm hai giai đoạn, như vậy vừa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh, cũng có thể dễ làm người ta chấp nhận. Đề nghị này theo Triệu Quốc Đống thấy có thể thực hiện. Ngay khi Triệu Quốc Đống cùng Hứa Kiều nhanh chóng đi vận động, Lữ Thu Thần cũng không chịu yếu thế. Hứa Lộ Bình là đồng minh đầu tiên của y. Hứa Lộ Bình vốn rất phản cảm với phương án quy hoạch đô thị mà Hứa Kiều đưa ra, cho rằng không có tính thực tiễn, cho rằng là hư vô mờ mịt, tốn tiền của dân chúng. Lữ Thu Thần giơ ngọn cờ phản đối, Hứa Lộ Bình đương nhiên đứng về phía Lữ Thu Thần. Lữ Thu Thần cũng đến trao đổi với Lý Trường Giang và Cố Hiểu Bằng. Chẳng qua hiệu quả cũng không đạt được quá cao như việc y được Lưu Liên Xương ủng hộ. Hai người này đều có vài câu hỏi về phương án do Hứa Kiều đưa ra nhưng không quá mãnh liệt, chỉ là nói phải tìm hiểu thêm. Nhưng Lưu Liên Xương lại hiếm khi tỏ thái độ nói phương án này thậm chí còn hơn cả quy hoạch khu vực Duyên Hải, vì thế nó vượt xa tình hình thực tế của Hoài Khánh. Trong lúc nhất thời thị ủy ban bàn tán về vấn đề này rất lớn, gần như mọi người đều bị chú ý đến chuyện này. Nhất là sau khi Hứa Kiều chia phương án này ra chi tiết hơn càng làm thị ủy ban bàn nhiều hơn nữa. Đây ở mức độ nào đó đã là hướng gió. Quế Toàn Hữu cười cười bỏ cốc trà xuống. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại là hiểu ra ý của Quế Toàn Hữu. Anh nói là Lữ Thu Thần và tôi đấu nhau. Ừ, có lẽ ngài không có ý đó, nhưng trong mắt nhiều người lại thấy là như vậy. Hừ, suy nghĩ không đâu. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và không cho ý kiến. Không, thị trưởng Triệu, tôi cảm thấy không phải thế. Quế Toàn Hữu nghiêm túc nói. Ngài vừa lên, vẫn còn là quyền thị trưởng, hơn nữa mới đến Hoài Khánh chưa đầy 2 năm. Lữ Thu Thần là cán bộ trưởng thành ở Hoài Khánh, làm thường vụ thị ủy nhiều năm, còn từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên quan hệ rất rộng. Quan trọng nhất là Lữ Thu Thần được bí thư Trần ưu ái. Nếu như nói bản quy hoạch đô thị của thị trưởng Hứa trước đó chỉ là công việc, nhưng bây giờ lại bàn tán xôn xao, nhiều lãnh đạo có cái nhìn khác nhau về phương án này như vậy. Hơn nữa hai bên đối đầu rất rõ ràng, như vậy không thể không tính tới phương án này được thông qua hay không có dính tới vấn đề chính trị. Triệu Quốc Đống không nói mà chỉ ngồi xem văn bản. Tôi biết ngài không vì việc này mà muốn tranh gì đó, nhất là công việc dính dáng tới yếu tố bên ngoài thì ngài càng không muốn. Nhưng có những lúc không phải do ngài. Chủ tịch Mao không phải đã nói không phải gió đông áp gió tây chính là gió tây áp gió đông sao? Quế Toàn Hữu trầm giọng nói. Nếu phương án này không thể được thông qua như vậy chính là người khác sẽ đạt uy tín, ngài mất khí thế. Hơn nữa cuối năm ngài sẽ được bầu cử thì tuyệt đối càng không thích hợp. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi thấy anh xuống huyện nên có nhiều cảm xúc, có phải quan hệ với lão Cố không quá thuận lợi?